mí mắt nhẹ nhàng run run, Mạnh Hạo Đông khinh thường liếc một cái miệng, ta phụ ngươi. Thiếu mẹ hắn không biết xấu hổ, ngươi dám nói năm đó ngươi tiếp cận ta, không phải ôm lấy khác mục đích. Nói trắng ra, chúng ta cũng là giao dịch mà thôi. Ngươi ta triền miên qua một thời gian, ta cũng đem Thánh Sơn Địa Giai công pháp cho ngươi, còn dốc hết sức nâng lên bát hoàng vị. Nếu không mà nói, không có ta trong bóng tối trợ giúp, người cái đàn bà thúi có thể tại một đám hung thần ác sát trung thành một phương chư hầu. Khác nói chuyện viển vông. Thế nhưng là ta nếu không chỉ đây hết thảy, người đã nói hội mang ta phía trên Thánh Sơn. Người năm đó mặc dù là thánh vực đệ nhất mỹ nữ, nhưng Thánh Sơn là luận huyết thống. Người xuất thân ti tiện, cái nào có tư cách lên núi. Cái kia người năm đó còn hứa hẹn ta. Đầu giường lời nói ngươi cũng thật chứ. Diễm Nhi, tại ta trước khi biết ngươi, ngươi cũng không phải như thế người ngây thơ đi. Suy cười một tiếng, Mạnh Hạo Đông hoàn toàn không để bụng, hiên ngang đầu nói, ta là đệ lục Thánh Sơn Sơn chủ người thừa kế, há có thể vì nữ nhân hủy chính mình tiền đồ. Nói thật cho ngươi biết ha, lúc trước cho dù ngươi dung mạo chưa cởi, vẫn như cũ diễm lệ, cũng đừng hòng tiến nhập thánh núi lớn môn, hừ. Ngươi, gắt gao cắn răng, Diễm Hoàng chỉ hắn, tức giận đến toàn thân phát run, càng lộ vẻ dữ tợn, toàn thân hắc khí càng thêm nồng nặc lên. Mạnh Hạo Đông nhẹ liếc nàng một cái, trong mắt đều là căm ghét, trách mắng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành bộ dáng gì, người không ra người, quỷ không quỷ, nhìn đều buồn nôn. Còn có, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, Mạnh Hạo Đông rốt cục tiến vào chính đề, cầm trong tay cho tàn một thanh rơi xuống, trợn mắt tròn xoe, ta mặc kệ ngươi luyện cái gì tà công, nhưng cái này ngươi đến giải thích cho ta một chút. Vì sao những vật này, cùng nhi tử ta khi chết ở lại nơi đó giống như đúc? Nhi tử ta chết, có phải cũng cùng ngươi có quan hệ? Chăm chú nhìn hắn không thả, đỏ thẫm đột nhiên lộ ra cười nhạo đến, tiếp lấy liền càng là điên cuồng cười to, ha ha ha. Ngươi cảm thấy đâu, Đông ca? Thật cùng ngươi có liên quan. Song quyền hung hăng nắm chặt, Mạnh Hạo Đông tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đây chính là lão tử con trai độc nhất, ngươi cái này đàn bà thúi, thật là nhẫn tâm a. Nhếch miệng cười một tiếng, Diễm Hoàng càng thấy quỷ dị, con trai độc nhất. Ha ha ha, cái này tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão thôi. Vốn là ngươi có thể lại có một đứa con, ai để ngươi năm đó nhẫn tâm như vậy, hết lần này tới lần khác không muốn. Sờ sờ chính mình cái bụng, Diễm Hoàng càng sâu. Tạp chủng huyết mạch, có còn không bằng không có. Song đồng chừng một cái, Mạnh Hạo Đông minh bạch nàng ý tứ, nhất thời gào thét lên tiếng. Trên bụng nhẹ tay nhẹ trì trệ, Diễm Hoàng điên cười cười, tốt một cái tạp chủng huyết mạch, thánh giả đại nhân tốt không có thèm a. Đã như vậy, người ngay cả ta cốt nhục đều không chân quý, năm đó có thể đưa đánh dụng. Mạnh Hiểu Phong chỉ là ngươi nhi tử, lão nương còn có cái gì có thể lưu thủ. Ha ha ha, thật là ngươi giết nhi tử ta. Mí mắt nhìn không được hung hăng run run, Mạnh Hạo Đông hét lớn một tiếng, nhất thời một bước bước xông về phía trước, xú bà nương, đi chết. Phượng mi vẩy một cái, Diễm Hoàng tà mị cười một tiếng, vung lên ống tay áo, lúc này hóa thành một cỗ khói đen, hướng ngoài động lướt tới, Mạnh Hạo Đông, chúng ta bên ngoài đánh. Số bà nương, đừng chạy. Vù vù. Hai bóng người một trước một sau vào tới ngoài động, Diễm Hoàng hiện ra thân hình, quay đầu nhìn một chút, nhất thời cười lớn một tiếng, quay người lại, nhưng gặp từng đạo khói đen dâng lên, lượn lờ toàn thân. Sau đó sau lưng mang lấy hai đóa hắc sắc liên hoa mặt đen la sát liền đột nhiên xuất hiện tại Mạnh Hạo Đông trước mặt, xông thẳng tới chân trời, đủ có mấy trăm trượng cao. Thánh giả cự thân thể. Song đồng hơi khẽ run run, Mạnh Hạo Đông bất khả tư nghị nói, ngươi thế mà đột phá thánh giả. Điều đó không có khả năng, cái này mấy ngàn năm ngươi đều không thể đột phá, chỉ là ngắn ngủi một năm, làm sao có thể có dạng này thành tựu. Mà lại, ta cho ngươi công pháp. Căn bản không có đột phá thánh giả đường lối. Ha ha ha, Mạnh Hạo Đông, ta biết ngươi không muốn để cho ta nhập Thánh Sơn, làm sao có thể cho ta tốt nhất công pháp. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Đột phá thánh giả công pháp yếu quyết, cũng không chỉ là tại Thánh Sơn lưu cất, lão nương tại Hoàng vực như cũ tìm được. Hừ, đắc ý cái gì sức lực, vừa mới đột phá thánh giả sơ kỳ đàn bà thúi, lão tử thế nhưng là thánh giả đỉnh phong. Cười lạnh. Mạnh Hạo Đông khinh thường bĩu môi, sau đó đồng dạng lăng không bay lên, xoay người một cái, nhưng gặp từng đạo lôi mang chợt hiện, hắn quanh người liền đột nhiên xuất hiện cả người phụ 12 thanh thần kiếm nộ mục kim cương,
100 trượng lôi thân thể uy phong lẫm liệt, cuồng bạo hung mãnh. Chỉ là vừa mới xuất hiện, liền đã dẫn tới thiên địa dao động. Chỉ một thoáng, hai đạo 100 trượng bóng người xa xa đối lập, kim cương đối la sát, hết sức căng thẳng. Nhìn chằm chằm cái kia lôi khải người khổng lồ, Diễm Hoàng hai con người chưa phát giác có chút hoảng hốt, tựa hồ lại hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, nhưng là rất nhanh liền ánh mắt nhất định, lần nữa lộ ra càng thêm điên cuồng ý cười. Tâm niệm nhất động, cái kia la sát cự thân thể lập tức hướng về phía trước bay thẳng, sau lưng hai cái hắc sắc liên hoa bỗng dưng bay ra, biến thành hai tấm huyết tinh miệng lớn, hung hăng hướng cái kia kim cương lôi thân thể táp tới, giống như thôn phệ thiên địa giống như, tà mị quỷ dị. Đụng! Thế mà, còn không đợi cái kia miệng lớn rơi xuống, nhưng gặp một đạo lôi mang lóe qua, hai cỗ hắc khí đã là trong nháy mắt bị đánh tan thành hư vô. Cái kia kim cương một tay chấp nhất một thanh lôi kiếm, khí thế hung mãnh, uy phong lẫm liệt, dĩ nhiên đã một chiêu phá địch. Tại kim cương bên trong Mạnh Hạo Đông nhìn lấy đây hết thảy, khóe miệng xẹt qua khinh thường đường cong. Sau đó, thừa thắng truy kích, Mạnh Hạo Đông lập tức chỉ huy kim cương lần nữa vào tới trước, một cái tay khác cũng là đem sau lưng cái thứ hai lôi kiếm nắm qua. Hai thanh lôi kiếm dường như sấm sét vang dội, tại la sát trước mặt trong nháy mắt, liền xẹt qua 72 kiếm. Chờ hai cái cự thân thể giao nhau xuyên qua, lần nữa đình trệ về sau, nhưng nghe ầm ầm tiếng vang nổ tung, cái kia la sát đã là trong nháy mắt phá vỡ đi ra, Diễm Hoàng một cái lảo đảo, ngã rơi xuống đất, đã là nhìn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lại là toàn thân gân mạch đều đoạn, nội phủ cũng bị thương nặng, sinh mệnh ốm sắp chết. Đạp đạp đạp, đồng dạng đem thánh thân thu hồi, Mạnh Hạo Đông đạp nhẹ lấy cước bộ, đi vào trước mặt nàng, trên mặt đến mức vô tận cừu hận. Ngay sau đó, hắn một cái bước xa hướng về phía trước, một phát bắt được Diễm Hoàng cái cổ, đem nàng giơ lên cao cao, giận mắng lên tiếng, đàn bà thúi, dám giết con ta muốn ngươi cho nhi tử ta chôn cùng. Nhếch miệng cười một tiếng, Diễm Hoàng không vui không buồn, càng không có sợ hãi chút nào, chỉ là cười lành lạnh lấy, giống như ma quỷ, đang ngó chừng thế gian người tầm thường, đang chờ đem bọn hắn cùng một chỗ kéo hướng địa vực cơ hội. Thế nào, ngươi không sợ chết? Thấy được nàng cái dạng này, Mạnh Hạo Đông lông mày nhíu lại lộ ra tà dị tiếu dung, đã ngươi không sợ chết, ta thì lại không cho ngươi chết. Nhưng là ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết, ha ha ha. Vẫn không có nói chuyện, Diễm Hoàng trên mặt đều là trào phúng. Chưa phát giác có chút kỳ quái, Mạnh Hạo Đông mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xem ra ngươi này nương môn đúng là điên, ngươi cho rằng ta không đành lòng, vẫn là làm không được. Không đành lòng, ngươi cái này ý chí sắt đá người, có cái gì không đành lòng? Ha ha ha, không khỏi sủi cười một tiếng, Diễm Hoàng khinh miệt nhìn lấy hắn, ta là cười ngươi, muốn để cho ta sống không bằng chết, là vạn vạn làm không được. Ngươi nói cái gì? Ta nói là, đối với một cái muốn chết người, ngươi làm sao có thể để hắn sống không bằng chết đâu? Ha ha ha, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười là vô tận thoải mái, lại mang theo đau khổ. Mạnh Hạo Đông trong lòng kỳ quái, nhưng cúi đầu nhìn lại chính gặp cái kia mãnh liệt hắc khí đã tại Diễm Hoàng trên thân tràn ngập, riêng là nàng hai chân, đã bị hoàn toàn thôn phệ, hóa thành bột mịn. Mà lại cỗ này xu thế, ngay tại càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng thôn phệ nàng thân thể. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đông ca, không có trả lời hắn vấn đề, Diễm Hoàng chỉ là chế nhạo địa liếc hắn một cái, ta sớm đã cảm thấy sẽ có dạng này hạ tràng, mới được ăn cả ngã về không theo ngươi nhất chiến. Nhiều năm như vậy bi phẫn, trước khi chết phát tiết một chút, cũng là vô cùng tốt. Chỉ bất quá, ngươi là không có cơ hội này, ngươi, vĩnh viễn không có khả năng biết giết ngươi nhi tử tránh thức hung thủ là người nào, ha ha ha. Cái gì? Không khỏi giật mình, Mạnh Hạo Đông bóp lấy cổ nàng hét lớn, ngươi nói nhi tử ta không phải ngươi ra tay. Đó là ai? Nói cho ta biết. Không nói gì, Diễm Hoàng chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói một lời, tùy ý cái kia vô tận hắc ảnh thôn phệ. Chỉ là tại gần biến mất trước trong tích tắc, khóe miệng nàng lại ngăn không được lộ ra cười khổ, ai thán liên tục. Trác quản gia, thật lợi hại a, tất cả mọi người lấy ngươi đạo. Ta sớm nên nghĩ đến, Ma Hoàng công pháp cùng Mạnh Hiểu Phong cái chết có quan hệ, hôm đó Khuynh Thành mất tích đoán chừng cũng là ngươi làm. Chỉ tiếc, ta hãm sâu đế cảnh công pháp trong dục vọng, cái gì đều không để ý tới. Bây giờ hồi,
trong mọi người chỉ có ngươi là sau cùng bên thắng, dễ dàng trưởng quản hoàng vực. Chúng ta đều hãm sâu công pháp bên trong, lại khó tự kiềm chế. Thật sâu tâm kế, thật mạnh bố cục a. Chỉ bất quá, người sắp chết, lời cũng thiện, cái này hại người công pháp, ta là không có ý định lại truyền đi, tựa như lúc trước ngươi mượn truyền cho như chúng ta, muốn để ngươi thất vọng. Dù sao với ta mà nói, ta mặc dù hận hắn, nhưng cũng yêu, chỉ là hắn không rõ mà thôi, ha ha ha. Diễm Hoàng, người mẹ hắn nói cho ta rõ, nhi tử ta chết đến tột cùng cùng ai có quan hệ, nói a. Mạnh Hạo Đông từng tiếng gào thét, giống to liên tục. Diễm Hoàng sau cùng liếc hắn một cái, lại là gật đầu nhắm mắt lại. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ không để cho ngươi vì một nữ nhân khác nhi tử báo thù, đây cũng là ta sau cùng một phần tư tâm a, xin lỗi. Diễm Hoàng, vĩnh biệt. Chợt, đúng lúc này, một đạo quen thuộc mật ngữ truyền âm, tiến vào Diễm Hoàng trong tai. Mi mắt không khỏi nhẹ nhàng run run, Diễm Hoàng thời khắc hấp hối, kinh ngạc nói, ngươi là Trác Phàm, hoặc là ngươi có thể gọi ta lão bằng hữu, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Lúc trước ngươi chuyện tình gió chăng, người khác có lẽ không biết, nhưng ở Bát Hoàng bên trong, có lẽ vẫn là có mấy cái người biết được, bên trong thì có ta một cái. Cách đó không xa trong rừng rậm, Trác Phàm vừa lòng tĩnh khí, nhắm mắt truyền âm, ta đối với các ngươi làm, là kết năm đó ân oán. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, kết đương niên tình duyên, đáng tiếc ngươi để xuống. Thì ra là thế. Không sai gật đầu, Diễm Hoàng bật cười một tiếng, là ngươi trở về, khó trách. Như thế tới nói, hoàng vực nhất thống, thực chí danh quy. Dù sao ngươi mới thật sự là, Bát Hoàng đứng đầu a. Soạt. Một đạo hắc khí mãnh liệt, Diễm Hoàng sau cùng thân thể cũng trong nháy mắt chìm ngập, chỉ để lại một đống cho tàn tản mát trên đất. Mạnh Hạo Đông trong tay nắm lấy một mảnh bột mịn, còn có khối kia khối vải rách, cùng chính mình nhi tử khi đó không khác nhau chút nào, lại là đã mộng vòng, mê mang nhìn một chút thương khung, nộ hống lên tiếng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giết nhi tử ta đến tột cùng là ai? Sở Khuynh Thành lại ở đâu? Diễm Hoàng nàng có phải hung thủ? Đáp án này, người về sau sẽ biết, hiện tại không nên quá gấp mới tốt, Mạnh Sơn chủ. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Trác Phàm trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, lộ ra tà dị tiếu dung. Đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bụi đất, thì vui vẻ địa rời đi nơi này. Lặng lẽ đến, nhẹ nhàng phải đi, không mang đi một áng mây. Một tháng sau, Trác Phàm trở lại Lạc Gia bản bộ, trên mặt mang theo lạnh nhạt nụ cười, Đường Từ trở lại thư phòng mình. Đưa tay đem sách tủ nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy, nhất thời lộ ra một cái treo 8 khối phiến gỗ dáng điệu đến, mỗi một mảnh phiến gỗ, đều khắc lấy một vị Bát Hoàng danh vị, bây giờ đã thiếu 3 khối. Nhẹ nhàng đem viết Diễm Hoàng tính danh phiến gỗ cầm xuống, trong tay vuốt ve một chút, Trác Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thì thào lên tiếng, Diễm Hoàng, vĩnh biệt, đi thôi. Vừa dứt lời, Trác Phàm hơi vung tay, đem phiến gỗ ném tới sau đầu. Hoa một tiếng, phiến gỗ trên không trung bỗng dưng bốc cháy lên, chờ rơi xuống, làm một tiếng, lại là vừa vặn rơi xuống một cái trong chậu than, sáng rực bốc cháy lên. Trác Phàm cứ như vậy đưa lưng về phía chậu than, trên mặt đều là tùy tiện, thật sâu hút khẩu khí. Trác Phàm. Chợt, một tiếng vang nhỏ phát ra, một bóng người xinh đẹp nhất thời đẩy cửa thẳng vào, ý cười đầy mặt, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, làm nàng nhìn thấy cái kia sắp hàng các hoàng danh vị giá gỗ lúc, lại là nhất thời sững sờ, ngươi. Đang làm gì? Mỉm cười, Trác Phàm lơ đễnh nhún nhún vai, không có gì, thanh lý tạp vật. Tạp vật, cũng là những vật này sao? Nghi ngờ xem hắn, Sở Khuynh Thành vừa nhìn về phía những cái kia trên giá gỗ tính danh, từng cái đảo qua, đợi nhìn thấy những cái kia trống đi danh vị lúc, trong lòng chưa phát giác hơi hồi hộp một chút, tiếp lấy lại nhìn về phía trong chậu than cái kia còn đang thiêu đốt phiến gỗ, tuy nhiên đã thiếu hơn phân nửa, nhưng Diễm Hoàng một góc, còn có thể nhìn ra dấu vết để lại, ngươi tại sao muốn thiêu sư phụ ta hàng hiệu? Khuynh Thành, nàng thế nhưng là độc hại cả nhà ngươi hung thủ, ngươi còn như thế chú ý nàng sao? Sắc mặt trầm xuống, Sở Khuynh Thành một mặt do dự, lắc lắc đầu ta không biết. Nàng tuy nhiên hại người nhà của ta, nhưng cũng là sư phụ ta, dưỡng dục ta 100 năm. Cái kia muốn để ngươi đưa đi tự tay mình giết nàng, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Không giống nhau nàng tiếng nói kết thúc, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói. Thân thể run lên.
Sở Khuynh Thành càng thấy khó xử, một mực dao động cái đầu, thậm chí trong mắt đều có nước mắt, ta không biết, ta căn bản là không có cách đối mặt nàng. Trác Phàm, ta thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Thật tốt, ngươi không biết cũng tốt. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, Trác Phàm vỗ vỗ nàng đầu vai, thở dài, hiện tại ngươi cũng không cần biết, ta không lừa ngươi, sư phụ ngươi hiện tại đã chết. Ta người này luôn luôn công và tư, nếu như ta là ngươi lời nói, nàng đối với ta có diệt tộc mối thù, ta tất yếu tự tay mình giết chi. Nhưng nàng dưỡng dục ta nhiều năm, lại có tình thầy trò. Hiện tại nàng chết, làm đệ tử, lẽ ra nên phục hiếu. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm sâu xa nói, hiện tại đã không cần tay ngươi lưỡi đao nàng, nếu như trong lòng có mong nhớ, không thả đi lễ tế nàng một chút, cũng coi như tận sư đồ tình nghĩa, tâm lý không có tiếc nuối. Đương nhiên, đây chỉ là ta cách làm, ngươi như có chuyện gì khó xử, cứ việc chiếu trong lòng mình suy nghĩ đi làm, không cần để ý ta. Vội vã khoát khoát tay, Sở Khuynh Thành chặn lại nói, không không không, ngươi nói rất đúng, để cho ta rộng mở trong sáng. Tuy nhiên ta không có cách nào hướng nàng ra tay, nhưng đi lễ tế nàng một phen, cũng coi như tình thầy trò, thì theo lời ngươi nói làm đi. Vậy thì tốt, ngươi ra ngoài nói cho phía dưới người, chuẩn bị lễ tế đi. Gật gật đầu, Sở Khuynh Thành mỉm cười, quay người rời đi, chỉ là trước khi đi lại quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, riêng là những cái kia phiến gỗ, trong mắt hồ nghi càng sâu. Chờ nàng bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Trác Phàm mới thu hồi ánh mắt, lộ ra vui vẻ nụ cười, tiếp lấy từng cái đảo qua những cái kia phiến gỗ phía trên tên, cười lạnh một tiếng nói, thánh vực bát hoàng, bây giờ đã đi tứ hoàng, sau đó bốn vị, luyện lúc trước các ngươi tha thiết ước mơ ma đạo công pháp chí cao, hẳn là cũng nhanh a, ha ha ha. Trác quản gia. Lúc này, Lệ Kinh Thiên lại một đường chạy chậm xông tới, một mặt ý cười nói, vừa mới nghe Sở cô nương muốn lễ tế sư phụ nàng, nói như vậy Trác quản gia kế sách thành công. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm khẽ cười nói, đúng vậy a, ta đi xem Diễm Hoàng lúc, nàng đều đã đột phá thánh giả, bất quá ngắn ngủi một năm mà thôi, thật nhanh a, ha ha ha. Mấy ngàn năm không có đột phá, một năm đã đột phá. Trước mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Trác quản gia, ngài công pháp này thật biến thái a, nếu là ngài có thể thật tốt tu luyện, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá thánh cảnh, thậm chí đế cảnh đi. Đến lúc đó, ngươi lo lắng sự tình thì sẽ không phát sinh a, hắc hắc hắc. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm lại là trước đó chưa từng có địa nghiêm túc, thông qua bát hoàng tu luyện thiên ma đại hóa quyết tình hình đến xem, ta càng thêm xác định môn công pháp này ý nghĩa chính, ở chỗ một cái hóa chữ, mà không đang hút thu thiên hạ vạn vật phía trên. Người tu sĩ luyện, tâm ma bất ngờ bộc phát, nghi chậm không nên gấp, đem ma tính luyện hóa mới có thể đứng ở ma phía trên, đạt tới ma đạo cảnh giới tối cao, mà không biết thụ ma khống chế, mua dây buộc mình. Thiên ma đại hóa quyết tu luyện tốc độ, thật là nhất đại dụ hoặc, có thể chống cự loại này dụ hoặc, mới có thể tu luyện thành công. Chống cự không, liền sẽ bị phản phệ, Triệu Thành cùng Diễm Hoàng cũng là tốt nhất ví dụ. Đạo lý này nói đến đơn giản, nhưng làm đến lại khó. Đế cảnh cao thủ trí tuệ, không phải phàm nhân có thể tìm tòi nghiên cứu. Lệ lão, các ngươi những thứ này lão tiền bối tương lai nếu là sờ đến đế cảnh ở mép, cũng nhất định nhớ kỹ điểm ấy, đại đạo vô biên, chớ nóng lòng khí nóng này. Ha ha ha, Trác quản gia quá khen, ngài lời này đối đan lão bọn họ nói đi, lão lệ ta đoán chừng không có cái này tư chất. Rực rỡ cười gãi đầu một cái, Lệ Kinh Thiên bật cười ra tiếng. Một phương diện khác, nhìn lấy Diễm Hoàng ở trước mặt mình quỷ dị chết đi, Mạnh Hạo Đông trong lòng nghi hoặc lại là càng ngày càng thịnh. Diễm Hoàng như cùng hắn nhi tử chết không quan hệ, cái kia thiên hạ còn có ai hội liên lụy bên trong đâu. Bất quá, đã tự mình cha mấy tháng hắn vẫn như cũ không có đầu mối gì, liền cũng không đoái hoài tới. Dù sao hiện tại, lại một cái càng chuyện khẩn cấp chờ hắn cùng hắn lão gia hỏa thương lượng. Thánh Sơn đối hoàng vực bố cục, hoàn toàn đi đến một cái khác điều lối dễ phía trên, tương đương với cho người khác làm áo cưới, cái này lại sao có thể làm bọn hắn những thứ này thiên chi con cưng chịu đựng đến. Đây không phải đem bọn hắn Thánh Sơn người làm ngu ngốc đùa nghịch à. Mạnh Sơn chủ, đệ thất Thánh Sơn, một tòa vàng son lộng lẫy đại sảnh trước, Mạnh Hạo Đông mới vừa xuất hiện, một đám thánh giả liền cùng nhau quỳ sát bái đạo, cung kính lễ độ. Không kiên nhẫn phất phất tay. Mạnh Hạo Đông đối xử lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút, hắn sơn chủ có ở đây không?
sáu vị sơn chủ đều là ở bên trong thương thảo chuyện quan trọng, đối đãi chúng ta thông bẩm. Thông bẩm cõng lông, thương thảo trái trứng, hiện tại chúng ta cắm cây, trái cây muốn để người ta hái, còn thương thảo cái gì? Oán hận hơi vung tay, Mạnh Hạo Đông nổi giận đùng đùng hướng vào bên trong, ai cũng ngăn không được. Chờ tiến vào đại sảnh, cầm đầu lão giả râu dài kia nhìn thấy, lại là nở nụ cười hớn hở, vẫy tay nói, Hạo Đông đến, nhanh ngồi. Vừa mới chúng ta còn đang thương thảo, phái đi hoàng vực mấy cái kiệu oắt con làm không tệ, thái bình thịnh thế, ca múa thanh bình, xem ra bọn họ lãnh tụ nhóm luân năng lực vẫn là có. Như vậy tiếp đó, chúng ta dự định lại phái ba người xuống núi thế chỗ bát hoàng vị trí, lại là không biết muốn phái người nào. Hạo Đông, các người đệ lục thánh sơn có cái gì thanh niên tài tuấn không có, lần này theo các người chỗ đó ra một cái đi xuống xem một chút. Ha ha ha, ra cái gì ra? Một đám phế vật, đều bị người mất quyền lực, còn dương dương đắc ý, hồ đồ không tự biết đây, hừ. Hung hăng vẫy vẫy tay áo, Mạnh Hạo Đông nhất thời ngồi tại một trương trên ghế dài, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, các vị lão ca, các ngươi liền nghe đám kia thằng nhãi con ở nơi đó tranh công lĩnh thưởng, che đậy thánh nghe, cũng phái người đi xuống xem một chút. Bây giờ hoàng vực tám chỗ, đã toàn họ lạc, mọi người chỉ biết có lạc ra, lại căn bản không biết thánh sơn phái bát hoàng là ai. Coi là thật liền cái hoàng đế bù nhìn cũng không bằng ha. Người ta hoàng đế bù nhìn, tốt xấu thuộc hạ còn biết người ta quốc hiệu đây, có thể cái này ba cái thằng nhãi con, ai? Không khỏi giật nảy cả mình, hắn sáu người nhất thời mộng vòng, vội vàng nói, Hạo Đông, ngươi. Ngươi nói cái gì, nói rõ hơn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Lạc gia lại là chỗ nào đến, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bất đắc dĩ xem bọn hắn liếc một chút. Mạnh Hạo Đông ra mặt co lại, thở dài thở ngắn. Đám lão gia này, thật sự là một mực cuộn mình thánh sơn, cũng không biết bên ngoài biến hóa, một chút tin tức đều không linh thông. Coi là suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm hàng năm tiến cống tư nguyên là được, lại ai không biết, bên ngoài cái kia ba thằng nhãi con giống như bọn hắn, ra đi làm việc còn ấn thánh sơn bộ kia, đơn giản thô bạo, kém chút không có đem thánh sơn danh dự cho hủy. Về sau bị Lạc gia thừa cơ đoạt quyền. Cũng hoàn toàn không có điều tra, coi là thật ngu xuẩn cùng như heo a. Thật sâu hút khẩu khí, lại uống một ngụm trà, Mạnh Hạo Đông mới tại mọi người kỳ quặc ánh mắt bên trong, đem chứng kiến hết thảy toàn bộ đỡ ra. Lần này, cái kia sáu cái lão đầu xem như tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng là rất nhanh lại biến thành nộ khí. Liền Thánh Sơn đệ tử cũng dám lừa bịp, cái này Lạc gia thực sự buồn cười, không muốn sống. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút. Bọn họ ba cái kia thánh sơn đệ tử, tại hoàng vực lại làm cái nào bị chém chuyện thất đức, chết bao nhiêu người. Bọn họ còn có mặt mũi giận, cắt. Trác quản gia, xuất hiện. Cái gì xuất hiện? Một buổi sáng sớm, Lệ Kinh Thiên vội vội vàng vàng đẩy ra Trác Phàm cửa thư phòng phi, trực tiếp xông vào. Ngồi tại bên cạnh bàn xem gần nhất tin tức Trác Phàm, ngẩng đầu liếc hắn một cái, chân mày hơi nhíu lại. Khóe miệng liệt lên hưng phấn đường cong. Lệ Kinh Thiên khom người liền ôm quyền, bình tĩnh nói, như Trác quản gia sở liệu, hoàng vực lần nữa hoảng loạn lên, lại có địa phương đại lượng người mất tích, đại thể đều tại nguyên quỷ hoàng, kiếm hoàng các loại quản lý phạm vi, đoán chừng những lão già kia tài liệu luyện công dùng hết, lại đi ra kiếm ăn, hắc hắc hắc. Thiên ma đại hóa quyết hút vạn người oán niệm vào một thân, tất yếu tiến hành theo chất lượng, tiêu trừ ma tính. Nếu không mà nói, tất nhiên bị ma tính chỗ trói, mất đi bản tính, điên phát cuồng. Triệu Thành như thế, Diễm Hoàng cũng là như thế, ha ha ha. Có ma vô đạo, bọn họ thật sự cho rằng ma đạo công pháp chí cao tốt như vậy luyện sao? Ánh mắt hơi hơi suýt nheo lại, Trác Phàm không khỏi cười lạnh thành tiếng, Lệ Kinh Thiên cũng là ngăn không được gật đầu, cười nhạo nói, Trác quản gia nói không sai, lần thứ nhất bọn họ chuẩn bị lúc luyện công còn làm được rất nhẫn mịn, đem tất cả mọi người lừa gạt đi, chuẩn bị chu toàn, mới ẩn nấp đi, không lộ mảy may dấu vết. Lần này ngược lại tốt, quang minh chính đại đi ra giết người luyện công, có thể thấy được đầu đã luyện điên, đều không tỉ vết suy nghĩ, ha ha ha. Như vậy hiện tại những địa phương kia người thế nào? Khủng hoảng, đi ra mấy cái người điên, sinh linh đồ thán, có thể không khủng hoảng sao? Bây giờ rất nhiều người ngay tại hướng địa phương khác chạy đâu? Vậy thì tốt, chúng ta Lạc gia lộ mặt thời điểm lại đến. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Lệ lão, đem đan lão bọn họ những cao thủ tuyệt thế này đều gọi đến, chúng ta chia ra hành động,
đem cái này sau cùng mấy vị bát hoàng triệt để kết đi. Đến tận đây, chúng ta Lạc gia tại hoàng vực danh dự đều sẽ như mặt trời giữa trưa. Rõ ràng gật đầu, Lệ Kinh Thiên một mặt kích động rời đi. Quá tốt, rốt cục có thể động thủ. Rất nhanh, còn lại mấy cái Lạc gia mạnh nhất lão gia hỏa tất cả đều đi vào hắn nơi này, tại cẩn thận căn dặn một phen về sau, mọi người top 5 top 3 địa chia ra tiến về mục đích, đi thu thập cái này sau cùng 4 vị bát hoàng cao thủ. Có lẽ, bọn họ đã là thánh giả. Bất quá, Đan Thanh Sinh mấy người cũng không phải phổ thông hoàng giai đỉnh phong, Trác Phàm đối bọn hắn xử lý việc này, vẫn là tràn ngập lòng tin. Cùng một thời gian, một tòa giường cột chạm trổ đình đài lâu các trước, Từ Thiên Xuyên các loại 3 vị thánh sơn công tử nhóm, 10 phần thích ý nằm ngửa tại một trương trên ghế dài, đón ấm áp ánh sáng mặt trời, thổi ấm áp vui sướng, chóp mũi là cái kia sóng biếc dập dờn tươi mát, lại là không nói ra tùy tiện giạt rào. Lười biếng nhìn bên cạnh hai người liếc một chút, Từ Thiên Xuyên tà cười một tiếng nói, cái này bát hoàng làm cũng thẳng dễ dàng a, không tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy, ha ha ha. Đúng vậy a, có chuyện gì giao cho thuộc hạ làm liền tốt, làm gì tự thân đi làm. Trước kia chúng ta lúc mới tới, vẫn là thật không có kinh nghiệm, xuất lực không có kết quả tốt. Thật dài duỗi người một cái, Khúc Hướng Phong ăn một chút cười nói, đại ca, lại nói cái này có thể so sánh tại Thánh Sơn dễ chịu nhiều a, cũng không có người nhìn lấy luyện công, núi cao hoàng đế xa, ha ha ha. Ngăn không được gật đầu, Vũ Thiên Thu cũng là vạn phần tán đồng nói, mà lại, liền mỗi tháng hướng Thánh Sơn báo cáo sự kiện này chúng ta đều không cần quan tâm, chỉ cần hưởng thụ bây giờ cái này không buồn không lo sinh hoạt liền tốt. Cái này nếu là bị trên núi những sư huynh đệ kia nhóm biết, đoán chừng phải ghen ghét chết bọn họ. Vừa mới nói xong, ba người liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Ngay sau đó, Từ Thiên Xuyên một cái xoay người, ngồi xuống, các ngươi nói, cái này họ Trác vẫn rất có hai tay a. Lúc trước chúng ta vắt hết óc giải quyết không sự tình, hắn nhanh gọn bãi bình. Khó trách lúc trước Ma Hoàng đem Ma Hoàng lĩnh vực quyền sở hữu lực đều giao cho hắn, dùng đến thật bớt lo a. Có như thế một quản gia đem tất cả mọi chuyện an bài đến thỏa mãn, chúng ta đều có thể làm vung tay trưởng quỹ. Không phải sao, mà lại hiếm thấy nhất là, hắn như vậy điểm tu vi, thế mà có thể điều động nhiều cao thủ như vậy, mọi người còn nguyện ý nghe hắn bài bố, cũng thật là một cái kỳ tài. Một cái cá chép nhảy, Khúc Hướng Phong cũng theo ngồi xuống, liên tục cười to, chỉ cần đem hoàng vực giao cho hắn đến quản lý, chúng ta thì có hưởng không hết tiêu giao thời gian, so tại Thánh Sơn dễ chịu nhiều, các ngươi nói sao? Lần nữa nhìn lẫn nhau, ba người ngầm hiểu lẫn nhau địa lại một lần cười to lên. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang, từng tiếng gầm thét cũng là đột nhiên mà vang vọng vân không, ba cái thằng nhãi con, Thánh Sơn phái các ngươi tới là hưởng phúc sao? Hừ, một đám phế vật. Hưu, một cái lắc mình, một chương quen thuộc gương mặt xuất hiện tại ba người trước mặt, trong mắt đều là vô tận lửa giận. Ba người nhìn thấy, nhất thời một cái lảo đảo, dọa đến ngã vào dưới mặt ghế, liền vội vàng khom người bái phục, đệ tử ba người, bái kiến đệ Lục Thánh Sơn. Mạnh Sơn chủ đại giá buông xuống. Không biết Sơn chủ đi vào hoàng vực, có gì chỉ thị? Còn hỏi lão phu có chuyện gì? Các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi đến tột cùng làm chuyện gì tốt? Ách! Chưa phát giác trì trệ, ba người một đầu mơ hồ, nhìn lẫn nhau, đều là vẻ mờ mịt. Cuối cùng vẫn là Từ Thiên Xuyên một mặt đắng chát địa lại bái nói, Sơn chủ chi ngôn, chúng ta không hiểu rõ lắm. Vãn bối ba người tuy nhiên tư chất còn thấp, nhưng từ khi đi vào thánh vực thực hiện bát hoàng chức trách, không dám chậm trễ chút nào. Thiên chỗ thương hại gặp, thánh sơn che chở, hoàng vực an khang đã đến, ca múa thanh bình. Chúng ta không dám thỉnh cầu khoảng tất công lao, nhưng nếu nói có cái gì tội lỗi lớn, lại là thực sự không biết a. Há, tốt một trận đường hoàng giải thích. Lông mày nhíu lại, Mạnh Hạo Đông nhất thời khí cười ra tiếng, ấn các ngươi nói như vậy, các ngươi đem hoàng vực chữa trị đến tốt như vậy. Lão phu cái kia ngợi khen, mà không phải chỉ trích đi. Không dám không dám, lắc đầu liên tục, ba người rực rỡ cười ra tiếng. Da mặt hung hăng run run, Mạnh Hạo Đông trên mặt càng giận, ha ha, các ngươi còn thật muốn ngợi khen a, cũng không ngại thẹn hoàng. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cái này hoàng vực một phái bình thản chi tượng, là các ngươi làm à, coi như các ngươi công lao à, cùng các ngươi có dám quan hệ a. Thân thể khẽ run lên. Ba người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, trong lòng sớm đã minh bạch hết thảy. Xem ra Mạnh Sơn chủ hắn đã sớm biết, bất quá cái này có cái gì nếu không,
cần phải phát lớn như vậy tính khí sao? Mạnh Sơn chủ, cái này tất cả mọi thứ mặc dù không phải chúng ta ba người tự mình cầm đao, nhưng cũng là ba người chúng ta mời chào thủ hạ làm, cùng chúng ta làm có gì khác biệt sao? Không khỏi cười khan một tiếng, Từ Thiên Xuyên một mặt không hiểu, ba người chúng ta đi vào hoàng vực, người cô đơn, chiêu mấy cái bản địa trợ thủ cũng không gì đáng trách đi. Mà lại gần đến trước, sư phụ đã từng bàn giao, muốn nặng đoán luyện chúng ta biết người đạo dùng người, hiện tại chúng ta mặc kệ thật tốt sao? Ngài cần phải nổi trận lôi đình. Cười lạnh, Mạnh Hạo Đông theo ba người bọn họ vô tội khuôn mặt từng cái đảo qua, hừ hừ, tốt một cái đạo dùng người, các ngươi còn thật sự là tuyển tốt trợ thủ a. Các ngươi tại hoàng vực đã ngốc một năm, thế mà để cho cả hoàng vực người cũng không biết có các ngươi nhân vật số 3 tồn tại. Tất cả mọi người vừa nhắc tới đến, đều là Lạc Gia bảng cáo thị chiếu cáo thiên hạ, một cái Thánh Sơn thánh tự đều không có a. Mọi người chỉ biết Lạc Gia mà không biết Thánh Sơn. Mọi người nhắc lên các ngươi, trừ nghiến răng nghiến lợi, tâm chúng nguyền rủa, liền không có đừng nói từ, đây chính là các ngươi vì Thánh Sơn lập đại công. Hừ hừ, cái gì, cái này, điều đó không có khả năng a. Không khỏi giật mình, ba người nhất thời mắt trợn tròn, một năm qua này tất cả bố cáo, chắc quản gia đều sẽ đích thân trình lên chúng ta xem qua phê duyệt, thế nhân như thế nào không biết bây giờ là do chúng ta tại thống lĩnh bát hoàng lĩnh vực đâu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mạnh Hạo Đông nổi giận mắng, các ngươi ba cái phế vật, người ta chỉ bất quá cho các ngươi vượt qua liếc một chút, đi cái lướt qua thôi, nhưng các ngươi có ra ngoài nhìn qua mỗi lần bảng cáo thị lên đều là rơi người nào danh mục sao? Lạc Gia, Trác Phàm, trừ bốn chữ này bên ngoài, cái gì cũng không có. Các ngươi bị người ta mất quyền lực quyền thế còn không tự biết, thật sự là liền hoàng đế bù nhìn cũng không bằng a. Người ta hoàng đế còn có cái danh phận đây, có thể các ngươi không có cái gì. Chúng ta để cho các ngươi xuống núi, cũng là như thế trưởng quản hoàng vực sao? Cái gì, cái này? Bỗng dưng, ba người nhất thời tất cả đều mộng bức, ngay sau đó chính là vô tận nộ khí, xông lên đầu, Từ Thiên Xuyên càng là hung hăng vỗ ghế dài, nhất thời đem cái kia cái ghế đập thành phấn vụn, giận mắng lên tiếng, cái này Trác Phàm tốt lớn gan chó, lại dám lường gạt chúng ta, xem chúng ta không đem hắn lột ra mang ra xương, để tiết mối hận trong lòng. Nói. Ba người đã là bỗng nhiên đứng lên, liền muốn rời khỏi. Mạnh Hạo Đông gặp, sắc mặt âm trầm, trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô nói, ta cùng các ngươi cùng đi, lão phu lần này xuống núi, cũng là làm cái này. Mấy người các ngươi thằng nhãi con thực sự quá để cho chúng ta thất vọng, bị người ta làm con tốt thí một năm, vì người khác làm áo cưới còn không tự biết, mất hết Thánh Sơn thể diện. Chúng ta đã không thể lại tin tưởng các ngươi năng lực làm việc, cho nên lần này từ lão phu xuất mã. Toàn bộ hành trình giám sát, miễn cho lại xảy ra sự cố, các ngươi xông ra cái gì họa đến, hừ. Vẫy vẫy tay áo, Mạnh Hạo Đông một bước bước, trong nháy mắt bay lên, không thấy tăm hơi. Từ Thiên Xuyên ba người thì là một mực cúi đầu, trong mắt giống như phun lửa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Trác Phàm, dám trêu đùa chúng ta, mệt mỏi cho chúng ta thanh danh chịu nhục, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cùng các ngươi Lạc Gia. Cũng đều phải đại họa tới cửa. Rắc. Một tiếng vang giòn, Từ Thiên Xuyên ba người song quyền đã chăm chú nắm lại, phát ra đạo đạo xương bạo âm thanh tới. Cùng lúc đó, một đạo che lấp trong rừng rậm, khắp nơi rải đầy xám trắng bột mịn, còn có khối khối vải rách tràn ngập trong lúc đó. Chợt, nhưng nghe siêu siêu hai đạo tiếng xé gió lên, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh, đã là đột ngột đến xuất hiện tại cái này địa phương, lại chính là Trác Phàm cùng Kiếm Đồng hai người tới. Cúi đầu vệt một chút những cái kia cho tàn, Kiếm Đồng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói cha, trước mặt bốn tòa trong thành trì một dạng, xem ra đây cũng là hắn sân luyện công chỗ. Chỉ bất quá, cái kia bốn tòa thành trì dù sao cũng là đại thành, có thật nhiều di hài cũng liền thôi, nơi này rừng núi hoang vắng cũng có nhiều như vậy, vậy liền chứng minh. Nơi này chính là hắn ẩn thân đại bản doanh, tất cả mọi thứ, đều là hắn từ bên ngoài mang về. Trong mắt tinh mang lóe lên. Trác Phàm tà cười một tiếng, lúc này ngửa mặt lên trời gào to, Kiếm Hoàng, không cần tránh, chúng ta biết ngươi ở phụ cận đây. Đường đường đã từng bát hoàng đứng đầu, chính mình đem chính mình môn người đồ sát hầu như không còn, còn lạm sát kẻ vô tội, bị người phỉ nhổ. Làm sao, không mặt mũi đi ra gặp người sao? Im ngay. Đột nhiên, một tiếng ngửa mặt lên trời gầm thét vang lên, toàn bộ sơn lâm bắt đầu vô tận gào thét lắc lư lên, một người quần áo lam lũ. Tóc trắng phơ nghênh phong phất phới lão giả,
một đến bay lượn giữa trời, xuất hiện tại hai người trước mặt. Toàn thân cái kia nồng đậm hắc khí, càng là bá đạo mà tà ác. Chậm rãi rơi xuống hai người trước người, trắng xám sợi tóc bay múa một bên, lộ ra cái kia khô quắt mặt mo, lờ mờ có thể phân biệt kiếm hoàng diện mạo. Nhưng là cái kia bò đầy bị hắc khí ăn mòn khe rãnh, lại là cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Dường như giờ này khắc này, vị lão giả này đã không phải lúc trước cái kia cao cao tại thượng bát hoàng đứng đầu, mà chính là một cái theo trong vực sâu bò ra ngoài ma quỷ, làm cho người sợ hãi. Nhìn thấy Trác Phàm, kiếm hoàng dường như đã không biết giống như, hung hăng nhất chỉ hắn cái mũi, liền mắng, nói bậy, lão phu bát hoàng đứng đầu, chính đạo lãnh thụ, làm sao có thể đổ sát chính mình đồng môn. Như thế ác độc sự tình, chỉ có ma hoàng bọn họ mới có thể làm đến ra, lão phu người khiêm tốn, làm sao có thể làm ra bực này hoang đường sự tình. Đúng a, lão cha, nơi này một đống xương cho, làm sao ngươi biết hắn đổ sát bọn họ người. Hiện tại liền cái thi hài đều không có, cần phải không phân rõ được đi. Ngươi nhìn hắn cái này điên bộ dáng, xem xét cũng là luyện công quá độ. Ngẩng đầu chỉ kiếm hoàng cái kia giật mình lo lắng ánh mắt, Trác Phàm nhìn về phía kiếm đồng nói, thực năm vị bát hoàng mang theo môn nhân trốn đi lúc, tự cho là chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cũng không có nghĩ qua cầm môn nhân đến luyện công, chỉ là vì Đông Sơn tái khởi làm chuẩn bị mà thôi. Nhưng là tham lam vật này, là vô cùng vô tận. Thiên ma đại hóa quyết tu luyện quá độ, liền sẽ đem trong lòng ma tính phóng đại. Tài liệu luyện công sử dụng hết đám lão gia này nhóm, đói khát phía dưới, liền sẽ dùng môn tính mạng người đến luyện, đại thể ức chế không nổi trong lòng tham lam. Nếu là bọn họ thật có thể khống chế ở lời nói, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này, càng thêm sẽ không lại bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ, đi đi săn tu giả trong thành. Cho nên, ta 100% nắm chắc, kiếm hoàng những cái kia môn nhân, cũng bị hắn coi như tài liệu luyện công. Chỉ bất quá lão nhân này luôn luôn rêu rao chính mình thanh cao, làm ra loại sự tình này, cũng coi như bị không nhỏ kích thích, so với Diễm Hoàng đến càng điên, thế mà liền người cũng không nhận ra, chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, ha ha. Không sai gật đầu, kiếm đồng cảm thấy rõ ràng, ta liền nói a, lão nhân này trí nhớ trở nên kém, liền ngài cao đại quản gia cũng không nhận ra. Trác quản gia, người nào, ai là Trác quản gia? Lúc này, kiếm hoàng cũng là dao động cái đầu, bốn phía loạn bầy, trong mắt tràn đầy mông lung cùng kinh dị. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm tiến lên một bước, lộ ra vẻ khinh miệt, Trác Phàm mới đến, tại đường đường kiếm hoàng trong mắt, đoán chừng chưa từng có thấy vừa mắt qua. Quên cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá có một cái tên, kiếm hoàng đại nhân cần phải còn ghi nhớ trong lòng đi. Nói đến đây, Trác Phàm không khỏi ngừng dừng một chút, ánh mắt cũng là dần dần trở nên lạnh. Kiếm hoàng, người còn nhớ rõ ta ma hoàng Trác Nhất Phàm sao? Cao, Trác Nhất Phàm. Mí mắt ngăn không được run run, kiếm hoàng hung hăng phất phất ống tay áo, hét lớn, ma hoàng Trác Nhất Phàm, hắn không phải bát hoàng đứng đầu, ta mới thật sự là bát hoàng đứng đầu. Hắn đã chết, hắn cửu u bí lục cũng là lão phu, hắn rốt cuộc uy hiếp không được lão phu địa vị, ha ha ha. Triệu Thành cái kia thằng nhãi con, lão phu có thể dìu hắn phía trên bát hoàng, cũng có thể phút chốc đem hắn kéo xuống đến, hắn căn bản không có cùng lão phu tranh đấu tư cách. Hắn cái này ngu ngốc a, còn tự cho là đúng, lão phu dìu hắn đi lên, bất quá thăng bằng hắn thế lực mà thôi, hắn có cái dám bản sự, lão phu lúc trước cất nhắc hắn. Bất quá chỉ là vì đối phó sư phụ hắn Trác Nhất Phàm mà thôi, khặc khặc khặc. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm không buồn không vui, trong mắt chỉ có vô tận trào phúng, kiếm hoàng, người cứ như vậy nghĩ ra được cửu u bí lục sao. Đương nhiên, ma đế công pháp, thiên hạ hiếm có, ta nhất định muốn được đến. Trác Nhất Phàm hắn không cho ta, ta thì để hắn chết. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã được đến. Hả, thật sao? Trước mắt chưa phát giác sáng lên. Kiếm hoàng bắt đầu dở chính mình hai bên cái kia dơ bẩn ống tay áo, cười khúc khích ở đâu? Ta cửu u bí lục ở đâu? Ngay tại trong lòng ngươi, ngươi bây giờ không đã đang luyện sao? Hả, trong lòng ta đã luyện thành. Ha ha ha, ta luyện thành, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, kiếm hoàng càng thấy điên, ta luyện thành cửu u bí lục, ta là ma đế, thiên hạ chúa tể, vô địch thiên hạ. Thất thánh sơn tính là gì, đều muốn phủ phục tại ta dưới chân. Ha ha ha. Đúng vậy a, người thiên hạ vô địch, không người là đối thủ của ngươi, chỉ có một người tại ngươi phía trên, người vĩnh viễn đánh không lại hắn. Người nào, song đồng ngưng tụ,
Kiếm Hoàng trừng mắt về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy hung quang. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến ta. Ngươi là ai? Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm. Hai con ngươi nhất định, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Cái gì? Thân thể ngăn không được run run, Kiếm Hoàng sợ đến lùi lại hai bước, bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, không có khả năng, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm đã sớm chết, không có khả năng lại sống tới. Ngươi sai, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm không có chết, thì đứng ở trước mặt ngươi. Chỉ cần có Trác Nhất Phàm tại, ngươi Kiếm Hoàng Ngạo Trường Thiên thì vĩnh viễn là vạn năm lão nhị, không sánh bằng hắn. Không có khả năng, ta đã luyện thành Cửu U Bí Lục, ta là Ma Đế, Ma Hoàng cũng không tiếp tục là đối thủ của ta. Ngươi sai, Ma Hoàng cũng luyện thành Cửu U Bí Lục, mà lại tại ngươi chi chơi ngươi. Vẫn như cũ vạn năm lão nhị, không vượt qua được cái này đường nét. A. Nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Kiếm Hoàng hai mắt đỏ bừng, nhe răng trợn mắt, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, ngay sau đó nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã là phủ đầy sát ý, phạch một cái, liền hướng hắn phóng đi, trong tay hiện ra hắc mang một kiếm, hung hăng hướng Trác Phàm mặt đâm tới, Trác Nhất Phàm, ngươi phải chết. Chỉ có ngươi chết, ta mới thật sự là Bát Hoàng đứng đầu, thiên hạ đệ nhất. Đinh! Thế mà, cái kia không gì sánh kịp một kiếm còn chưa tới. Một đạo kim loại ngâm khẽ đã là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Kiếm Hoàng bị một cỗ đại lực chấn quay trở về, đăng 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 liền lùi lại năm bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Chờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, lại chỉ thấy Trác Phàm trước người, đã là cản trở một cái 8, 9 tuổi thiếu niên, khóe miệng còn mang theo một tia tà dị cười lạnh. Muốn theo cha ta động thủ, trước qua ta cái này liên quan. Ngươi là ai? Hắn là Kiếm Hoàng. Nhìn lấy Kiếm Hoàng cái kia kinh dị ánh mắt, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, điều này không khỏi làm Kiếm Hoàng nhất thời sững sờ, hoảng hốt lắc lắc đầu kiếm. Kiếm Hoàng, không có khả năng, hắn là Kiếm Hoàng, ta là ai? Ngươi yêu là ai, nhưng tuyệt đối không thể lại kêu Kiếm Hoàng, bởi vì ngươi đã không xứng cái danh xưng này. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm khinh miệt nói, Kiếm Hoàng, kiếm trung hoàng giả. Có lẽ hắn thực lực không phải Bát Hoàng tối cao. Nhưng tuyệt đối hẳn là trên kiếm đạo đỉnh phong địa vị, người nào đều khó mà với tới tồn tại. Nhưng là bây giờ, Ngạo Trường Thiên, người kiếm đạo đã bị người siêu việt, Kiếm Hoàng cái này danh vị, là nhi tử ta, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi liền vạn năm lão nhị đều không phải là, ha ha ha. Mi mắt hung hăng run run, Kiếm Hoàng chăm chú nhìn hai người không thả, đen nhánh khuôn mặt, dần dần nổi lên ửng hồng, không, ta là Kiếm Hoàng, Bát Hoàng chúng kiếm nói người mạnh nhất. Người nào cũng không thể tước đoạt ta Kiếm Hoàng đối xứng số. Đụng, rít lên một tiếng, Kiếm Hoàng đột ngột địa đạp lên mặt đất, thẳng trên 9 tầng trời. Nhưng gặp nói đạo kim mang theo thể nội bay ra, chỉ là trong nháy mắt, liền trong nháy mắt hình thành một bộ tay cầm song kiếm kim sắc cự ảnh, chỉ bất quá không được hoàn mỹ là, liền miên hắc khí quấn lên mặt, lại là hơi có vẻ pha tạp. Làm cho người khổng lồ này, nhất thời thiếu cái kia nguy nga rộng rãi chi thế. Thánh giả cự thân, mi mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, kiếm đồng nhìn Trác Phàm liếc một chút, xem ra kiếm này hoàng quả nhiên đột phá thánh giả. Vậy ngươi dám không dám đánh? Chuyện cười, ta chính là đến đoạt hắn danh hào, ở trước mặt ta, còn dám xưng Kiếm Hoàng, đây không phải là muốn đòn phải không? Cười hắc hắc, kiếm đồng trong mắt tất cả đều là chiến ý, một bước chân, nhất thời hướng Kiếm Hoàng cự thân phóng đi. Mà Kiếm Hoàng nhìn thấy cái vật nhỏ này vọt tới. Thật sự là giận sôi gan sôi ruột, so gặp Trác Nhất Phàm còn phẫn nộ. Dám đoạt lão phu danh vị, xem kiếm. Bạch, một vệt kim quang, do trời đánh xuống, khủng bố uy thế, làm cho thiên địa đều đang run rẩy. Một kiếm phá trời, tường quang hàng thế, phá tà. Hừ, ngươi còn có mặt mũi phá tà, ngươi đã nhiễm tà ma, còn có tư cách gì nói toạc tà. Nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng từ chối cho ý kiến, hai ngón khép lại. Một đạo hồng mang nở rộ, đột ngột đến vung về phía trước một cái, quát trùng thiên kiếm đạo, chu diệt. Đụng, không có chút nào trì trệ, kim kiếm kia trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm Hoàng giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, ngay sau đó không nói hai lời, một cái khác kim kiếm lập tức vung ra, kiếm quét Bát Hoàng, phá ma diệt ác. Tâm thuật bất chính, lại luyện cương chính chi kiếm, không có chút nào uy lực có thể nói. Cười lạnh. Kiếm đồng khinh thường đến bĩu môi, người kiếm đạo, hỗn loạn không chịu nổi, cũng xứng xưng hoàng.
quả thực chính là cho thiên hạ luyện kiếm chi nhân mất mặt, lăn đi. Bỗng nhiên vung tay lên, kiếm đồng giống to lên tiếng, nhưng gặp một đạo lôi mang nổ vang, lại là bá thiên kiếm đạo sử xuất. Chỉ một thoáng, thanh thứ hai kim kiếm cũng là trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Thấy tình cảnh này, kiếm hoàng nhất thời sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Vì sao hắn thánh giả chi thân vung ra kiếm kỹ, hội không chịu được như thế nhất kích đâu. Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, kiếm đồng đã là đột một địa đi vào trước mặt hắn, hai ngón phía trên một đạo hắc khí lượn lờ, bỗng nhiên một bổ, để ngươi mở mang kiến thức một chút tránh thức kiếm đạo, diệt thế kiếm. Hô! Khí lưu màu đen, theo cái kia cự thân đỉnh đầu một xuyên qua cơ sở, trong nháy mắt liền đem cái kia cự thân chém thành hai khúc. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cự thân trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm hoàng một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, ngã rơi xuống đất, sắc mặt đã trắng xám rất nhiều, lại là lại không có bao nhiêu khí lực. Chỉ là trong mắt của hắn, vẫn như cũ mê mang, trong miệng càng không ngừng tự mình lẩm bẩm, vì cái gì, ta đều là thánh giả, kiếm uy ngược lại hàng đâu. Bởi vì ngươi vứt bỏ ngươi kiếm đạo. Lúc này, Trác Phàm chậm rãi đi vào trước mặt hắn, phun ra một hơi thật dài, kiếm đồng cũng là trong nháy mắt thế rơi xuống bên cạnh hắn. Ngạo Trường Thiên, ta nhớ được lúc trước chúng ta tại Thánh Vực vừa xông ra tên tuổi lúc, người ta chính là tranh phong tương đối, không ai nhường ai đi. Sau cùng trở thành bát hoàng, cũng là ta cầm đầu, người thứ hai, theo chưa từng thay đổi. Trác Nhất Phàm, hai con người hơi hơi suýt híp mắt một chút, kiếm hoàng trong mắt dần dần thanh minh, ngươi làm sao còn sống, còn biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Trác Phàm, Trác quản gia, há, ngươi thanh tỉnh. Ta cũng không biết thanh tỉnh vẫn là hồ đồ, ta chỉ biết là, ta thua. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, kiếm hoàng không khỏi cười khổ một tiếng, có điều, ta không phải bại bởi tiểu gia hỏa kia, mà chính là bại bởi chính ta. Ta êm đẹp kiếm hoàng, không tinh nhiên kiếm đạo, đi ngấp nghé ma đạo công pháp làm gì. Ta vứt bỏ chính mình kiếm đạo, mà nói lại thu được dở dở ương ương, lẽ ra nên như vậy hạ chàng. Bây giờ ta ma khí bắt đầu tán. Chứng minh ta sinh mệnh cũng tại đi hướng suy vong. Ta rất nhanh liền muốn chết, nhưng là vì sao tại trước khi chết, ta mới nghĩ thông suốt điểm này, ta kiếm đạo không cần ma đế công pháp, cái kia không thuộc về ta. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, nắm lấy hắn tay nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, đều là bao nhiêu năm lão đối thủ, trước kia ân oán quên đi, ta đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Tốt, Trác Nhất Phàm. Không sai gật đầu, kiếm hoàng vừa nhìn về phía trên tay hắn cái kia cuồn cuộn hắc khí, ách, người cái này có ý tứ gì? Không có gì, người dù sao đều phải chết, toàn thân năng lượng lại phát ra đến giữa thiên địa, không phải quá lãng phí sao? Tốt xấu người luyện hóa nhiều người như vậy lực lượng, cùng tiêu tán, không bằng lưu cho ta đi. Ngươi, da mặt nhẹ nhàng run run, kiếm hoàng nhìn về phía hắn lại là ngăn không được bật cười ra tiếng, Trác Nhất Phàm, người vẫn là như cũ. Chọc người tức giận, nguyên lai người nói đưa ta sau cùng đoạn đường, là ý tứ như vậy, lấy ta làm người tài liệu luyện công a. Bất quá người muốn coi chừng, khác giống như ta vậy, thế nhưng là được trả bằng mất. Người yên tâm đi, ta sớm đã qua hám lợi đen lòng thời điểm, có cái này tự chủ, sẽ không trở thành các ngươi bộ dáng, hắc hắc hắc. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, nghĩ không ra 5.000 năm trước lần kia ân oán không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Sau cùng thắng vẫn là ngươi a, lão đối thủ. Chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, kiếm hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì oán phẫn, phạch một cái, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Trác Phàm thì là chậm rãi đem những cái kia cho bụi để dưới đất, trong mắt nhất thời lóe qua một đạo khiếp người tinh quang, toàn thân khí thế chợt một chút, trong nháy mắt phóng đại. Mí mắt nhẹ nhàng run run, kiếm đồng thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, kinh ngạc nói, lão cha, ngươi muốn giúp ta hộ pháp. Không có thời gian lại bố phòng ngự trận pháp, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút, lập tức ngồi trên mặt đất. Kiếm đồng cũng minh bạch hắn ý tứ, trong nháy mắt cảnh giác lên, xem lên chung quanh động tĩnh, miễn cho có người quấy rầy Trác Phàm đột phá. Hô hô hô, cuồng mãnh gió bão cuốn lên từng mảnh cát bụi, gào thét chín ngày. Toàn bộ thương khung đều tại gió dục mây vần, khắp nơi không ngừng chấn động, đồng thời Trác Phàm cái kia khí thế khủng bố cũng là tại liên tiếp tăng cao. Cường hãn uy áp xâm nhập khắp nơi các ngõ ngách, liền kiếm đồng cũng là hơi có chút kiêng kỵ nhìn lại liếc một chút, hướng ra phía ngoài đi mấy bước, rời đi cái này nơi đầu sóng ngọn gió.
Lão cha vốn là được nhiều vị đế tôn truyền thừa, không thể tầm thường so sánh, bây giờ càng là đột phá thánh cảnh, xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ nếu không phải bao vây lời nói, cho dù thất thánh sơn cũng không làm gì được lão cha. Dứt bỏ những cái kia ẩn mà không ra đế quân bên ngoài, thánh vực đệ nhất nhân, trừ lão cha ra không còn có thể là ai khác. Cảm thấy âm thầm nhất định, kiếm đồng nở nụ cười hớn hở. Ông! Đúng lúc này, Trác Phàm thân thể bỗng nhiên run run, sau đó liền gặp một đạo đen nhánh bóng người bỗng dưng từ trong thân thể của hắn thoát ra, tiếp lấy hoảng hoảng hốt hốt dần dần mở rộng, tại hắn sau lưng hình thành một đạo đen nhánh bóng người bộ dáng, uyển nếu là mình cái bóng giống như, càng không ngừng khuếch trương ra ngoài. Chờ đỉnh thiên lập địa, 100 trượng chi thân, Trác Phàm mới bỗng nhiên vừa mở hai con ngươi, nộ hống lên tiếng. A! À, cùng một thời gian, nhưng người một đạo tiếng long ngâm lên. Càng thêm đen nhánh mực đậm đột ngột địa từ Trác Phàm thể nội trong nháy mắt xông tới, leo đến cái kia cự thân trên thân, nhiễm lên càng dày đặc hơn nhan sắc, nương theo lấy tạch 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 từng đạo kim loại tê minh nổ vang, cái kia cự thân đúng là phủ thêm một tầng đen nhánh lân giáp, giống như long lân. Sau lưng mực đậm áo choàng, nghênh phong phấp phới, uy phong lẫm liệt, trước ngực một cái cuồng bạo long đầu, lóe ra một dạng hắc mang. Miệng rồng hé ra, cự long lớn lên ấn, xé trời nứt đất. Liền xem như kiếm đồng, cũng không nhịn được che lên lỗ tai, bị cái kia chói tai long ngâm gào rú, chấn động đến thần hồn điên đảo, lay động hai lần, kém chút ngất đi. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, kiếm đồng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, nhìn về phía cái kia đã thành hình hắc ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây chính là lão cha thánh giả chi thân, quả nhiên không tầm thường, mạnh như thế thần hồn trùng kích, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, cho dù là những cái kia long thánh. Đều vạn vạn so ra kém. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm không có nhìn bốn phía liếc một chút, chỉ là khuôn mặt trầm ngưng, nhẹ nhàng hiện lên đến, dọc theo hắc ảnh cự thân, một đường hướng lên, đi vào cái kia thánh thân cái trán trung ương. Chỉ một thoáng, cái kia thánh thân động, vốn là không có không hào quang hai cái to lớn đôi mắt, một đến lập lòe lên vô tận hắc mang. Tại Trác Phàm không minh thần đồng cùng diệt thế lôi viêm đồng tử xuất hiện trong tích tắc. Cái kia hai cái cự đồng tử cũng là chợt một chút lập lòe ra vầng sáng màu vàng óng cùng vô tận hắc viêm tới. Xa xa nhìn lại, tựa như ma thần hàng lâm, muốn hủy thiên diệt địa giống như. Nhìn chằm chằm cái kia cự thân không thả, kiếm đồng ngăn không được lui lại, trên mặt sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt nhẹ rủ xuống, liếc phía dưới cái kia con kiến kích cỡ tương đương bóng người liếc một chút, Trác Phàm mỉm cười, hét lớn một tiếng, ta bội kiếm, trở về. Vâng. Cơ hồ là bản năng, kiếm đồng hét lớn một tiếng, chân vừa bước liền siêu một tiếng hướng Trác Phàm chỗ đó bay đi, đồng thời thân thể lắc một cái, lần nữa hóa thành cái kia đen nhánh đế binh, diệt thế kiếm. 3. Một thanh nắm nhà tù thần kiếm, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên. Xoạt. Cái kia to lớn màu đen cự thân cũng là hung hăng hất lên cánh tay dài, không lý do, trong tay lại cũng xuất hiện một thanh dài chừng 10 trượng đen nhánh trường kiếm. Cuồn cuộn màu đen liệt diễm quấn lên, khủng bố mà lại mạnh mẽ. Cái này, mới thật sự là ma đế thánh thân, hủy diệt hết thảy mạnh nhất hình thái. Bởi vì Trác Phàm chỉ có tay cầm diệt thế kiếm, mới xem như hắn toàn bộ chiến lực. Một phương diện khác, Lạc Gia Thành bản bộ chỗ, Lạc Vân Thường các loại nữ đang cùng Sở Khuynh Thành vừa nói vừa cười, đàm luận Trác Phàm quá khứ. Đương nhiên, bị Trác Phàm nhắc nhở, các nàng cũng không có tiết lộ bất luận cái gì trước kia hai người sự tình. Hoặc là Trác Phàm mục đích các loại, các nàng chỉ là tại nghiên cứu thảo luận vị này Trác quản gia tính nết cùng một số làm cho người tức giận mới. Hay không thời gian, chúng nữ còn vừa tức vừa cười, rất nhiều oán trách, nhưng tổng vẫn có chút tán thưởng ỉ lại. Sở Khuynh Thành nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng có chút mê mang, Lạc tiểu thư, các người đều ưa thích Trác Phàm sao? Ách, cái này, chưa phát giác sững sờ, chúng nữ nhìn lẫn nhau, lại là cười khổ một tiếng. Từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, không có người lại nói tiếp. Sở Khuynh Thành gặp càng thêm kỳ quái, đã như vậy, hắn vì sao lại hết lần này tới lần khác tới tìm ta? Ta tự hỏi các vị tỷ tỷ, vô luận tài hoa và dung mạo cái nào đều so với ta mạnh hơn, mà lại cũng so ta càng thêm ưa thích Trác Phàm, vì sao? Khuynh Thành muội muội không nên suy nghĩ bậy bạ, hắn thích ngươi là sự thật, chúng ta cũng hy vọng hắn hạnh phúc, chỉ có chúc phúc. Hắn có phải chỉ là đang lợi dụng ta? Thế mà, còn không đợi Lạc Vân Thường tiếng nói kết thúc, Sở Khuynh Thành cũng đã vội vã lên tiếng.
không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường kỳ dị nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì ta nhìn vào trong phòng của hắn treo đầy bát hoàng danh vị mộc bài, sư phụ chết ngày ấy, hắn vừa vặn đem sư phụ mộc bài thiêu. Cho nên ta nghĩ, hắn là không sớm đã có ý chỉ đối bát hoàng đâu. Khẽ cau mày, Sở Khuynh Thành trên mặt lộ ra thất lạc đến, nếu là như vậy lời nói, hắn lúc trước tiếp cận ta, phải chăng cũng có ý khác. Tại Lạc gia thời gian dài như vậy, ta cũng nhìn ra, hắn tại gia tộc này địa vị không thể tầm thường so sánh, trưởng khống hết thảy, liền các ngươi chủ gia đều đối với hắn theo lệnh mà làm, căn bản không phải tìm thường quản gia, làm sao có thể còn lo lắng chủ gia trách phạt. Trước kia đủ loại, bất quá gạt ta mà thôi. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Lạc Vân Thường than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tay nàng nói, Khuynh Thành muội muội, ngươi nhất định muốn tin tưởng, Trác Phàm tiểu tử kia, cho dù có phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không có phụ ngươi. Cái này là vì cái gì? Ta cùng hắn nhận biết về sau, bất quá vài lần mà thôi, hắn sao lại thế? Mà lại hắn trước đó khẳng định cũng là cố ý tiếp cận ta, trừ muốn đối phó sư phụ ta bên ngoài, không biết hắn có cái gì mục đích. Khuynh Thành tỷ, Trác đại ca tiếp cận ngươi mắt rất đơn thuần, không có người muốn phức tạp như vậy, chỉ là ưa thích ngươi mà thôi. Lúc này, Sương Nhi sợ nàng hiểu lầm, cũng mỉm cười giải thích. Bất quá, không có lý do gì giải thích. Sở Khuynh Thành cảm thấy lại càng thêm hồ nghi, có vẻ giống như mỗi người các ngươi đều biết hắn lý do, thì ta không biết. Mỗi người các ngươi đều nói hắn đối với ta là thực tình, ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng là ta thực sự không biết, hắn có các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh dưới, vì sao hết lần này tới lần khác đối với ta thực tình. Ta tự hỏi, không có lớn như vậy mị lực. Ai, muội muội ngốc, ngươi có thể cảm giác được hắn thực tình liền tốt, làm gì nghiên cứu nguyên nhân đâu. Chưa phát giác mỉm cười cười một tiếng, Lạc Vân Thường thở dài, nói đến hai người các ngươi thật đúng là giống, đều ấn chính mình thói quen tới. Ngươi là truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn là kiên quyết không cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lạc Vân Thường bật cười nói, đại khái là không muốn để cho trên lưng ngươi cái gì gánh vác cùng thống khổ, ngươi kiếp này nếu là bắt đầu mới, hắn liền nguyện ý cùng ngươi lần nữa tới qua, không muốn xách chuyện xưa. Trong mắt càng thêm mê mang, Sở Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn về phía hắn chúng nữ, các nàng tựa hồ cũng mười phần không sai giống như, mỉm cười gật đầu. Đến tột cùng, chuyện gì xảy ra a? Ấn ấn chính mình thái dương huyệt, Sở Khuynh Thành vẫn như cũng nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Vân Thường gặp này, chưa phát giác khẽ cười một tiếng an ủi tốt, muội muội ngốc, người biết người kia đối ngươi tốt không phải. Làm gì lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Ha ha ha. Dương mắt nhìn nàng một cái, Sở Khuynh Thành tuy có không dám, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu, than nhẹ một tiếng. Lạc ra tất cả mọi người cho lão phu lăn ra đến. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều đang không ngừng run rẩy. Toàn bộ Lạc gia thành càng là như động đất đang không ngừng lay động, mau mau mái ngói cũng là ào ào hướng xuống thẳng rơi. Thấy tình cảnh này, chúng nữ sắc mặt cùng nhau nghiêm một chút, nhìn về phía Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường sắc mặt cũng rất khó coi, có chút lo lắng, Trác Phàm vừa mới đem nhà chúng ta tộc cao thủ mạnh nhất đều phái đi ra vây quét mấy cái kia người điên, hiện tại nơi này chính là không người có thể dùng, hết lần này tới lần khác vào lúc này có địch đến cửa. Vân Thường tỷ, chúng ta đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Vân Sương nhìn về phía nàng, đề nghị. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Thường gật gật đầu, liền cùng chúng nữ cùng đi ra. Mà tại Lạc gia phủ cửa sân. Lạc Vân Hải sớm đã mang theo mấy cái hoàng giai trưởng lão, đứng ở nơi đó, xa xa nhìn hướng lên bầu trời bốn người. Người cầm đầu, là cái trung niên đại hán, chính là thứ sáu sơn chủ, Mạnh Hạo Đông không thể nghi ngờ. Tiền bối, không biết cao tính đại danh, xưng hô như thế nào. Tại hạ Lạc gia gia chủ Lạc Vân Hải, dám hỏi chúng ta Lạc gia có chỗ nào đắc tội tiền bối ngài sao? Ngẩng đầu khom người ôm một cái quyền, Lạc Vân Hải trịnh trọng lên tiếng. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Mạnh Hạo Đông không nói gì, chỉ là khinh thường bĩu môi. Một bên Từ Thiên Xuyên gặp, nhấc nâng lên ngạo đầu, hừ nói, Trác Phàm đây, để cho các ngươi nhà quản gia, Trác Phàm đi ra gặp ta. Há, Trác quản gia a, nghe nói gần nhất hoàng vực bốn phía có người nháo sự, hắn đã dẫn người đi lắng lại. Các ngươi muốn tìm hắn, chỉ sợ muốn leo lên mấy tháng. Cái gì, hoàng vực có người nháo sự, ta làm sao không biết?
không khỏi sững sờ, Từ Thiên Xuyên càng thêm lớn giận, thở phì phò nói, cái này Trác Phàm tốt lớn gan chó, hiện tại đều tự tiện hành động, hoàng vực xảy ra chuyện, liền ba người chúng ta đều không thông báo, quả nhiên là có ý lãng quyền, tâm có thể chu a. Mụ nội nó, lão tử tôn trọng hắn, ủy thác trách nhiệm, hắn ngược lại được đà lấn tới. Đáng chết, thực sự đáng chết. Từ Thiên Xuyên không ngừng chửi rủa, Lạc Vân Hải lại là nghe ra manh mối, rực rỡ cười một tiếng, ôm quyền nói, không biết các vị là. Chúng ta là hoàng vực chính thức người quản lý, Thánh Sơn phái xuống bát hoàng. Trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô, Từ Thiên Xuyên liếc xéo hướng phía dưới mọi người, sau đó lại cung kính chỉ Mạnh Hạo Đông nói, vị này là đệ lục Thánh Sơn sơn chủ, các ngươi Lạc gia cả gan làm loạn, che đậy bên trên nghe, chết chưa hết tội. Thân thể hung hăng chấn động, Lạc Vân Hải giật nảy cả mình. Đệ lục Thánh Sơn, nhanh như vậy liền hành động, thế nhưng là Long tộc bên kia còn không có. Lạnh lùng nhìn lấy mọi người, Mạnh Hạo Đông nhẹ hừ một tiếng, phất phất tay nói, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trước hết giết lại nói, lấy chấn hưng ta Thánh Sơn uy danh. Đợi cái kia Trác Phàm trở về, lại trừng trị hắn. Tóm lại từ nay về sau, muốn để hoàng vực tất cả mọi người biết, cái này một mảnh là từ các ngươi tiếp quản, Lạc gia tự tiện chuyên quyền, đã tất cả đều bị giải quyết tại chỗ. Vâng. Bỗng nhiên liền ôm quyền, ba người tà cười một tiếng, nhìn hướng phía dưới Lạc gia tất cả mọi người ánh mắt, đều là tràn ngập sát ý. Da mặt không khỏi hung hăng rút rút, Lạc Vân Hải tâm không ngừng chìm xuống dưới đi, quay đầu nhìn một chút phía sau mình mọi người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai thán không thôi. Những người này đều là Lạc gia phổ thông hoàng giai cường giả, không phải Thánh Sơn bồi dưỡng được cái này ba cái hoàng giai đỉnh phong đối thủ. Mà lại, như chỉ là bọn hắn ba người cũng liền thôi. Đại không dùng người đếm ưu thế, áp đảo bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có cái Thánh Sơn sơn chủ ở chỗ này. Phải biết, Thánh Sơn sơn chủ chính là Thánh Sơn đứng đầu, nhất định là thánh giả đỉnh phong tu vi. Trác quản gia cùng Lệ Kinh Thiên, Đan Thanh Sinh những cường giả này đều không ở nhà, bằng bọn họ những người này chỗ nào có thể chạy thoát được bàn tay hắn. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Hải lòng tràn đầy ai thán, trong lòng đã là có ý chết. Từ Thiên Xuyên ba người càng là mài đao xoèn xoẹt, một mặt tà cười hướng mọi người bước tới. Trên thân sát khí cũng là càng cường hãn lên. Khí thế khủng bố phảng phất muốn đem chọn cái Lạc gia thành ao đè sập giống như. Chờ một chút. Thế mà chợt, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lệ tiếng hô lại là đột ngột đến vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước. Ngay sau đó, một đạo uyển chuyển bóng người bỗng dưng đi vào trước mặt mọi người, ngăn trở ba cái kia sát khí đằng đằng bóng người. Không có liếc nhìn nàng một cái, Mạnh Hạo Đông vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Từ Thiên Xuyên thì là cười lạnh. Châm chọc nói, thế nào, tiểu cô nương, người muốn làm ba người chúng ta cái thứ nhất dưới đao quỷ sao? Hừ, các ngươi dám giết ta sao? Chỉ sợ có người sẽ không bỏ qua các ngươi. Gào to, khẩu khí thật là lớn, chúng ta thế nhưng là Thánh Sơn đệ tử, chẳng lẽ ngươi chỗ dựa có thể địch nổi chúng ta Thánh Sơn? Đương nhiên, cái kia không sợ chết ngu xuẩn là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, mỉm cười. Nữ tử kia xanh thẳm giống như ngón tay ngọc hướng về phía trước duỗi ra, chính chỉ hướng Mạnh Hạo Đông chỗ đó. Không khỏi sững sờ, Từ Thiên Xuyên ba người có chút ngốc trệ. Mi mắt lắc một cái, Mạnh Hạo Đông cũng là nghi ngờ liếc hắn một cái, cười tà nói, tiểu cô nương, ngươi biết ta? Không biết. Vậy ngươi dựa vào cái gì để cho ta tới bảo vệ ngươi? Chỉ bằng các ngươi muốn lấy được ta, cao ngạo địa dương dương lông mày, nữ tử hét lớn lên tiếng. Mi mắt nhẹ rung, Mạnh Hạo Đông thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lộ ra có chút mê hoặc. Từ Thiên Xuyên nghe, lại là phốc một tiếng sủi cười rộ lên, giễu cợt nói, tiểu nha đầu, người bản thân cảm giác quá tốt đẹp đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thánh vực đệ nhất mỹ nữ sao? Chúng ta Mạnh Sơn chủ như thế bụng đói ăn quàng, sẽ vì ngươi cái tiểu nha đầu, đưa Thánh Sơn danh dự tại không để ý. Hừ, ta là ai? Lông mày nhíu lại. Nữ tử sùi cười một tiếng, ngược lại chăm chú nhìn Mạnh Hạo Đông không thả, Mạnh Sơn chủ, nếu như ngươi thật sự là đệ lục Thánh Sơn sơn chủ lời nói, hẳn là sẽ tương đương quý trọng ta Sở Khuynh Thành đi. Tựa như lệnh lang Mạnh Hiểu Phong, cùng sư phụ ta Diễm Hoàng một dạng. Cái gì, nguyên lai ngươi ở chỗ này? Mí mắt ngăn không được nhảy nhót, Mạnh Hạo Đông rốt cục không sai. Tiếp lấy liền lại nghi ngờ quét Lạc ra mọi người liếc một chút,
lẩm bẩm nói như vậy, lúc trước ngươi tại Đan Hà Tông mất tích, thật sự là bị bọn họ bắt đến. Không phải bắt đến, là ta tự nguyện. Mặc kệ là bắt tới vẫn là tư nguyên, nói tóm lại, bọn họ nhất định cùng nhi tử ta chết có quan hệ. Hung hăng khẽ cắn môi, Mạnh Hạo Đông nhất thời phóng xuất ra ngập trời tức giận, khủng bố uy thế làm cho tại chỗ tất cả mọi người ngăn không được khí tức trì trệ, không thở nổi, cho dù là Từ Thiên Xuyên ba người kia cũng giống vậy, không chỗ ở lui về phía sau lấy bước, cảm thấy hoảng sợ. Cái này Mạnh Sơn Chủ, là thật giận a. Nói, nhi tử ta đến tột cùng là làm sao chết. Trước kia không có đem các ngươi để vào mắt, là cảm giác được các ngươi không có năng lực này. Nhưng bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, lão phụ không thể không thật tốt thẩm vấn một phen. Mạnh Sơn Chủ, ngài đang nói cái gì, chúng ta không rõ ràng. Lệnh lang sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta a. Trong lòng hết thảy rõ ràng, nhưng Lạc Vân Hải vẫn là chết cắn răng, giả vờ ngây ngốc. Bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Nếu là Trác Phàm giết Mạnh Hiểu Phong sự tình bại lộ, không ngừng Trác Phàm gặp nguy hiểm, bọn họ Lạc gia cũng muốn đi theo chôn cùng. Nhưng chỉ cần bọn họ cắn chặt răng không nói, mặc dù sẽ thụ điểm ủy khuất, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, diệt tộc chi họa. Bởi vậy, sự kiện này hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận, chỉ chờ tới lúc Trác Phàm trở về giải cứu bọn họ là đủ. Bất quá, rất hiển nhiên, Mạnh Hạo Đông cũng không để ý bọn họ khẩu cung, chỉ để ý báo thù khoái cảm. Hừ hừ, không thừa nhận đúng không, ta cũng không cần các ngươi thừa nhận, dù sao việc này cùng các ngươi không thoát khỏi quan hệ. Từ Thiên Xuyên, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa cho ta đem bọn hắn đổ giết sạch, một tên cũng không để lại. Vâng, mãnh liệt gật đầu một cái, ba người kia liền cười to một tiếng, đột ngột đến hướng phía dưới lao xuống đến. Lạc Vân Hải gặp này, nhất thời kinh hãi, hung hăng gãi gãi quyền đầu, đã là chuẩn bị muốn chiến. Sở Khuynh Thành thì là lập tức phía trên một cái lắc mình, trong tay đột nhiên nhiều một thanh linh kiếm, trong nháy mắt chống đỡ lên chính mình trắng nõn cái cổ, hét lớn, các ngươi dám. Nếu là hôm nay Lạc gia có một người thương vong, ta Sở Khuynh Thành cùng bọn họ cùng xuống Hoàng Tuyền. Ngươi trăm năm tâm nguyện, cũng muốn phó mặc. Chậm đã. Nghe được lời này, Mạnh Hạo Đông vội vã khoát tay chặn lại, đại kêu ra tiếng, Từ Thiên Xuyên bọn họ thì là kít một tiếng, bỗng dưng dừng thân lại. Quay đầu nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục mệnh lệnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Khuynh Thành không thả, Mạnh Hạo Đông trầm giọng nói, ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào, càng như thế bảo trì. Ngươi đây không cần đến quản, dù sao ngươi nhi tử sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ, ta đi với ngươi chính là. Nếu không mà nói, ngươi được đến chỉ là một đám thi thể, còn có vĩnh viễn không giải được bí ẩn. Đầu dương lên, Sở Khuynh Thành cười lạnh nói. Hai con người hơi hơi suýt híp mắt một chút, Mạnh Hạo Đông trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bật cười gật gật đầu tốt, không nghĩ tới Diễm Hoàng còn có thể giao ra dạng này đồ đệ, đầy đủ kiên cường. Thanh kiếm để xuống đi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, từ nay về sau, nghe ta phân phó, ta thì thả bọn họ. Suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành lại quay đầu nhìn một chút mặt rầu rỉ người Lạc gia, bình tĩnh gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, đi theo ta đi. Vẫy tay, Mạnh Hạo Đông sắc mặt trầm ổn, quay người rời đi, rất nhanh cái kia không thể nghi ngờ thanh âm lại lập tức truyền đến trong tai mọi người, còn có cái kia Lạc gia gia chủ, cũng cùng lão phu hồi Thánh Sơn đi, lão phu còn có việc hỏi ngươi, đáp rõ ràng liền không sao còn lại đám người, lão phu không làm truy cứu. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vân Hải quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, gật đầu ra hiệu một phen, liền cũng cất bước bay về phía không trung, sau đó cùng Sở Khuynh Thành liếc nhau. Hai người cùng nhau theo sau. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại có Từ Thiên Xuyên ba người còn có Lạc gia cả đám các loại lo lắng sắc mặt. Gia chủ lần này vừa rời đi, giữ nhiều lành ít a. Không biết Trác quản gia khi nào trở về, thương thảo nghĩ cách cứu viện gia chủ sự tình. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là, còn không đợi mọi người vẻ u sầu phía trên, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang đã là vang vọng mọi người bên tai. Ngay sau đó liền gặp mấy đạo nhân ảnh bay ngược lấy rơi xuống mặt đất, một miệng đỏ thẫm máu tươi, trong nháy mắt chiếu nhiễm một mảnh đất vàng. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Lạc Vân Thường quay đầu nhìn lại, lại chính gặp Từ Thiên Xuyên ba người một mặt tà cười, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Các ngươi làm cái gì? Mạnh Sơn Chủ đã đáp ứng buông tha chúng ta, các ngươi vì sao? Hừ, Sơn Chủ nói không giết các ngươi, nhưng không nói không đánh các ngươi.
Sơn chủ vừa mới buông tha các ngươi, nhưng chúng ta còn chưa nói muốn hay không thả các ngươi đâu. Cười lạnh, Từ Thiên Xuyên ba người mặt mũi tràn đầy ác độc, Trác Phàm tốt lớn gan chó, cũng dám đối với chúng ta lá mặt lá trái, hại chúng ta bị Thánh Sơn xử phạt, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chờ hắn trở về, ta muốn để hắn xem thật kỹ một chút, các ngươi những thứ này hoàng vực con kiến hôi, dám đắc tội dưới Thánh Sơn chàng, hừ. Trong mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, Lạc Vân Thường sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Một tháng sau, siêu siêu hai đạo lưu quang tại vân không xẹt qua, Trác Phàm nhìn qua phía trước thành chỉ cái bóng, lộ ra vui vẻ nụ cười, nhanh về nhà, không biết nhiều ngày như vậy đi qua, Khuynh Thành có muốn hay không ta? Đoán chừng muốn ngài, không chỉ là Khuynh Thành đi, một bên Kiếm Đồng không khỏi trộm cười một tiếng, chế nhạo nói. Trác Phàm nhẹ liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Bá bá bá. Chợt, lại có vài chục đạo lưu quang bay qua, chớp mắt đi vào hai người bọn họ bên người, lộ ra thân hình, lại chính là Đan Thanh Sinh cùng Lệ Kinh Thiên bọn họ những cao thủ này cũng trở về tới. Nhìn thấy Trác Phàm cái kia đã lại lui trở về tu vi, đại khái đến trúc cơ thất trọng cảnh, giải nội tình mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng nói, Trác quản gia, ngài lại đột phá. Đúng vậy a, cha ta hiện tại đã là thánh giả. Dương dương đầu, Kiếm Đồng đầu tiên báo tin vui. Hai mắt tỏa sáng, mọi người đều là kinh dị liếc hắn một cái, há, nhanh như vậy. Ha ha ha, đều là cơ duyên. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm khoát tay một cái nói, Kiếm Hoàng luyện hóa nhiều như vậy ma khí, ta nhìn cứ như vậy bỗng dưng tiêu tán quá đáng tiếc, liền tất cả đều hấp thu, vừa vặn theo đột phá, hết thảy nước chảy thành sông. Dù nói thế nào, hắn trên thân ma khí cùng ta giống nhau. Hút thu lại càng thêm dễ dàng, ngược lại là không có gì lãng phí. Không sai gật đầu, mọi người không khỏi hâm mộ, bất quá Đan Thanh Sinh vẫn là nhắc nhở, Trác quản gia có thể lần nữa đột phá, thật đáng mừng, nhưng cũng muốn làm tâm, tuyệt đối đừng đi những người già đó đường. Lần này chúng ta xem như kiến thức đến, cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma. Những tên kia chỉ là lực lượng tăng cường, đạo pháp lại hoàn toàn sụp đổ, không ra thể thống gì, mạo xưng bất quá cường tráng dã thú mà thôi. Nếu là dùng cái giá như thế này đột phá thánh giai, lão phu tình nguyện tu vi chỉ trệ không tiến. Đúng vậy a, bất quá các ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Gật đầu mỉm cười, Trác Phàm lại hỏi, như vậy còn lại ba cái bát hoàng, các ngươi đều xử lý sạch sẽ sao? Liếc nhìn nhau, mọi người đều là cao giọng cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến, cuối cùng vẫn là Lệ Kinh Thiên bẩm báo nói, Trác quản gia yên tâm. Những người kia luyện công luyện điên, xuất thủ không có kết cấu gì có thể nói. Thì coi như chúng ta đơn đả độc đấu bắt lấy bọn hắn có chút khó khăn, 5-6 người vây kín cũng đủ để tiêu diệt. Vậy thì tốt, sự kiện này chấn động không nhỏ, về đến gia tộc sau lập tức phái người tuyên dương khắp trốn, đây là Thánh Sơn cướp cỏ thánh giả xuống núi nháo sự, cho chúng ta hướng Thánh Sơn tuyên chiến, làm sao cùng làm nền. Vâng, bình tĩnh gật gật đầu, mọi người cùng kêu lên đáp lời. A, à, chợt, Kiếm Đồng sững sờ, chỉ nơi xa kêu lên sợ hãi, phụ thân ngươi nhìn, chúng ta thành tường chỗ đó cờ xí làm sao ngã trái ngã phải, liền thành tường đều hủy hơn phân nửa, sẽ không có người tìm đến sự tình đi. Hẳn là sẽ không đi. Nào nào, Trác Phàm mí mắt nhẹ rung, hiện tại hoàng vực là chúng ta thiên hạ, Thánh Sơn trời cao hoàng đế xa, ngoài tầm tay với, còn có ai dám khiêu khích chúng ta. Trừ phi, ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Trác Phàm đạp chân xuống, đột một đến gia tốc, bọn người người nhìn thấy, theo thật sát. Ba ba ba, vang dội roi ra âm thanh thanh thúy lọt vào tai, Lạc phủ trong đại viện mười mấy cây trên cây cột, đều là buộc đầy người. Lạc Vân Thường các loại cao tầng, cũng thình lình ở bên trong. Chỉ là giờ này khắc này, bọn họ sắc mặt lại là hơi có vẻ trắng xám, khóe miệng mang theo tia tia huyết sắc. Chỉ có cái kia kiên định hai con ngươi, hiện ra sắc bén ánh sáng. Ba, lại là một tiếng vung vang, múa roi ra theo tiếng mà đứt. Khúc Hướng Phong không kiên nhẫn đem cái kia một nửa cây roi ném xuống đất, quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Xuyên nói, đại ca, cây roi đều đánh gãy mấy trăm cây, đầy đủ a, ta đều mệt mỏi. Đầy đủ, cái này làm sao có thể? Chúng ta bây giờ thế nhưng là bị Thánh Sơn các sư thúc bá coi như trò cười đây, đường đường Thánh Sơn đệ tử, thế mà bị hoàng vực tạp chủng đùa nghịch xoay quanh. Chúng ta còn nào có mặt ở trên núi lăn lộn. Hung hăng vẫy vẫy tay áo, Từ Thiên Xuyên mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn về phía Lạc Vân Thường mọi người, nghiến răng nghiến lợi,
mà cái này tất cả mọi thứ, đều là bọn họ tạo thành. Hiện tại Hoàng vực chỉ biết Lạc Gia, mà không biết Thánh Sơn, quả thực khi quân phạm thượng, buồn cười. Thế nhưng là Mạnh Sơn chủ nói, không thể giết bọn hắn. Thì là không thể giết, cho nên mới muốn đánh bọn họ cho hả giận. Hung hăng liếc mọi người liếc một chút, Từ Thiên Xuyên khẽ vươn tay, cả giận nói, lại cho ta đến chỉ cây roi, lần này ta đến quất. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khúc Hướng Phong xuất ra một cái mới tinh roi ra đưa lên. Từ Thiên Xuyên hai tay hung hăng nắm nắm, tựa hồ tại thử tính dẻo dai, sau đó liền một mặt tà đất khách ở trước mặt mọi người băn khoăn lên, phảng phất tại chọn lựa con mồi giống như. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào một cái tiểu cô nương trước mặt, đạm mạc gật đầu chính là nàng. Tiếng nói kết thúc, Từ Thiên Xuyên bỗng nhiên hướng về sau hất lên, cây roi thật dài địa vung ra đi. Lạc Vân Thường gặp, chưa phát giác khẩn trương, dừng tay, nàng vẫn còn con nít, chịu không được dạng này cực hình, muốn đánh đánh ta. Cũng là bởi vì nàng chịu không được, mới chịu tra tấn nàng. Oán hận cười một tiếng, Từ Thiên Xuyên khinh thường nói, giống các ngươi những thứ này đều đạt tới linh vương cảnh tu giả, coi như bị phong tu vi, vẫn như cũ da dày thịt béo, đánh lên có thể thương đi đến nơi nào. Cũng là loại tu luyện này không tới nơi tới chốn tiểu cô nương, đánh lên mới có khoái cảm, mới có thể chân chính có đánh tới trên thân, đau đến trong lòng cảm giác, ha ha ha. Hiu, nói, cái kia đạo cây roi đã là như một đạo linh xà giống như vọt tới. Lạc Vân Thường thấy một lần, không khỏi khẩn trương, nhớ Trần Tục. Thế nhưng là, Lạc Tư Phàm sớm đã ngất đi, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Phốc, thế mà, ngay tại lúc này, một đạo trầm đục phát ra, cái kia như rắn đầu một dạng tán loạn roi chạm canh gác, bỗng dưng bị một đạo thiết chảo tóm chặt lấy. Thân thể trì trệ, Từ Thiên Xuyên chợt cảm thấy vùng bất động cây roi, không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lại chính gặp cái kia bắt roi người, không là người khác, chính là mới vừa rồi xuất hiện Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, Trác Phàm khuôn mặt lại là một mảnh tái nhợt, còn lại cùng theo một lúc trở về Đan Thanh Sinh bọn người, trên mặt đồng dạng không tốt nhìn chăm chú về phía ba người không thả, song quyền chăm chú nắm lại. Bọn họ bất quá vừa mới ra ngoài mấy tháng mà thôi, gia tộc thì biến thành như vậy bộ dáng, thực sự khinh người quá đáng. Trác Phàm, cơ hồ là đồng thời, Lạc Vân Thường cùng Từ Thiên Xuyên cùng nhau kêu lên. Chỉ bất quá Lạc Vân Thường là kinh hỉ, Từ Thiên Xuyên lại là phẫn nộ đến thân thể đều đang run rẩy, lại là mảy may không có cảm giác được chính mình cây roi bị một con kiến hôi bắt lấy kỳ quặc. Lạnh lùng theo dõi hắn, Trác Phàm trên mặt nặng đến đáng sợ, thì thào lên tiếng, bây giờ Lạc gia tại Hoàng vực đã không ai dám trêu chọc, Thánh Sơn lại ngoài tầm tay với, trừ phi ba cái khôi lỗ thiếu gia hung hăng càn quấy mau bệnh lại phạm, chạy đến tìm đánh. Thế nhưng là, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, bọn họ hiện tại ngay tại Ôn Nhu Hương hưởng phúc đây, sao lại thế? Hừ hừ, không nghĩ quả là các ngươi a. Trác Phàm, thật lớn mật, nguyên lai ngươi thật trăm phương ngàn kế coi chúng ta là khôi lỗ đùa nghịch. Da mặt ngăn không được run run, Từ Thiên Xuyên khí cười ra tiếng, ngươi cái âm hiểm tiểu nhân, coi như Mạnh Sơn chủ đáp ứng buông tha Lạc gia, nhưng chỉ có ngươi, tuyệt không thể bỏ qua, ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, Từ Thiên Xuyên nhất thời đạp chân xuống, trong nháy mắt hướng Trác Phàm phóng đi, tràn đầy sát ý nhất trường, đột ngột đến đánh về phía hắn mặt. Phốc! Thế nhưng là, một tiếng vang trầm, cái kia thích xiết chóc nhất trường, cũng là bị Trác Phàm vững vàng nắm trong tay. Không khỏi sững sờ, Khúc Hướng Phong cùng Vũ Thiên Thu đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Từ Thiên Xuyên thánh giả đỉnh phong thực lực, lại bị Trác Phàm một chiêu ngăn trở. Từ Thiên Xuyên cũng là chưa phát giác ngơ ngác, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ khó tin, đồng thời hết sức muốn hướng ra phía ngoài co rúm bàn tay, lại là mới phát hiện, hắn tay dường như rơi vào bê tông cốt thép bên trong một dạng, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không nhúc nhích chút nào. Không có để ý cái kia kinh dị ánh mắt, Trác Phàm chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, nghi ngờ nói, Mạnh Sơn chủ. Là đệ lục Thánh Sơn, Mạnh Hiểu Phong cha hắn sao? Nếu biết, còn không mau buông tay, muốn chết phải không? Hung hăng co rúm cánh tay, lại là càng cảm giác chặt chẽ, giống như kìm sắt giống như thít chặt một dạng, đau nhập nội tâm, Từ Thiên Xuyên không khỏi khàn giọng liệt phế quát. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Trác Phàm không khỏi bỗng dưng run tay một cái, Từ Thiên Xuyên toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt hướng chỗ của hắn đánh tới. Sau đó tại hắn chả không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra trước, đụng một tiếng,
toàn bộ thân thể đã là bị Trác Phàm tiện tay vỗ, đập thành nhão nát. Khối khối huyết nhục, tứ tán rơi xuống, cuồn cuộn máu chảy, trôi đầy một chỗ. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, Khúc Hướng Phong hai người sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, một cái tay run rẩy chỉ Trác Phàm nói, ngươi. Ngươi dám sát thánh núi đệ tử, các ngươi không muốn sống. Chúng ta sống hay chết, đã cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ. Một mặt băng lãnh địa chuyển hướng hai người, Trác Phàm chợt lộ ra một cái dị thường tà ác nụ cười, dù sao. Các ngươi cũng không nhìn thấy. Nói, Trác Phàm hướng Đan Thanh Sinh bọn họ đưa cái ánh mắt. Minh bạch hắn ý tứ, mấy vị kiếm vương cao thủ tùy ý vung tay lên chỉ, từng đạo khủng bố kiếm cương liền đột ngột đến bay lượn hướng hai người, chớp mắt là tới. Có lẽ Thánh Sơn đệ tử tại đồng dạng hoàng giai cao thủ trước mặt, dựa vào Thánh Sơn công pháp võ kỹ, có thể hơn một chút. Nhưng là tại kiếm đế truyền thừa kiếm vương trong mắt, lại là không chịu nổi một kích. Chỉ bất quá trong chớp mắt, hai người liền kêu thảm đều không phát ra, liền thoáng chốc tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng mảnh thịt nát, nơi chôn xương xuống. Không tiếp tục đi xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm phất phất tay, ra hiệu mọi người đem gia tộc bị trói người để xuống. Chính mình thì tự mình đem Lạc Vân Thường chúng nữ cởi ra, nhìn lấy bọn hắn từng cái mình đầy thương tích bộ dáng, cảm thấy một trận đau lòng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, biển mây cùng khuynh thành đâu. Liếc nhìn nhau, chúng nữ đem tiền căn hậu quả nói một lần. Đến tận đây, Trác Phàm mới rốt cuộc minh bạch hết thảy, sau đó lại kỳ quái xem bọn hắn liếc một chút, nói như vậy, không phải cái kia Mạnh Sơn chủ xuất thủ đem bọn ngươi tu vi phong. Đã như vậy, bằng ba người bọn hắn, cũng không có thể bắt lấy các ngươi tất cả mọi người, vì sao? Còn không phải Vân Thường tỷ, lo lắng ngươi kế hoạch a. Lúc này, Sương Nhi hung ác khoét Trác Phàm liếc một chút, giải thích nói, vốn là ba người kia quấy rối, ta chuẩn bị muốn xuất thủ. Nhưng là Vân Thường tỷ ngại tại bọn hắn thân phận, sợ đả thảo kinh xà, người xấu đại kế, cho nên thì ra lệnh cho chúng ta nhẫn, dù sao bọn họ không muốn lấy chúng ta tánh mạng, chỉ là thụ điểm ủy khuất mà thôi. Không có việc gì là không được. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi hơi hơi giật mình chứng, vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường, lại chỉ thấy nàng một mặt vui vẻ mà nhìn mình, ai để ngươi tất cả kế hoạch đều để ở trong lòng, chúng ta cái gì cũng không biết, sao dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi xấu đại kế. Hiện tại Khuynh Thành cùng Biển Mây đều đến đệ lục Thánh Sơn, xem như tạm thời ổn định Thánh Sơn người. Nếu là chúng ta hiện tại phản kháng cái kia ba tiểu tử, gây nên bọn họ sau lưng dựa núi phản công, há không chuyện xấu. Cho nên, một chút vết thương ra thì chúng ta tạm thời nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ ngươi trở về, thương thảo khi nào động thủ, chúng ta lại đem khoản nợ này lấy trở về cũng không muộn. Nếu không sớm động thủ, thất bại trong gang tấc thì không tốt. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là như thường ngày, biết rõ đại cục, biết đại thể, không hổ là Lạc gia đầu lĩnh a. Cho dù Biển Mây không tại, ngươi vẫn như cũ có thể đem Lạc gia trưởng quản đến thỏa mãn. Nở nụ cười hớn hở, Trác Phàm thật sâu nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút, khen. Chưa phát giác mỉm cười, Lạc Vân Thường lại nhìn một chút những cái kia rơi đầy đất thịt nát, trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, bất quá bây giờ xem ra, Trác quản gia thời cơ xem như thành thục. Cũng không tính quá thành thục, nhưng là ta nhẫn không. Trong mắt chỗ sâu, dấy lên hừng hực lửa giận, Trác Phàm bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía tất cả mọi người nói, đã liền Thánh Sơn Sơn chủ đều tìm tới cửa, xem ra chúng ta không thể không chiến. Lệ Kinh Thiên, Thù Viêm Biển. Tại, các ngươi lập tức tự mình đi một chuyến Long Vực, cho ta cùng Long Tộc xác nhận một phen, mặc kệ hiện tại bọn hắn tiến hành đến một bước nào, đều cho ta quang minh phiên hiệu, hướng Thánh Sơn tuyên chiến. Hoàng Vực hậu phương lớn đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn hắn đi vào, liền có thể song phương đối chọi, chính diện đối quyết. Đây chẳng phải là bọn họ sở trường sao? Nếu là thời gian lâu dài, Hoàng Vực lại bị Thánh Sơn chinh phạt trở về, đầu này chiến tuyến thì gây bất lợi cho bọn họ, để bọn hắn mau chóng làm quyết đoán, dù là phái mấy trăm cao thủ cho lão tử tăng thanh thế cũng tốt. Vâng, cúi đầu khom người, hai người nhanh chóng nhanh rời đi, chấp hành mệnh lệnh đi. Tuyết Thanh Kiến, Thiên Địa Song Tôn. Tại, các ngươi lập tức đem Lạc ra tất cả nhân mã phái đi ra tạo thế, Thánh Sơn bất nhân. Cướp bóc Hoàng Vực tư nguyên, chèn ép người tu bình thường tu luyện chi đạo. Còn không ngừng phái người quấy rầy Hoàng Vực, đem tất cả tu giả làm nô lệ đối đãi. Mà lại bọn họ còn đang tu luyện tà công, đem tất cả mọi người làm heo dạng tự dưỡng. Bất luận là vài ngày trước nhân khẩu mất tích,
vẫn là gần nhất bát hoàng những người điên kia nháo sự, toàn diện đẩy đến Thánh Sơn trên thân. Có Từ Thiên Xuyên cái này ba cái kẻ ngu vết xe đổ, mọi người đã sớm đối Thánh Sơn không có ấn tượng tốt, cái gì nước bẩn dội trên người bọn họ, mọi người đều tin. Trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Trác Phàm lộ ra tà ác nụ cười, ta muốn để Thánh Sơn danh hào tại hoàng vực triệt để bôi xấu, người người kêu đánh, đến mà chu diệt. Vâng, ba người cúi đầu, cũng ngay lập tức đi xuống. Lạc Vân Thường nghe, mí mắt nhẹ rung, bất quá Thánh Sơn quá mạnh, hoàng vực người cho dù tin tưởng những việc này, cũng sẽ giận mà không dám nói gì, bò bò giữ mình đi. Ta biết, dù sao ta lại không cần bọn họ trên chiến trường, chỉ cần bọn họ sau lưng chống đỡ là được rồi. Mà lại, bọn họ cần lãnh tụ. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường, đại tiểu thư, ngươi lấy biển mây bị Thánh Sơn Sơn chủ bắt đi làm lý do, dùng Lạc gia danh nghĩa, thông báo toàn bộ hoàng vực, chúng ta hướng Thánh Sơn tuyên chiến. Cái gì, tuyên chiến? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường trầm ngâm một chút, lo lắng nói, một tuyên chiến, liền muốn tránh thức đánh. Nhưng là bây giờ Long tộc bên kia còn vì từ kết luật, hiện tại tuyên chiến có phải quá sớm một chút? Yên tâm đi, tuyên chiến không phải là khai chiến. Khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo đường cong, Trác Phàm nắm chặt bắt quyền đầu, trí tuệ vững vàng, ta sẽ để thánh vực tất cả mọi người, bao quát Thánh Sơn đều sẽ đối với chúng ta lần này tuyên chiến, cẩn thận đối đãi, hừ hừ hừ. Ba tháng, gần nhất thánh vực phát sinh một hệ liệt ác liệt sự kiện, liền tất cả đều tại Lạc gia truyền bá xuống, một mạch cắm đến thất Thánh Sơn trên đầu. Cái này không khỏi gây nên toàn bộ thánh vực tất cả mọi người sóng to gió lớn, tạo thành khó có thể tưởng tượng oanh động hiệu ứng. Mới đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, hoặc là nói bọn họ căn bản không muốn tin tưởng, chỉ vì nội tâm khiếp đảm. Dù sao, như những sự tình này là thật, đây cũng là đại biểu, bọn họ cùng Thánh Sơn thành chân chính tử địch. Phải biết, bát hoàng vì luyện công hại chết hoàng vực khó có thể tính toán người, cùng Từ Thiên Xuyên bọn họ lưng tựa Thánh Sơn ra những cái kia bị chém chính lệch, hại chết rất nhiều hoặc ít đều cùng hiện tại mỗi người có lớn lao quan hệ. Theo ở sâu trong nội tâm, bọn họ đều muốn vì chết thảm người báo thù. Bất quá, đối phe thế lực quá lớn, bọn họ những thứ này con kiến hôi lại nào dám phát lên dạng này cách nghĩ. Cho nên trong tiềm thức, mọi người liền muốn qua loa cho xong chuyện, cảm thấy đây hết thảy đều là hiểu lầm, Thánh Sơn cũng không có ác ý, quên đi. Nhưng là hiện tại, Lạc gia lại là đem khối này tấm màn che trần trụi địa để lộ, cho thấy Thánh Sơn thì là cố ý hành động, thì là muốn các ngươi chết. Các ngươi như là như vậy đều không phản kháng, cam nguyện làm cái thớt gỗ thịt cá, cũng quá không có loại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự không thôi, nội tâm làm lấy mãnh liệt dẫy giụa. Thánh Sơn cường đại như thế, bọn họ coi như thật nghĩ đòi một lời giải thích, lại nơi nào có bản sự này. Chỉ là đồ từ mất mạng thôi, ai? Dường như sớm đã phỏng đoán đến mọi người khiếp đảm chi tâm, ngay tại thời khắc mấu chốt này, có thể cản tại trước mặt bọn hắn, vì bọn họ xuất đầu lộ diện chính nghĩa lãnh tụ, hoành không xuất thế. Từng chương ánh vàng rực rỡ bảng cáo thị, dán khắp hoàng vực các ngõ ngách, lại là lần nữa gây nên toàn bộ thánh vực sợ hãi kinh hãi. Tư thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, thánh nhân không tốt, đoạt bách tính huyết nhục. Ta Lạc gia Trác Phàm một đám, nay quyết định thế thiên hành đạo, phổ biến liền thiên hạ anh hùng hào kiệt, cùng thảo phạt Thánh Sơn, trừng phạt chỗ ác, đã bình ổn bách tính chịu oán nghiệp, lấy chiếu thiên đạo thư thái. Tất cả mọi người, phố lớn ngõ nhỏ, nhìn lấy cái này tự châu ngọc máu đỏ nhan sắc, lại là tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Lạc gia là muốn thảo phạt Thánh Sơn a. Từng cái châu đầu ghé tai, mọi người liên tiếp, cái này sao có thể? Toàn bộ thánh vực, có ai có thể so ra mà vượt Thánh Sơn thực lực? Lạc gia tuy nhiên nhân nghĩa, nhưng là lại làm sao dám mạo phạm thiên uy đâu? Ai, đáng tiếc, khó được bát hoàng biến mất, Lạc gia trưởng quản hoàng vực, chúng ta mới có thể thái bình mấy ngày, kết quả hiện tại nhà này người lại đi tìm chết, cần gì chứ? Đúng vậy a, Lạc gia cái này trứng chọi đá, tất nhiên khó toàn, hoàng vực lại phải tứ phân ngũ liệt. Đều không ngoại lệ. Hoàng vực các ngõ ngách người thông bản này bảng cáo thị về sau, mỗi một cái đều là lắc đầu thở dài, cũng không coi trọng Lạc gia lỗ mãng như thế cử động, vì chính mình ngày sau thời gian xót thương. Lạc gia vừa đi, lại có ai đến nhất thống hoàng vực đâu. Chỉ có số ít người, nhiệt huyết sôi trào, quyết định tìm nơi nương tựa Lạc gia, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham chiến.
cho dù biết rõ một con đường chết, cũng nguyện ý oanh oanh liệt liệt chiến tử, hào khí vượt mây. Nhưng còn có một số người, lại là núp trong bóng tối, âm mưu cười lạnh. Muốn đợi Lạc Gia bị Thánh Sơn thần uy tiêu diệt về sau, tốt lực lượng mới xuất hiện, thừa cơ chiếm được hoàng vực một góc nhỏ, thành vì một phương chư hầu. Tóm lại, cái này Lạc Gia bảng cáo thị vừa ra, mặc kệ là chống đỡ, phản đối, vẫn là thở dài, đều không có người tránh thức nhìn kỹ. Dù sao trước mắt tình thế rất rõ ràng, Thánh Sơn lại ác cũng là Thánh Sơn, Lạc Gia lại chính khí lẫm nhiên, cũng vẫn là con kiến hôi. Châu chấu đá xe, căn bản không thể so sánh. Bất quá, rất nhanh phát sinh một kiện chấn kinh thánh vực tất cả mọi người, bao quát thất Thánh Sơn tất cả cao thủ đại sự, lại là để trong này mỗi người cải biến ý nghĩ trong lòng. Đệ lục Thánh Sơn, một gian tối tăm mật thất bên trong, Lạc Vân Hải bị hai tay đóng ở một chương trên thập tự giá, đỏ thẫm máu tươi róc rách chảy xuống, đem dưới chân sơn phiến đá đen chỗ, nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Bốn phía không ngừng lấp lóe mờ nhạt hỏa diễm, tỏa ra cái kia trắng xám hai gò má, lại là lộ ra cực kỳ suy yếu, thậm chí ngay cả khí tức đều nhỏ bé yếu ớt địa vị hồ hơi. Hắn chính đối diện, đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, đối xử lạnh nhạt chăm chú nhìn chăm chú, lại chính là đệ lục Thánh Sơn sơn chủ, Mạnh Hạo Đông không thể nghi ngờ. Chậm rãi hướng về phía trước, theo cái kia đã sưng vù trên mặt vệt một chút, cái kia hơi khô cạn vết máu, Mạnh Hạo Đông sủi cười một tiếng, sâu xa nói, miệng vẫn rất cứng rắn a, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, thành thật khai báo, nhi tử ta là làm sao chết? Người nào xuất thủ? Ta không biết. Ba. Lạc Vân Hải sắc mặt giật mình lo lắng ngẩng lên mắt xem hắn, thở mấy hơi thở hồng hộc, thì thào phát ra tiếng, thế nhưng là còn không đợi hắn tiếng nói kết thúc, nhưng nghe một tiếng vang trầm phát ra, hắn thân thể đã là ngăn không được co rút một chút, liền sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ tương đương thống khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ hung hăng cắn răng, không có phát ra một câu tê minh. Bộ ngực hắn, một cái đinh thép hung hăng cắm đi vào, đinh thép phía trên một cái cao to mạnh mẽ tay chân, chặt xiết chặt cây đinh, đang không ngừng xoay tròn ma sát, từng đạo máu tươi cũng từ cây đinh miệng vết thương cuồn cuộn chảy xuống, giống như dòng nước đồng dạng. Lão phu tuy nhiên đã đáp ứng nhà đầu kia, không thương tổn mạng ngươi. Nhưng có lúc, còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm không thả, Mạnh Hạo Đông cắn chặt hàm răng, nộ hống lên tiếng, nói, nhi tử ta đến tột cùng người nào giết. Ta không biết, cổ cứng lên, Lạc Vân Hải cũng là hai mắt nhắm chặt, tê tâm liệt phế rú thảm lên tiếng. Da mặt ngăn không được rút rút, Mạnh Hạo Đông cảm thấy càng giận, hừ, còn không cho ta nói thật. Ngươi nếu không biết rõ nhi tử ta sự tình, cái kia Sở Khuynh Thành làm sao đến các ngươi Lạc gia? Ta đã nói qua, nàng là mình đến, hắn ta cái gì cũng không biết. Đánh rắm, lấy nàng cái kia chút thực lực, Đan Hà Tông không thả người, nàng có thể chính mình đi ra ngoài. Hơn nữa nhìn áp nàng người đều là hoàng giai cao thủ, không có người giúp nàng, nàng có thể đi ra. Sự kiện này Diễm Hoàng đã sớm cùng lão phu thông báo qua, ngươi còn muốn lừa bịp lão phu đúng hay không? Cơ hồ là gào thét lên tiếng, Mạnh Hạo Đông trong tay cái kia cây đinh xoay chuyển càng nhanh. Đau đến trán đều là mồ hôi lạnh, lẫn vào dòng máu rơi xuống, nhưng Lạc Vân Hải vẫn như cũ không hé miệng, ta đây làm sao biết? Ta chỉ biết là, nàng đi vào chúng ta Lạc gia về sau, chỉ nói ra Đan Hà Tông, cũng chỉ có thể đầu nhập vào chúng ta chỗ nào biết nàng làm sao trốn tới. Ngươi muốn hỏi rõ ràng lời nói, ngươi hỏi nàng a, tìm ta làm gì? Ta nếu có thể hỏi nàng, ta còn dùng tìm ngươi sao? Hung hăng nguyết hắn một cái, Mạnh Hạo Đông càng lộ vẻ điên cuồng, ngươi là thật không rõ ràng, hay là giả không rõ ràng, vị đại tiểu thư kia tại lão phu trong lòng bảo bối trình độ. Ta có thể đối nàng dùng hình sao? Vậy lão phu cả một đời cũng đừng nghĩ được đến vật kia. Ôi ôi ôi! Từng ngụm thở hổn hển, Lạc Vân Hải nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy cười nhạo chi sắc, thì ra là thế. Đây chính là thánh giả, thánh sơn chi chủ A, một dạng hiếp yếu sợ mạnh. Ngươi không thể trêu vào nàng, thì sạch ngược đãi ta một người. Hừ hừ, có thể lão tử cái gì cũng không biết. Đụng, một quyền nện xuống, Lạc Vân Hải nhất thời đầu nhếch lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, bên trong còn pha tạp lấy mấy khỏa vỡ vụn hàm răng. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, với ai xưng lão tử đâu. Hừ, đối xử lạnh nhạt xem hắn. Mạnh Hạo Đông vẫy vẫy tay, quay người rời đi, hiện tại hoàng vực người thật sự là càng lúc càng lớn mật, liền Thánh Sơn thần uy cũng dám xem thường,
xem ra là thời điểm lại để bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là hoảng sợ, hừ. Một bên nói, Mạnh Hạo Đông đã là đẩy ra cẩn trọng cửa sắt, thẳng đi ra. Nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lạc Vân Hải không khỏi bật cười một tiếng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cảm thấy thì thào. Xem ra thật cùng Trác đại ca sở thuyết lão gia hỏa kia không dám đối Khuynh Thành tỷ đánh, dạng này ta cứ yên tâm. Yên tâm. Chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, Lạc Vân Hải đầu rủ xuống, ngất đi, chỉ là khóe miệng còn mang theo cái kia vui vẻ nụ cười, chậm chạp không rời. Một phương diện khác, đi ra mật thất Mạnh Hạo Đông, bên người đã xuất hiện hai đạo nhân ảnh, dập khuôn từng bước, cung kính đi theo. Không có xem bọn hắn liếc một chút, Mạnh Hạo Đông chỉ là lạnh lùng nói, nhà đầu bên kia thế nào, có hay không náo xảy ra chuyện gì đến. Khởi bẩm sơn chủ, ngài yên tâm đi, trừ nháo muốn gặp tiểu tử kia bên ngoài, cũng không cái gì đại động tĩnh. Vậy là tốt rồi, các ngươi nhớ kỹ, đối nhà đầu kia nhưng muốn lấy lễ thay thế. Nếu không mà nói, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Yên tâm đi sơn chủ, chúng ta biết, lấy sách cổ biểu hiện, trong cơ thể nàng đồ vật, trừ phi nàng chân tâm thực ý địa giao ra, nếu không ai cũng không động đậy. Chúng ta nhất định sẽ không để cho cô nương kia, đối với chúng ta cảm thấy phản cảm. Minh bạch liền tốt. Không sai gật gật đầu, Mạnh Hạo Đông xuất ra một khối vải lụa, chà chà trên tay vết máu, chỉnh một chút quần áo, lộ ra một trương hiền lành nụ cười. Mới cuối cùng tại hai người thủ hạ cùng đi, đi vào một chỗ tinh xảo trước cửa khuê phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa nói, Khuynh Thành, lão phu có thể vào không? Vào đi. Trong phòng phát ra thanh âm lạnh như băng, Mạnh Hạo Đông bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, liền khẽ đẩy cửa phòng tiến vào, một đạo đáng yêu bóng người nhất thời đập vào mi mắt, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Nhìn thấy hắn tiến đến, Sở Khuynh Thành đuổi bước lên phía trước hai bước, vội la lên, biển mây đây. Người đem hắn nhốt ở đâu? Yên tâm đi Khuynh Thành, Lạc công tử là ngươi bằng hữu, lão phu đương nhiên lấy lễ đối đãi, hắn ngay tại ta phủ an tâm làm khách đây, không có việc gì, ha ha ha. Ta muốn gặp hắn, hai đôi mắt xem xét xung quanh, Sở Khuynh Thành vội la lên. Nhẹ nhàng lắc đầu, Mạnh Hạo Đông tại Sở Khuynh Thành trước mặt, lại là không nói ra hòa ái dễ gần, cùng vừa mới tưởng như hai người, khó mà làm được, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy nhiên người cùng Phong Nhi không có có thành thân, nhưng lão phu thế nhưng là đem ngươi trở thành con dâu nhìn, há có thể tùy tiện cùng một cái nam tử xa lạ có chỗ liên quan. Cái này muốn để Thánh Sơn còn lại người nhìn thấy, còn thể thống gì? Ai là của ngươi con dâu, ngươi nhi tử đều đã quy thiên, ta cùng các ngươi Thánh Sơn không có chút nào liên quan có thể nói. Hung hăng hơi vung tay, Sở Khuynh Thành cả giận nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Mạnh Hạo Đông thở dài, ai? Xem ra con ta theo ngươi là có duyên mà không có phận đâu. Có lẽ ngươi không biết, hắn theo bên ngoài vừa hồi Thánh Sơn lúc, thế nhưng là tương đương kích động, kể rõ các ngươi sự tình, ta cho tới bây giờ không gặp hắn vui vẻ như vậy bộ dáng. Biết con không khác ngoài cha, ta minh bạch hắn là thật tâm yêu mến ngươi. Đừng, tiếp tục giả bộ, ngươi cho ta không nghe thấy ngươi nhi tử cùng sư phụ ta trò chuyện a. Cái gì yêu mến ta, chẳng phải đối với ta thân thế có khác mục đích a? Trợn mắt một cái, Sở Khuynh Thành cảm thấy cười lạnh, nhưng lại không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết, hiện tại Mạnh Hạo Đông không biết chính mình quỷ kế vạch trần, sẽ còn lá mặt lá trái chiều theo với hắn, nếu là biết mình chiêu này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt sớm đã bị nhìn thấu lời nói, khẳng định liền không biết lại như thế vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình bàn điều kiện. Vì đem Lạc Vân Hải cứu ra, cũng vì Lạc gia tất cả mọi người an toàn, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ giả vịt. Cùng Lạc gia cùng Trác Phàm ở chung sau một thời gian ngắn, ta trở nên thật là âm hiểm a. Ách, không đúng, là biến thông minh. Cảm thấy một trận oán thầm, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một chút, chưa phát giác rực rỡ cười một tiếng, hướng Mạnh Hạo Đông yêu kiều cúi đầu nói, Mạnh Sơn Chủ, nhận được nâng đỡ, nhưng là ta đối lệnh công tử cũng vô tình nghĩa, còn mời ngài buông tha chúng ta. Ai, Tương Vương có mộng, thần nữ vô ý, chuyện này chỉ có thể nói Phong Nhi không có cái này phúc khí. Trách không được Sở cô nương. Không sai gật đầu, Mạnh Hạo Đông bất đắc dĩ hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, trong mắt tản ra vô tận yêu thương, chỉ là ta người cha này, mặt đối với nhi tử chết thảm, chỉ có thể vô ích rơi lệ, lại không thể vì hắn làm chút gì, thật sự là tại tâm hổ thẹn a. Sở cô nương, nếu là ngài hiểu biết chính xác khuyển nhi bỏ mình chân tướng, mong rằng cáo chi, lão phu ở chỗ này lễ độ.
nói, Mạnh Hạo Đông đã là hướng Sở Khuynh Thành thật sâu bái hạ, cực kỳ khiêm cung. Sở Khuynh Thành giật mình, vội vàng đỡ dậy, không dám, tiền bối chiết sát tiểu nữ tử. Chỗ nào, đây là cô nương nên thụ chi lễ. Nếu là khuyển nhi oan tình có thể giải tội, lão phu tự nhiên đợi cô nương như ân nhân quỷ bái. Trên mặt một mảnh chân thành tha thiết, thậm chí trong mắt của hắn đều xuất hiện cầu xin nước mắt. Thật sâu liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành tỉ mỉ suy nghĩ lên. Nếu không phải sớm đã biết bọn họ mục đích, thì phen này tình chân ý thiết biểu diễn, nàng không phải bị cảm động ào ào không thể. Nhưng dù vậy, trong nội tâm nàng rõ ràng hết thảy tình huống dưới, đối mặt tình cảnh này, một trái tim vẫn như cũ có chút xúc động. Cái này tình phụ tử, sẽ không có giả đi. Tuy nhiên coi như thế, chính mình đối với hắn có sơ qua đồng tình, nhưng việc quan hệ trác phàm, nàng cũng tuyệt đối không thể tiết lộ. Ách! Bỗng nhiên, Mạnh Hạo Đông che trái tim vị trí, bỗng dưng thân thể một ngã, liền soạt một chút ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sở Khuynh Thành thấy một lần, càng kinh hãi hơn, vội vàng đi vào bên cạnh hắn nói, tiền bối, ngài. Ngài làm sao? Sở cô nương, ta không được, người có thể đáp ứng ta một việc sao? Từng ngụm thở hổn hển, Mạnh Hạo Đông bỗng nhiên run rẩy lên. Không rõ nội tình, Sở Khuynh Thành chặn lại nói, ngài nói. Chính là, cái này, tặng cho ngươi. Nói, Mạnh Hạo Đông trong tay chợt liền xuất ra một cái chớp động lên hào quang năm màu vòng ngọc đến, đưa lên, không lưu loát nói, đây là thu từ Hải Uyên Thâm Lâm cổ hoa ngọc. Trên trăm vạn năm, mới có thể thành một khối. Có khai linh trí, đột phá tăng cường thần hồn lực lượng hiệu quả. Cho dù là tư chất lại thấp người, có này ngọc kề bên người, cũng có thể thành công tu đến thánh giả hàng ngũ, bảo bối vô cùng. Mi mắt nhẹ nhàng run run, Sở Khuynh Thành càng lộ vẻ kinh dị, ta nghe nói cái kia Hải Uyên Thâm Lâm tiếp giáp hải linh thú cùng phi điểu linh thú giao giới, có nhiều cấp 12 cùng cấp 11 linh thú khắp nơi, liền xem như thánh giả cũng không dám nhẹ nhập, thứ này từ đâu mà tới, thực sự quá chân quý. Đúng vậy a, xác thực chân quý. Thật sâu hút khẩu khí, mới có rất nhỏ khí lực giống như, Mạnh Hạo Đông tiếp tục nói, chỗ đó linh thú đối với cái này vật thế nhưng là nhìn đến rất là khít đâu. Dù sao khai linh trí, liền đại biểu bọn họ có thể tiến giai, sao có thể tùy tiện khiến người ta cầm lấy đi. Đây là lần trước Thất Thánh Sơn cứng rắn xông vào, tổn thất nặng nề, mới đến một chút chiến lợi phẩm, bây giờ thì tặng cho ngươi. Cái kia càng không được, như thế hy hữu chi vật, ta há có thể lấy không? Chính là bởi vì chân quý, mới càng phải đưa ngươi, coi như là ta thay Phong Nhi đưa tiễn đi. Khụ khụ khụ, ngăn không được ho khan lên. Phun ra liên tiếp đỏ thấm, Mạnh Hạo Đông càng thấy suy yếu, ngươi không biết, ngọc này vòng tay ta là dự định đưa cho Phong Nhi tương lai nàng dâu gia truyền chi vật, đã Phong Nhi đã đi, nhưng lại một mực trung tình ngươi, ta liền thay hắn cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Nói, Mạnh Hạo Đông đã là cường ngạnh đeo lên Sở Khuynh Thành trên tay, nhưng Sở Khuynh Thành vẫn như cũ không ngừng dao động cái đầu, không được, ta không thể nhận. Khuynh Thành, ngươi quên gần đến trước. Như thế nào đáp ứng lão phu sao? Nếu như ngươi không thu, lão phu sẽ phải diệt lạc ra. Kít! Thân thể chưa phát giác trì trệ, Sở Khuynh Thành một mặt khó xử, nhưng cũng không dám lại thoát. Thấy tình cảnh này, Mạnh Hạo Đông lộ ra vui vẻ ý cười, sau đó lại liên tục ho khan vài tiếng, thân thể càng thêm suy yếu lên. Sở Khuynh Thành ở một bên, càng là hoảng đến luống cuống tay chân, không biết nên xử trí như thế nào. Có lẽ là nơi này động tĩnh kinh động bên ngoài, rất nhanh hai tên thủ hạ liền một đến xông tới, nhìn thấy Mạnh Hạo Đông như thế bộ dáng, cũng là cả kinh quá sợ hãi, vội vã cúi người xuống tới xem. Sơn chủ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta, khả năng nhanh không được. Khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Mạnh Hạo Đông vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành khoát tay một cái nói, Khuynh Thành, ngươi bây giờ có thể đi. Đi. Đúng vậy a. Tâm nguyện ta đã, ngươi có thể đi. Lộ ra đột nhiên nụ cười, Mạnh Hạo Đông trong mắt lóe nước mắt, từ khi Phong Nhi đi, ta chỉ có hai cái tâm nguyện, một là tra ra Phong Nhi nguyên nhân cái chết, báo thù cho hắn, hai cũng là đem ngọc này vòng tay, thay Phong Nhi đeo lên cho ngươi. Càng cái này cái thứ hai tâm nguyện, trọng yếu nhất, bởi vì đây là ta giúp Phong Nhi hoàn thành. Bây giờ, ta trong lòng cũng không thẹn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Mạnh Hạo Đông vui vẻ cười cười. Hai con ngươi hơi rủ xuống, đã là sắp qua đời cảm giác. Cái kia hai người thủ hạ gặp, càng là kêu to liên tục,
thương tâm rơi lệ, sơn chủ, người không thể cứ như vậy đi à. Tiền bối, người tỉnh. Vội vã lung lay hắn, Sở Khuynh Thành không hiểu nhìn về phía hai người kia nói, tiền bối không phải thánh giả đỉnh phong sao. Làm sao lại thoáng cái suy yếu như vậy? Liếc nhìn nhau, hai người kia thở dài nói, ai, cô nương có chỗ không biết, từ từ thiếu chủ qua đời, sơn chủ liền lo lắng, sầu não uất ức, buồn bã giận gặp nhau phía dưới, luyện công xảy ra sự cố, hết gây nên trong lòng tích tụ không rời, tâm ma quấn thân. Tâm bệnh còn phải tâm dược y, đan thạch dược vật đã không trị. Coi như thánh giả đỉnh phong lại như thế nào, trong lòng vô sinh độc, liền cách cái chết không xa. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Mạnh Hạo Đông ánh mắt, tràn đầy xót thương. Tuy nhiên người này có khi hung hãn, nhưng kết thân nhi lại là thật tình chân ý thiết a. Sơn chủ bây giờ qua đời, thật không biết đệ lục thánh sơn sẽ trở thành bộ dáng gì. Trong môn phân tranh, lại sẽ tạo thành nhiều ít sinh linh đổ thán. Nếu như có thể lời nói, chúng ta đều nguyện ý thay sơn chủ đi chết a. Nước mắt khóc ào ào. Cái kia hai người thủ hạ khóc nức nở hai tiếng, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, cô nương, sơn chủ trước khi lâm chung nói để ngài xuống núi. Ta cái này đi an bài một chút, để ngươi cùng Lạc công tử cùng rời đi nơi đây. Sau đó chúng ta muốn vì sơn chủ làm tang sự, liền không tiện tiễn khách. Cảm thấy do dự, Sở Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói, không cần quá gấp, ta muốn lưu lại đưa tiền bối đoạn đường. Thế nào, sơn chủ bắt Sở cô nương lên núi. Cô nương không hận sơn chủ sao? Ta vì cái gì hận hắn? Từ đầu đến cuối, hắn đối với ta cũng không tệ, thậm chí hắn như bây giờ đi qua, ta trong lòng vẫn là có chút đau thương. Nói như vậy, ngài không muốn sơn chủ hắn chết. Đương nhiên, thở dài một hơi, Sở Khuynh Thành một mặt buồn bã nói đến, hắn cũng coi như người tốt, vì nhi tử chết có thể thương tâm đến tình trạng như thế, cũng là rất khiến người ta xót thương. Nếu là có thể lời nói. Ta thật nghĩ cứu hắn nhất mệnh. Nhìn lẫn nhau, hai người thủ hạ âm thầm gật đầu, sau đó nói, cô nương nếu có phần này tâm lời nói, không ngại thử một lần, có lẽ ngài tưởng niệm cùng thiện tâm, sẽ để cho sơn chủ khôi phục đâu. Dù sao tại sơn chủ tâm lý, một mực đem ngươi trở thành con dâu nhìn, không có nhi tử, ngài cũng là trong lòng hắn chân quý nhất người. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không đem cái này đệ lục thánh sơn đến cao bảo vật tặng cho ngươi. Nhìn một chút trên tay vòng ngọc, lại nhìn hai người liếc một chút, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó liền nắm chắc Mạnh Hạo Đông tay, vận khởi nguyên lực cho hắn chuyển đi. Tiền bối, ngài chịu đựng, tuyệt đối không nên chết a. Không có phản ứng, Mạnh Hạo Đông vẫn không có thức tỉnh. Hai người thủ hạ nhìn lẫn nhau, lại vội vàng nói, Sở cô nương, cố lên, ngươi được. Chỉ cần ngươi có thể giải khai sơn chủ khúc mắc, tỉnh lại hắn ý thức liền tốt. Bình tĩnh gật gật đầu, Sở Khuynh Thành lần nữa hô to, nguyên lực không ngừng chuyển vận lấy, đầu đầy mồ hôi, lại là rất nhanh liền muốn khô kiệt. Hai người thủ hạ một bên nhìn lấy, một trận bất đắc dĩ. Sở cô nương, thực xin lỗi chúng ta giúp không được gì. Sơn chủ một mực đối ngươi người thân nhất, chỉ có ngươi nguyên lực lần A có thể tỉnh lại hắn. Chúng ta sợ chúng ta nguyên lực chuyển đi, hội nghe nhìn lẫn lộn, đưa đến phản hiệu quả. Dù sao sơn chủ đây là tâm bệnh. Cũng không phải là thân thể bị thương. Ta minh bạch, gắt gao cắn răng, Sở Khuynh Thành hết sức chuyển vận, nhưng là các loại sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp, vẫn là không có cái gì chứng dùng. Cái kia hai người thủ hạ gặp này, cũng là khẩn trương, tiếp tục cổ vũ, Sở cô nương, ngươi nhất định muốn toàn tâm toàn ý cứu chữa A, ngài thực tình, nhất định sẽ tỉnh lại sơn chủ, cố lên. Hung hăng gật đầu, Sở Khuynh Thành đều mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng nguyên lực đều đã khô kiệt. Không chút nào không có bất kỳ phản ứng nào. Sau cùng lạch cạch một tiếng, Sở Khuynh Thành mệt mỏi ngã xuống đất ngất đi. Bên cạnh hai người kia gặp này, chưa phát giác sững sờ, sau đó cùng nhau bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Mạnh Hạo Đông nói, sơn chủ, nàng hết sức, nhưng dường như đồ vật cũng chưa hề đi ra. Ai, xem ra nếu không phải cực hạn lời thật lòng, vật kia là sẽ không xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt chợt hồng nhuận, Mạnh Hạo Đông hai con ngươi vừa mở. Bắn ra hai đạo lãnh quang, ngồi dậy, nhìn về phía một bên Sở Khuynh Thành, hai nắm tay không được nắm lại, cắn răng nói, ta đã sớm nói, để Phong Nhi cùng với nàng yêu địa chết đi sống lại, lại giả chết dẫn suốt cái kia đồ chơi, tất nhiên mã đáo thành công. Giờ có khỏe không, coi như nhà đầu này lại nghĩ cứu ta,
cũng còn chưa tới thành tâm thành ý dùng tính mạng mình cứu ta cấp độ, vật kia làm sao lại đi ra? Hừ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai người không lời nào để nói. Không kiên nhẫn phất phất tay, Mạnh Hạo Đông đứng lên, trước đem nàng an trí nghỉ ngơi, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Còn có, người đi Lạc Gia đi một chuyến, nhìn cái kia Trác Phàm phải chăng trở về. Nghe nói hai người bọn họ yêu chết đi sống lại, có phải có thể sử dụng tiểu tử kia đem vật kia bước đi ra đâu? Sơn chủ, nếu là sợ cô nương vì tiểu tử kia đem đồ vật lấy ra, nhưng lại chạy đến tiểu tử kia thể nội, chúng ta chẳng phải phí công nhọc sức. Đần độn, người không biết tay mắt lanh lẹ, thừa dịp đồ vật vừa ra, còn không có tiến vào trong cơ thể người khác trước đoạt tới a. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mạnh Hạo Đông mắng chửi lên tiếng. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, một tiếng tràn đầy mỉa mai chế giễu lại là đột nhiên vang vọng tại mọi người bên tai, ha ha ha. Nghĩ đến đế cảnh đại đạo, bằng các ngươi còn kiến hôi chi đồ, cũng xứng sao? Người nào, trong mắt ngăn không được co rụt lại, Mạnh Hạo Đông hét lớn một tiếng. Oanh! Không có trả lời, trên 9 tầng trời, một đạo mạnh mẽ kiếm cương đột ngột đến giáng xuống, chỉ là trong nháy mắt, Mạnh Hạo Đông còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt nổ tung thành tứ phân ngũ liệt, hóa thành bột mịn. Cường đại kiếm khí phong bạo đột ngột đến chuyển một cái, Mạnh Hạo Đông cùng hai người thủ hạ nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cho nên ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Chờ phong bạo lắng lại, thả mắt nhìn đi, lại chính gặp mặt trước hết thảy đã san thành bình địa, không có một ai. Bờ môi nhịn không được hung hăng run run, Mạnh Hạo Đông cứng ngắc cổ ngẩng đầu nhìn một chút, trống rỗng, lại chuyển hướng bốn phía, cũng là không hề phát hiện thứ gì. Bỗng dưng, hắn toàn bộ thân thể đều đang rung động lên. Cao thủ, trước đó chưa từng có cao thủ. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió lên, nghe đến động tĩnh Thánh Sơn những cao thủ cùng nhau đi tới nơi này, nhìn thấy Mạnh Hạo Đông liền vội vàng đi vào trước mặt hắn, hỏi han ân cần, Sơn chủ, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Đầu lưỡi đều có chút thắt nút, Mạnh Hạo Đông trầm ngâm một chút, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng xông ra đám người, nhìn về phía cái kia một mảnh vùng đất hoang vu, tại phế tích bên trong tìm kiếm nửa ngày, mới cả kinh nói, người đâu, Sở Khuynh Thành nàng người đâu. Cái kia hai người thủ hạ nhìn chung quanh một chút, khom người cúi đầu, Sơn chủ, có thể hay không bị vừa mới một chiêu kia cho miểu sát? Không có khả năng, vừa mới một chiêu kia ý tại che lấp chúng ta tầm mắt, cũng không giết người chi ý, nếu không ba người chúng ta, từ lâu chết không có chỗ chôn. Mi mắt nhẹ rung, Mạnh Hạo Đông một mặt chỉnh trọng nói. Không khỏi sững sờ, vừa chạy đến người còn không rõ ràng cho lắm, không khỏi khom người hỏi, xin hỏi Sơn chủ, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có người, đến Thánh Sơn đem Sở Khuynh Thành cứu đi. Hai con người suýt híp mắt, Mạnh Hạo Đông cơ hồ là cắn răng nói, nhưng là thanh âm lại dị thường không lưu loát, thậm chí còn có ghi hoảng sợ giống như. Bọn người nghe, cũng là giật nảy cả mình, có càng là khó có thể tin quát ầm lên, cái này sao có thể? Chúng ta Thánh Sơn thủ vệ nghiêm mật, coi như Thánh Sơn thánh giả muốn tiến vào, cũng tuyệt không có khả năng như thế vô thanh vô tức đi vào. Làm sao người này tới đây, chúng ta hội không có chút nào phát giác. Mà lại lớn nhất kỳ quặc là, hắn thế mà ngay trước Sơn chủ mặt cướp người, còn lại một chút biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy a, người này quả thật là đáng sợ, hiếm thấy trên đời. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Mạnh Hạo Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, kiêng kỵ nói, tại ta Thánh Sơn còn có thể đến vô ảnh, đi vô tung, đối với bản tọa ba người đều có thể tùy ý trêu đùa. Không cần đến lấy tánh mạng. Người này thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ nói, con ta cũng là bị hắn giết, hắn vì, cũng là nha đầu thể nội đồ vật. Liếc nhìn nhau, mọi người tất cả đều mộng vòng, Sơn chủ, người này nếu là thật sự cường đại như thế, thiếu chủ kia thù chẳng phải là. Hiện tại còn nói gì thù không thù. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Mạnh Hạo Đông vừa đỡ cái trán, sâu đến tóc đều nhanh biến trắng, hiện tại mấu chốt là. Cùng như thế một cái cao thủ thần bí nhìn lên cùng một kiện đồ vật, chúng ta có thể giành được qua sao? Mà lại, thánh vực lúc nào xuất hiện mạnh như thế tu giả? Thật là khiến người bất ngờ a. Dao động cái đầu, Mạnh Hạo Đông ai thán cúi đầu. Bọn người cũng là đầy mặt vẻ u sầu, ngăn không được đắng chát lên, đối tiền đồ tràn đầy mê mang.
Sở Khuynh Thành bảo bối này bọn họ chằm chằm trăm năm, kết quả gần chạy ra như thế một cái thần bí nhân vật, tùy tiện liền đem cái kia bảo bối bắt đi, thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Cùng một thời gian, cái kia tối tăm trong mật thất, Lạc Vân Hải suy yếu bị đóng ở trên thập tự giá, hơi thở mong manh. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia cẩn trọng cửa sắt bị một chân đá văng. Lạc Vân Hải giật mình, dương mắt nhìn lên, lại là nhất thời đại hỉ, Trác đại ca, ngươi rốt cục đến. Xuyệt, đừng nói chuyện, chúng ta tới cứu ngươi. Làm ra cái im lặng thủ thế, Trác Phàm cùng kiếm đồng lập tức tới đến Lạc Vân Hải bên người, nhanh gọn đem bén nhọn cây đinh rút ra, xuất ra một khỏa liệu thương đan cho hắn ăn vào, mới nói, Khuynh Thành đây, nàng ở đâu? Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải một mặt mê mang, không rõ ràng, chúng ta tới đến ngọn thánh sơn này về sau, liền bị phân biệt giam giữ. Bất quá ta nghĩ, bọn họ không biết đối Khuynh Thành tỷ thế nào, người yên tâm tốt. Ta biết, bọn họ đối Khuynh Thành có ý đồ, đương nhiên sẽ không theo đúng ngươi một dạng. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ Lạc Vân Hải cánh tay, trong mắt lóe lên từng đạo ngoan lệ, vất vả, huynh đệ. Có điều rất nhanh, đại ca thì báo thù cho ngươi, để bọn hắn gấp 10 lần hoàn lại. Mỉm cười, Lạc Vân Hải gật gật đầu. Tuy nhiên Trác Phàm bây giờ nhìn lại khẩu khí có chút lớn. Đây chính là Thánh Sơn, cao thủ như mây, ngươi làm sao cho bọn hắn nhan sắc nhìn. Coi chừng mình bị phát hiện, chặt thành bùn nhão. Bất quá nhiều năm như vậy, Lạc Vân Hải lại là một mực tin chắc người đại ca này, chỉ cần hắn dám nói thế với, thì nhất định có nắm chắc, mặc kệ đối thủ là ai. Đem trọng thương Lạc Vân Hải cõng lên người, Trác Phàm ra hiệu kiếm đồng phía trước dò đường, hành động điểm nhẹ, khác đả thảo kinh xa, coi như muốn tìm đám lão gia này động thủ. Cũng phải khi tìm thấy Khuynh Thành, bảo đảm an toàn tình huống dưới mới được. Ta biết lão cha, người hành động tác phong ta minh bạch, tuyệt không để trên tay bọn họ có bất kỳ chúng ta tay cầm. Bình tĩnh gật gật đầu, kiếm đồng biểu thị không sai. Lạc Vân Hải nghe, lại là hơi nghi hoặc một chút, Trác đại ca, một canh giờ trước các ngươi không phải đã tạo ra rất đại động tĩnh sao? Làm sao còn không đả thảo kinh xả a? Ta đoán chừng hiện tại, sớm đã quần xà xuất động. Một canh giờ trước, lông mày nhíu lại, Trác Phàm một mặt hiếm lạ, ta cùng kiếm đồng hai người vừa mới đến mà thôi, một canh giờ trước chúng ta còn tại ở ngoài ngàn dặm đây, sao có thể ở chỗ này làm ra động tĩnh? Nói như vậy, lúc đó rung mạnh không phải là các ngươi làm. Dĩ nhiên không phải, ta Trác Phàm giống lỗ mãng như vậy người sao? Hai người các ngươi đều không cứu ra, ta một gây sự chẳng phải cản tay xiết đuôi. Mí mắt nhẹ nhàng nâng nhấc. Trác Phàm nhưng lại là giật mình, a, đúng a, cái này thời điểm trừ chúng ta, ai còn dám tại Thánh Sơn gây sự? Là trong bọn họ đấu sao? Trong lòng hồ nghi, Trác Phàm nhìn về phía kiếm đồng. Suy nghĩ một chút, kiếm đồng lại là lắc lắc đầu nói, không thể nào, nội đấu bọn họ đem phòng ngự trận đều rút lui. Ta còn kỳ quái đây, đường đường Thánh Sơn liền phòng ngự trận pháp đều không có, cũng quá khinh thường a, người khác không dám công ngươi nơi này sao? Thì ra là có ngoại địch xâm nhập, sớm đã sớm phá a. Hắc hắc hắc, lão cha, chúng ta lần này vận khí thật tốt, còn có người thay chúng ta đánh tiên phong. Không phải vậy lời nói, chúng ta cùng nhau đi tới, liền cái tuần tra đều không có, không nên quá thuận lợi a. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai làm đâu? Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc vẫn như cũ không giảm, tại toàn bộ thánh vực bên trong, có gan đồng thời có năng lực cùng Thánh Sơn là địch. Cũng không có bao nhiêu người a. Này, người quản hắn như vậy nhiều làm gì? Dù sao hiện tại ngọn Thánh Sơn này loạn, chúng ta có thể thừa cơ cứu người. Gật gật đầu, Trác Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, nói đúng, tranh thủ thời gian tìm tới Khuynh Thành, sau đó chúng ta liền lại tránh lo âu về sau. Cái này đệ lục Thánh Sơn, cũng nên cho ta theo thánh vực biến mất, hừ. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm lập tức lưng cõng Lạc Vân Hải rời đi. Kiếm đồng thì là hộ vệ ở bên. Có thể là vừa vặn ra mật thất, còn đi chưa được mấy bước, hét lớn một tiếng lại là đột ngột đến truyền vào ba trong tai người, các ngươi là ai, dám kiếp tù. Là cái hoàng giai, mà lại là cái đỉnh phong. Không để ý đến người kia, Trác Phàm cùng kiếm đồng liếc nhìn nhau, một người một câu về sau, cùng thì lộ ra một đạo nụ cười quỷ quyệt tới. Ngay sau đó, siêu một tiếng, kiếm đồng nhất thời lóe lên một cái. Hóa thành một đạo ánh đen, trong nháy mắt xuyên qua cái kia người thân thể. Một tiếng ầm vang, liền đem hắn đụng thành tứ phân ngũ liệt.
vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Kiếm Đồng khinh thường nói, hiện tại Hoàng Giai tu giả tại bản thiếu gia trước mặt sớm đã không đáng chú ý, thế mà còn dám hô to gọi nhỏ cản chúng ta đường. Thật là muốn chết, hừ. Lớn mật. Thế mà đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, tiếp lấy liền nghe từng trận tiếng rít qua, mấy trăm đạo cường giả khí tức đột ngột đến xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trác Phàm thấy một lần, sắc mặt hơi trầm xuống, chưa phát giác khẽ cắn môi, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đều là thánh giả tu vi. Ngọn thánh sơn này, quả nhiên là long đàm hổ huyệt, nhiều như vậy thánh giả a. Lão cha, làm sao bây giờ, lao ra, vẫn là diệt bọn họ. Một cái lắc mình, lại trở lại Trác Phàm bên người, Kiếm Đồng nhỏ giọng nói. Mí mắt chưa phát giác nhảy nhót, Trác Phàm suy nghĩ chốc lát, khó có thể lựa chọn, lão tử tới đây, chính là muốn diệt bọn họ, lớn mạnh ta uy danh. Nhưng là bây giờ Khuynh Thành không tìm được, không dám phóng đại chiêu a. Nếu không, trước lao ra lại nói. Vậy chỉ dùng lão cha thánh thân, còn có ta ma kiếm hợp lực, tin tưởng bọn họ ngăn không được chúng ta. Không sai gật đầu, Kiếm Đồng đề nghị. Thở sâu, Trác Phàm đáp ứng, toàn thân hắc khí cũng đang dần dần tiêu tán đi ra, là muốn dự định thả ra thánh thân. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại công lực, cùng một đám thánh giả quần ẩu, chỉ sợ bị bọn họ hao tổn chết ở chỗ này. Nhưng là muốn giết ra một đường máu đào tẩu, nhưng cũng không phải việc khó. Thế nhưng là ngay tại lúc này, một người hảo chết không chết địa đứng ra, hét lớn một tiếng, nói ra một câu quyết định toàn bộ đệ lục thánh sơn vận mệnh khoác lác, các ngươi là ai? Vừa mới có phải hay không các ngươi đem Sở Khuynh Thành nha đầu kia bắt đi? Nói. Cái gì, Khuynh Thành đã không ở nơi này. Chưa phát giác trì trệ, Trác Phàm nhất thời minh bạch cái gì. Xem ra là có người sớm đến đem Khuynh Thành cứu đi, tuy nhiên không biết người kia là ai, mục đích vì sao, nhưng chỉ có một điểm sáng tỏ không sai, cũng là Khuynh Thành không ở nơi này, hắn có thể không hề cố kỵ địa xuất thủ, đại sát tứ phương. Nghĩ tới đây. Trác Phàm lại nhìn xem phía trước người kia cười nói, ngươi là người phương nào, vừa mới nói thế nhưng là sự thật. Bổn tọa cũng là đệ lục thánh sơn sơn chủ, Mạnh Hạo Đông. Dương dương đầu, Mạnh Hạo Đông quát to, vừa mới bắt đầu ngày mới phía trên một đạo kiếm cương rơi xuống, đem giam giữ Sở Khuynh Thành gian phòng kia san thành bình địa, người cũng không thấy, có phải hay không các ngươi làm. Vẫn là nói, các ngươi biết tình huống như thế nào. Nói. Con người hai bên đi loanh quanh, Trác Phàm sửa sang lấy tin tức, một chút, cuối cùng minh bạch hết thảy, cười nhạt nói, xin lỗi, chúng ta không biết vừa mới nơi này phát sinh cái gì. Chúng ta chỉ là tới đón hồi nhà ta gia chủ mà thôi. Gia chủ. Lông mày nhíu lại, Mạnh Hạo Đông nhìn Trác Phàm sau lưng Lạc Vân Hải liếc một chút, cảm thấy nhất thời minh bạch tất cả, há, thì ra là thế, các ngươi là Lạc gia. Hừ, thật to gan a, chỉ là một cái hoàng vực gia tộc. Lại dám chạy đến ta Thánh Sơn cướp người, không sợ diệt tộc chi họa sao? Diệt tộc, hừ hừ hừ. Nhếch miệng lên, Trác Phàm ngăn không được cười to lên, chỉ sợ cái kia lo lắng kết cục này, không phải chúng ta Lạc gia, mà là các ngươi đệ lục Thánh Sơn đi. Chưa phát giác hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi người nhìn về phía Trác Phàm cái kia rầm rĩ khuôn mặt, lại là tất cả đều ngây người. Quá ít khoảnh, mới ngăn không được cùng nhau cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vẻ châm chọc. Từ cổ chí kim, qua nhiều năm như vậy, dám hướng Thánh Sơn phát ra như vậy khiêu khích, Trác Phàm vẫn là thứ nhất. Cho dù là Mạnh Hạo Đông, cũng là nhịn không được cười mắng, người đến tột cùng là nơi nào đến tạp chủng, tốt không biết trời cao đất rộng, dám thả này hùng biện. Dễ nói, tại hạ Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm là vậy. Cái gì, người chính là cái kia Trác Phàm. Lời nói trì trệ, Mạnh Hạo Đông lần nữa trầm ngâm xuống tới. Tỉ mỉ dò xét Trác Phàm rất lâu, mới lại quát lạnh nói như vậy, người chính là cái kia cùng Khuynh Thành kéo không rõ ra hỏa đi. Như vậy vừa mới Sở Khuynh Thành bị người cướp đi, đến tột cùng theo ngươi có quan hệ hay không? Hừ hừ hừ, mặc kệ có quan hệ hay không, đều với ngươi không quan hệ. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lưng cõng Lạc Vân Hải một bước chân, bay thẳng 9 ngày, một đống người chết, không cần thiết biết nhiều chuyện như vậy. Mí mắt chưa phát giác nhẹ nhảy, mọi người thấy Trác Phàm nhất phi trùng thiên bộ dáng, không khỏi sững sờ. Làm sao, hắn không phải liền thiên huyền cảnh đều không đạt tới con kiến hôi sao? Làm sao sẽ bay lên trời, còn bay nhanh như vậy? Qua một trận, bọn họ mới phản ứng được, tiểu tử này có trá. Bên trong một cái lớn tuổi lão giả càng là mắng to một tiếng, đồng dạng một bước bước,
bay thẳng 9 tầng trời, trong nháy mắt thì đuổi theo, đồng thời thân thể lắc một cái, nhưng gặp kim quang bốn phía, một cái toàn thân cao thấp bao vây lấy 12 mặt thuẫn bài 100 trượng cự thân, liền một đến xuất hiện giữa thiên địa, lại là vị thánh cảnh trung kỳ cao thủ. Nói khoác mà không biết ngược, tìm ta đệ lục thánh sơn Dương Oai, còn muốn dễ dàng như vậy rời đi. Không dễ dàng như vậy, lão phu hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, hai người chúng ta đến tột cùng ai là người chết. Hừ hừ, vậy liền để ngươi xem cho rõ đi. Suy cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, cũng là thân thể hung hăng lắc một cái, nhưng gặp hắc khí lượn lờ, xông thẳng tới chân trời. Bất quá giây lát công phu, một cái 100 trượng thân cao, toàn thân phủ đầy sát khí màu đen cự ảnh, liền một xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, uy phong hiển hách, khí thế mãnh liệt. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau kinh hãi, làm sao? Hắn cũng là thánh cảnh cao thủ, cái này sao có thể? Một cái đến từ hoàng vực tiểu tử, là như thế nào nắm giữ đột phá thánh cảnh pháp môn? Nói như vậy, đột phá cao các loại cảnh giới, trừ chính mình ngộ tính, tư chất bên ngoài, công pháp cũng là 10 phần quan trọng. Mà đột phá thánh cảnh, tối thiểu nhất cũng muốn thiên giai công pháp. Có thể loại công pháp này, Thánh Sơn sớm đã lũng đoạn. Bởi vậy, hoàng vực có thể ra một cái thánh giả, tỷ lệ là tương đương tiểu. Trừ phi là có đại trí tuệ, đại ngộ tính người, tự ngộ pháp môn, sáng chế thiên giai công pháp mà không thể được. Đồng thời, một khi xuất hiện người như vậy, thất Thánh Sơn đều sẽ đại thêm mời chào. Có người nguyện ý thêm vào, có người không muốn, thì vẫn như cũ là nhàn vân giã hạc, thất Thánh Sơn cũng không thèm quan tâm. Dù sao, nhàn tản thánh giả thưa thớt, không tạo thành cái gì đại uy hiếp. Những cái kia thánh giả, cũng sẽ không đần độn cùng thất Thánh Sơn là địch, mọi người cũng liền bình an vô sự, hòa thuận vui vẻ. Nhưng là bây giờ, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này dã tâm bừng bừng, không những ở hoàng vực mất quyền lực ba vị Thánh Sơn đệ tử quyền lực, còn vụng trộm đi vào bọn họ Thánh Sơn cướp người Lạc gia quản gia Trác Phàm, lại cũng là một vị thánh giả, cũng không phải là trong truyền thuyết hiếu gà. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đã lộ ra trần trụi sát ý. Một vị thánh giả cao thủ, nếu là an tâm làm một cái nhàn vân giã hạc cũng liền thôi, lại vẫn cứ muốn cùng Thánh Sơn đối đầu, vậy liền tuyệt đối không thể lại lưu. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo Đông hét lớn một tiếng, ra lệnh, Lỗ trưởng lão, giết hắn. Đúng, Sơn chủ, cười khẩy, cái kia Lỗ trưởng lão lộ ra tương đương tự tin, còn lại mọi người thấy, cũng là lộ ra chế nhạo nụ cười. Dù sao, bây giờ hai người thực lực là đầu hói trên đầu con giật, rõ ràng sự tình, thánh giả trung kỳ đối tiền kỳ, Lỗ trưởng lão thắng định a, thế mà. Ma long ngút trời. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm cảm thấy âm thầm lẩm bẩm một tiếng, hắn cái kia màu đen cự thân ở ngực cái kia long đầu, liền giống như mũi tên rời cung, bỗng nhiên lao ra. Oanh! Khủng bố nổ đùng, rung khắp thương khung, chỉ bất quá sát cái kia công phu mà thôi. Cái kia Lỗ trưởng lão còn không có kịp phản ứng, có lẽ là căn bản không có coi Trác Phàm là chuyện, buông lỏng cảnh giác, đúng là ngay cả nhúc nhích cũng không, liền bị cái kia màu đen cự long một cái dồn sức đụng, trực tiếp mặc nát thánh thân lồng ngực, phá vỡ một cái ngàn mét vuông hang lớn. Liền cái kia cự thân trước che chở 12 mặt kim sắc cự thuẫn, cũng trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán vô tung. Phốc, một đạo đỏ thẫm máu mũi tên phun ra, Lỗ trưởng lão sắc mặt nháy mắt trắng bệch xuống tới. Nương theo lấy thánh thân ầm ầm một đạo tiếng vang vỡ vụn, suy yếu thân thể cũng như diều đứt dây giống như rơi xuống. Lỗ trưởng lão, cảm thấy chưa phát giác hoảng hốt, mọi người cùng nhau kêu to, đồng thời đáy lòng 10.000 đầu thảo nê mã phong tuôn ra phi nước đại, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi lấp lóe. Cái này Lỗ trưởng lão rõ ràng tu vi so tiểu tử kia cao, còn là tu luyện thánh sơn công pháp chí cao, làm sao có thể nhanh như vậy thì thua với một cái côn đồ đâu. Coi như tiểu tử kia ngộ tính cao, tìm hiểu ra đột phá thánh cảnh công pháp, cũng không có khả năng so thánh sơn hàng trăm hàng ngàn vạn năm tích lũy xuống công pháp càng cao a, như thế nào chênh lệch to lớn như thế. Giống. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng trong lòng hồ nghi, một đạo long ngâm giống to đã là lần nữa vang vọng thương khung. Tại Lỗ trưởng lão cái kia kinh khủng ánh mắt bên trong, đầu kia hắc long một cái chuyển hướng, ngoác ra cái miệng rộng. Bỗng dưng liền đem cái kia phiêu diêu thân thể một miệng nuốt vào. Sau đó cái kia cự long lại trở lại Trác Phàm thánh thân trên ngực, giữ tợn long đầu, lộ ra cực kỳ tà dị. Không phải ở giữa, miệng rồng bên bờ còn có hắc khí toát ra,
phảng phất vừa mới cái kia lỗ trưởng lão cho cốt giống như. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cùng nhau cảm thấy run lên, lưng bốc lên hàn khí. Thật bá đạo thánh thân, trước đây chưa từng gặp. Mạnh Hạo Đông gặp này, cũng là mi mắt hung hăng run rẩy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp lấy một bước chân, một đến bay đi lên, theo toàn thân sấm sét nổ vang không ngừng, một đạo sau lưng người khoác 12 thanh cự kiếm kim cương chi thân, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vù vù, không chần chờ chút nào, Mạnh Hạo Đông từ phía sau lưng quất ra hai thanh lôi kiếm, đã là cấp tốc hướng Trác Phàm bổ tới. Điện quang rung động, sấm sét nổ vang, khí thế phi phàm. Gào to, sơn chủ tự mình chỉ giáo, là muốn lấy lại danh dự sao? Mi mắt hơi nhíu, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, bất quá đáng tiếc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ma long ngút trời. Giống, lần nữa một đạo long ngâm nổ tung thương khung, cái kia cự đại hắc long lại một lần theo Trác Phàm cự thân ở ngực bay ra, bay thẳng Mạnh Hạo Đông đầu bay đi, chớp mắt là tới. Đụng. Thế nhưng là lần này, Mạnh Hạo Đông lại sớm đã có cảnh giác, một cái lôi kiếm hung hăng hướng về phía trước chặn lại, nhất thời chống chọi cái kia hắc long hung mãnh. Đồng thời một cái khác lôi kiếm, một kiếm chém ra. Phạch một cái kia hắc long long thân lúc này bị một chém làm hai, hóa thành cuồn cuộn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Trác Phàm cự thân cũng là hung hăng run run, hướng về sau không tự giác địa thối hai bước, tựa hồ bị một số trọng thương. Có điều rất nhanh. Trác Phàm cự thân ở ngực liền lại hiện ra cái kia hắc long long đầu đến, nhưng là Trác Phàm sắc mặt lại là khách quan lúc trước nghiêm túc rất nhiều, hừ hừ, không hổ là thánh giả đỉnh phong cao thủ, xác thực cùng vừa mới người kia hoàn toàn khác biệt. Nói vớ vẩn nói ít, để mạng lại. Không có không trì trệ chỗ, Mạnh Hạo Đông thừa thắng truy kích, hai đạo lôi kiếm trên không trung vung vẩy, hóa thành từng đạo ánh chớp lấp lóe, bất quá mấy hơi công phu, đã là hơn ngàn đạo kiếm quang xẹt qua trước người. Trác Phàm chỉ huy thánh thân một bên trốn tránh, một bên lui lại. Nhưng là các loại kiếm quang dừng lại, thân thể trệ ở lúc. Rắc rắc rắc, mấy chục đạo phá nát âm thanh bên tai không dứt, Trác Phàm cái kia màu đen cự thân phía trên đúng là có mảng lớn khôi giáp ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành hắc khí, tiêu tán vô tung. Thánh thân bên trong Trác Phàm, cũng là thân thể lắc một cái, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo đỏ thẫm đến, lại là bởi vậy bị phản chấn tổn thương. Sau lưng Lạc Vân Hải gặp này, chưa phát giác kinh hãi, quan tâm nói, Trác đại ca, người không sao chứ? Tốt, sơn chủ huy vũ. Dưới đáy mọi người thấy cảnh tượng như vậy, cũng đồng dạng hô to lên, nhảy cẫng hoan hô. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cao hứng, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, vẫn như cũ kinh dị ngưng trọng. Có thể liền tránh sơn chủ tốc độ ánh sáng mấy ngàn kiếm, mới thương tổn mười mấy chỗ, còn không phải là muốn hại, tiểu tử này. Coi là thật. Đồng dạng, Mạnh Hạo Đông cũng minh bạch điểm này, trên mặt nghiêm túc càng sâu. Dù sao, hắn nhưng là đỉnh phong cường giả, đối phương bất quá vừa vào thánh cảnh newbie thôi, theo lý thuyết hắn là miểu sát đối phương. Nhưng bây giờ, hắn mấy ngàn kiếm đều không thể đem đối phương cầm xuống, lại là tương đương chính mình đã thua. Hắn có thể nghĩ đến, nếu là ngang nhau tu vi lời nói, chỉ sợ bị người một chiêu miểu sát, chính là mình. Khó trách vừa mới lỗ trưởng lão chết thảm như vậy, tiểu tử này. Quả nhiên không phải người lương thiện, tuyệt không thể lại sống sót. Trong mắt một đạo hung ác mang lóe qua, Mạnh Hạo Đông một chân bước ra, hai thanh lôi kiếm lần nữa hóa thành đầy trời quang ảnh, hướng Trác Phàm vung chém xuống kín không kẽ hở kiếm ảnh, căn bản lại không đánh trả cùng tránh né khe hở. Song đồng không khỏi hung hăng co rụt lại, Lạc Vân Hải kinh hãi, Trác đại ca. Sơn chủ, giết hắn. Dưới đáy mọi người cũng là cùng nhau đại kêu ra tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm bình tĩnh tỉnh táo, tiếp lấy đột ngột đến hét lớn lên tiếng, ta bội kiếm, đến. Đúng, phụ thân. Hưu. Một đạo tiếng xé gió lên, một mực không có bị người chú ý kiếm đồng, bỗng dưng bay lên không trung, hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm, trong nháy mắt chui vào cự thân bên trong, đi vào Trác Phàm bên người. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo Đông cái kia cuồng bạo kiếm ảnh cũng đã đổ ập xuống hướng Trác Phàm cự thân nện xuống. Ầm ầm. Thế mà, ngay tại lúc này, lay trời sấm sét nổ tung, nhưng gặp một đạo màu đen quang ảnh lóe lên liền biến mất, toàn bộ bầu trời chói mắt kiếm ảnh đã là hô một chút, tất cả đều tiêu tán không thấy. Không khỏi sững sờ, dưới đáy mọi người còn không rõ ràng cho lắm,
nhưng Mạnh Hạo Đông cái kia kim cương cự thân đã là ngăn không được địa lui về phía sau hai bước, răng rắc một tiếng vang nhỏ, giữa hai tay hai đạo lôi kiếm, nhất thời vỡ vụn thành ánh sáng, tiêu tán không thấy. Phốc, một ngụm huyết tiễn bắn ra, Mạnh Hạo Đông sắc mặt hơi hơi trắng bệch xuống tới, một mực không ngừng rung động hai con ngươi dương mắt nhìn lên, lại là chính gặp chẳng biết lúc nào, Trác Phàm cự thân trên tay, lại cũng xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, cùng hắn bản tôn trong tay cầm cái kia thanh giống như đúc. Mà lại, hai thanh kiếm đồng dạng lóe ra đen nhánh hỏa diễm, quỷ dị mà tà ác. Da mặt nhẹ nhàng run run, Mạnh Hạo Đông trong mắt lóe lên một mảnh kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại nặng nề xuống tới. To lớn cánh tay hướng về sau hất lên, lại là hai thanh lôi kiếm giữ trong tay. Giờ này khắc này, mặc kệ đối phương cầm suất cái gì thủ đoạn, đều không quan trọng, đánh thắng mới là quan trọng. Nghĩ như vậy, Mạnh Hạo Đông lần nữa hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Thế nhưng là lúc trước cái kia bi thảm một màn, lần nữa phát sinh. Đối mặt kiếm ảnh đầy trời đập vào mặt, Trác Phàm chỉ là tùy ý mà đưa tay bên trong hắc kiếm trên không trung vạch một cái. Răng rắc, hai tiếng giòn vang, lại hai thanh lôi kiếm trong nháy mắt hủy diệt, tiêu tán vô tung. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngốc, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn trong tay cầm cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm, lại đáng sợ như thế. Phải biết, Sơn Chủ sau lưng 12 thanh lôi kiếm, thế nhưng là tại ngưng luyện thánh thân lúc, lấy thánh Sơn tinh kim quán chú, thiên lôi luyện thể, phương thành hủy thiên diệt địa 12 đi tử kim lôi kiếm, cứng rắn không gì sánh được, có thể so với lục phẩm thánh binh cường độ. Làm sao lại dễ dàng như thế thì bị hủy diệt đây, liền một hiệp đều không qua. Mạnh Hạo Đông đồng dạng không nghĩ ra điểm này, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đôi mắt cũng đang không ngừng nhảy lên. Bất quá, dù vậy, hắn còn không rõ bên trong kỳ quặc, vẫn như cũ đến kiên trì xông về trước. Vốn là a, đi ra đơn đấu, muốn cũng là cái mặt mũi, làm lão đại tôn nghiêm. Nếu không mà nói, bọn họ Thánh Sơn nhiều người như vậy cùng tiến lên, đối phương coi như mạnh hơn, cũng bị vây đánh chết. Hiện tại bọn hắn lỗ trưởng lão bị Trác Phàm giết, hắn ra mặt giải quyết Trác Phàm, vì lỗ trưởng lão báo thù là lần, vì chính mình cái này lão đại tranh giành thể diện mới là lớn nhất đến đóng chặt muốn. Nếu là hắn hiện tại lui, nhưng là phí công nhọc sức. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Hạo Đông hít một hơi thật sâu, một đến ngửa mặt lên trời nhất cử hai tay, giống to lên tiếng, kiếm toái cửu thiên. Đinh đinh đinh, liên tiếp thanh thúy thanh vang liên tiếp, còn lại 8 thanh lôi kiếm liên tiếp không ngừng mà bay về phía không trung, giống như từng cái 9 ngày sấm sét, tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, cũng là như giống như mạng nhện không ngừng lan tràn, từng khúc nứt ra, dường như ngay cả bầu trời đều vỡ vụn giống như. Ngay sau đó, 8 thanh lôi kiếm 1 hóa 2, 2 hóa 4. Rất nhanh toàn bộ bầu trời, liền hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải. Khó có thể tính toán to lớn lôi kiếm, dường như nhắm người mà phệ dã thú, đang chờ tùy thời hướng con mồi đập ra trong tích tắc. Kiếm còn chưa động, nhưng là cái kia khí thế khủng bố, đã tràn ngập toàn bộ Thánh Sơn mỗi một góc. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây chưa phát giác cùng nhau quá sợ hãi, trong mắt chớp động lên hưng phấn ánh sáng. Đây chính là Sơn Chủ tuyệt thế võ kỹ, chiêu này vừa ra, thiên địa biến sắc, sinh linh đổ thán. Cho dù năm đó cùng Long tộc khai chiến, cũng để cho rất nhiều cấp 11 Long Thánh nhóm nghe tin đã sợ mất mật. Mà lại, dạng này chiêu số, cũng chỉ có cái kia đám xuất sinh, mới xứng Sơn Chủ xuất ra bình thường Thánh giả tu giả, cái nào phối tiếp Sơn Chủ cao như thế chiêu. Bởi vậy một chiêu này, Sơn Chủ cũng nhiều năm vô dụng, nghĩ không ra bây giờ còn có thể lần nữa kiến thức đến. Thật khiến cho người ta kích động a. Dưới đáy mọi người, đều là một mảnh vui vẻ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng đầy là khinh miệt cùng mỉa mai, cảm thấy càng là cười nhạo không ngừng. Hừ hừ, lần này tiểu tử ngươi chết chắc, coi như trong tay ngươi kiếm mạnh hơn, đối mặt với không thể đếm hết kiếm mang, lại có thể cản được bao nhiêu. Dù là có một kiếm không có ngăn trở, người bộ này thánh thân liền phải báo hỏng, lưỡng kiếm không có ngăn trở, ngươi liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ba kiếm không có cản, ha ha ha. Còn không phải cái xác không hồn hạ tràng. Bất quá tiểu tử, có thể chết ở Sơn Chủ cái này chuyên môn đối phó Long tộc chí cao võ học phía trên, cũng coi như người tạo hóa, hừ hừ. Mỗi người đáy lòng đều đã liệu định Trác Phàm kết cục, cho dù là Lạc Vân Hải cũng là có phần có chút bận tâm nhìn lấy hắn. Minh bạch khác ý nghĩ,
Trác Phàm quay đầu cho hắn một cái trấn an nụ cười, sau đó vừa nhìn về phía trong tay ma kiếm, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu tà dị, kiếm đồng, thử một chút chiêu kia. Lão cha, cái kia vời chúng ta vừa ngộ đến, còn không có rèn luyện đây, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bảo hiểm một chút đi. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm đồng bất đắc dĩ truyền âm nói. Mi mắt một đầu, Trác Phàm không để bụng, cũng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mới chịu thử mới chiêu. Nếu không cái nào có cơ hội thử mới chiêu uy lực. Chúng ta cần gì phải cùng hắn đọ sức thời gian dài như vậy, chẳng phải luyện tay sao? Tốt ha, vậy liền thử một chút xem sao, không minh thần đồng cùng cái này diệt thế kiếm đạo hợp chiêu. Hít một hơi thật sâu, thân kiếm không khỏi hơi hơi rung động động, trên thân hắc khí càng thêm nồng đậm rất nhiều. Giết! Lúc này, Mạnh Hạo Đông bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ bầu trời lôi kiếm liền giống như điên giống như, lít nha lít nhít hướng Trác Phàm nện xuống. Khủng bố uy áp, càng là làm cho Trác Phàm thánh thân hắc khí, đều tại rừng không ngừng run rẩy lên. Mọi người gặp này, cũng ảo ảo lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Hoàn toàn không để bụng, Trác Phàm chậm rãi giơ tay lên bên trong ma kiếm, cái kia cự thân cũng là theo chân giơ tay lên bên trong cự kiếm. Ông! Một đạo ngâm khẽ vang lên, Trác Phàm cùng cự thân phải đồng tử bên trong, đồng thời sinh ra chín nói vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ 9, không phệ. Diệt thế kiếm đạo, chôn vùi. Trác Phàm cùng kiếm đồng gần như đồng thời kêu lên, sau đó cái kia màu đen bóng người to lớn liền thân thể chuyển một cái, trong tay nắm lấy cự kiếm, đột ngột đến hung hăng hướng bốn phía chuyển một cái. Soạt. Bỗng dưng, chẳng biết tại sao, toàn bộ không gian bắt đầu dần dần bắt đầu vặn vẹo, một cỗ năng lượng quỷ dị, chợt từ Trác Phàm làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra. Dẫn tới không gian xung quanh, cũng là đang không ngừng vặn vẹo, mà lại cái phạm vi này còn đang không ngừng khuếch tán bên trong. Những cái kia lấy hủy thiên diệt địa khí thế đáp xuống, vừa mới tiếp xúc không gian này lôi kiếm, cũng là phát sinh kỳ dị biến hóa. Dường như hoàn toàn không khỏi chính mình giống như, vặn vẹo địa bị không gian này hút vào bên trong. Sau đó phạch một cái, biến mất không còn tăm tích, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện đồng dạng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều lôi kiếm hạ xuống, lại là liền Trác Phàm thân thể ba trượng cũng chưa tới, thì rất là kỳ lạ địa biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong nháy mắt mà thôi, cái kia đầy trời sấm sét, tại hạ xuống một khắc này, tất cả đều vô ảnh vô tung. Trong mắt ngăn không được co lại, Mạnh Hạo Đông chưa phát giác hoảng hốt, đây là có chuyện gì? Bọn người, cũng là hoàn toàn rất là kỳ lạ, một mặt mê vẻ nghi hoặc. Cái kia chín thiên lôi kiếm đây, làm sao lại như thế lặng yên không một tiếng động không, chạy đi đâu, một cái động tĩnh đều không có. À, thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng bên trong kỳ quặc, một đạo quen thuộc kêu sợ hãi đã là lần nữa vang vọng tại bọn họ bên tai. Sợ hãi cả kinh, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào. Mạnh Hạo Đông cái kia cự đại kim cương thánh thân, cũng là bắt đầu vặn vẹo, càng vừa mới những cái kia lôi kiếm đồng dạng. Mà hắn liều mạng muốn lui lại rời đi, lại là căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Bất quá mấy hơi công phu, hắn toàn bộ thánh thân, liền từ vừa mới bắt đầu vặn vẹo, biến thành toàn bộ cự thân vặn vẹo, sau đó liền tại mọi người kinh khủng ánh mắt bên trong, dần dần biến mất, không có một chút điểm báo trước. Mạnh Hạo Đông cũng là mặt hiện hồi hộp. Cảm thụ lấy lực lượng cấp tốc hạ xuống, giống to lên tiếng, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người đây là cái gì võ kỹ? Mạnh Sơn chủ, so với vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Lệnh Lang nguyên nhân cái chết sao? Thân thể lắc một cái, Mạnh Hạo Đông cứng ngắc đầu nhìn về phía hắn. Mỉm cười lấy gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, không tệ, chính là ta. Là ngươi. Hung hăng cắn răng một cái, Mạnh Hạo Đông hai con ngươi trở đỏ bừng. Song quyền càng là chăm chú nắm lại, hận ý ngập trời đột ngột đến phát lên. Thế nhưng là cũng liền ở trong nháy mắt này, phạch một cái, Mạnh Hạo Đông cũng là trong nháy mắt tiêu tán, giống như hơi nước bay hơi một dạng, không có để lại một chút xíu dấu vết. Cái này, thân thể cùng nhau trì trệ, mọi người tại đây đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, cả kinh nói không ra lời. Bọn họ sơn chủ, làm sao đột nhiên như vậy thì biến mất? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Sơn chủ sống hay chết a? Tiểu tử này chiêu số cũng quá quỷ dị a, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ là bọn hắn, coi như Lạc Vân Hải tại Trác Phàm sau lưng gần như vậy, đều không hiểu được,
chưa phát giác nghi nói, Trác đại ca, cái này. Ha ha ha, ta chiêu này lần thứ nhất làm, người không biết cũng cần phải. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm giải thích nói, tại ta đột phá thánh cảnh về sau, lĩnh hội không minh thần đồng tầng thứ 9, không phệ. Có thể thôn phệ bốn phía không gian, vì chính ta lĩnh vực, thụ ta quản khống. Mà kiếm đồng cùng ta cùng một chỗ sử xuất mạnh nhất diệt thế kiếm đạo, hòa vào ta không gian này bên trong, liền hình thành diệt thế không gian, phàm là tiến vào ta không gian này, đều sẽ hủy diệt hầu như không còn, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không tự biết mà thôi. Theo ta nắm trong tay không gian không ngừng thôn phệ mở rộng, ta liền có thể để những người kia không lý do địa hủy diệt, căn bản không biết ta tại ra chiêu. Hai con ngươi không khỏi nhẹ nhàng run run, Lạc Vân Hải kinh ngạc nói, vậy ngươi không phải là cái gì người đều có thể tùy ý giết, riêng là những cái kia một chút phòng bị đều không có người, đoán chừng đến chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy cũng chưa chắc, không gian này có ích là hủy diệt kiếm đạo, nếu là đối phương lực lượng tại ta kiếm đạo chi thượng, căn bản không động đậy hắn một cọng tóc gáy. Liên thánh giả đỉnh phong đều ngăn cản không nổi, còn có người có thể ngăn cản ngươi kiếm sao? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải ngạc nhiên nói. Bật cười một tiếng, Trác Phàm sắc mặt lần nữa nghiêm túc lại, đương nhiên, thánh giả đỉnh phong tính là gì? Ta một mực kiêng kỵ, là cái kia giống như ta lực lượng. Không, hắn cho tới bây giờ ngay tại trên ta người. Vừa nghĩ tới đối phương nắm giữ thập nhị trọng không minh thần đồng, chính mình mới vừa đột phá tầng thứ 9, Trác Phàm liền bỗng cảm giác núi lớn áp lực. Siêu! Lúc này, Trác Phàm thân thể chấn động. Cái kia đen nhánh cự thân nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lạc Vân Hải thấy một lần, không khỏi ngạc nhiên nói, a, Trác đại ca, ngươi. Hắn lực lượng hao hết sạch, chúng ta cùng tiến lên, bắt hắn lại, để hắn đem sơn chủ giao ra. Vừa mới sơn chủ không hiểu biến mất, nhất định là bị hắn dùng kỳ dị gì thủ đoạn bắt. Chợt, dưới đáy mọi người cũng là đột nhiên địa hét lớn một tiếng, sau đó liền ầm ầm không ngừng vang lên phát ra. Mấy trăm đạo cự thân cùng nhau xuất hiện, khí thế khủng bố một đến hướng Trác Phàm bên này đè xuống, nhất thời khiến đến hai người bọn họ khí tức trì trệ, kém chút không thở nổi. Không khỏi cười khổ một tiếng, Trác Phàm chà chà cái trán mồ hôi, nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, vừa mở tầng thứ 9, còn không có rèn luyện, hao phí quá lớn. Mà lại muốn đem một cái thánh giả đỉnh phong xóa đi, ta cùng kiếm đồng hai người hợp lực, mới có thể phát huy diệt thế kiếm đạo sức mạnh lớn nhất. Hiện tại ta đã lại bất lực lượng trèo chống thánh thân. À, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn phía dưới cái kia nguyên một đám bay lên hung thần ác sát người khổng lồ, Lạc Vân Hải không khỏi bật cười nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, còn có thể như thế nào, cùng lúc trước nói diệt bọn họ. Diệt bọn họ, nhiều người như vậy, làm sao diệt? Lạc Vân Hải không hiểu, kỳ quái nói. Khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười. Trác Phàm đã sớm chuẩn bị dùng cái này. Vừa dứt lời, Trác Phàm chợt hơi vung tay, liền giơ lên một cái như ngọn núi kim sắc hỏa cầu. Cái kia khủng bố năng lượng không ngừng tản mát ra bạo ngược khí tức, làm cho những cái kia vừa mới còn đang không ngừng hướng lên vọt mạnh thánh giả cự thân nhóm, bỗng dưng trì trệ, liền cũng không dám nữa phía trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Cái kia, đó là cái gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng phát ra? Long tức đan. Dương mắt nhìn xem cái này quen thuộc đáng sợ đồ vật, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm, năm đó ở Phàm Giai, phần Thiên Long tổ ban thưởng 3 khỏa long tức đan cho ta, mỗi một khỏa đều có hắn toàn lực nhất kích chi lực. Lúc trước báo thù lãng phí một khỏa, cùng Phong Thiên Hải ngao có kè mặc cả, lại dùng một khỏa. Vốn nghĩ lưu sau cùng một khỏa, thời khắc mấu chốt bảo mệnh, riêng là gặp phải người kia, khả năng đây chính là một đường sinh cơ. Nhưng không có cách. Đám người này muốn chết, thế mà sớm vạch mặt, vậy liền cho bọn hắn dùng tốt, ha ha ha. Vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên vung tay lên, núi nhỏ kia giống như hỏa cầu, liền bỗng dưng hướng phía dưới một đám cự thân đập lên người đi, cười to liên tục, như vậy hôm nay lễ vật này, thì tặng cho các ngươi. Ta Trác Phàm hành tẩu giang hồ, nói lời giữ lời, nói diệt các ngươi, thì nhất định diệt các ngươi, ha ha ha. Cái đồ chơi này không tốt. Chúng ta nhất định muốn ngăn cản mới được. Trong mắt ngăn không được địa một trận liền co lại, mọi người đã là cảm giác được cái này long tức đan khủng bố, có người càng là đại kêu ra tiếng. Sau đó tất cả mọi người liền toàn đều không hẹn mà cùng địa sứ ra toàn thân thủ đoạn, đủ loại cường hãn võ kỹ, đinh linh quáng lang, tất cả đều thông qua to lớn thánh thân,
hướng cái kia long tức đan đập tới. Phải hiểu, đây là hàng trăm hàng ngàn thánh giả xuất thủ, cái kia uy lực có thể tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, chôn vùi hết thảy a. Bất quá, bọn họ chiêu số đụng vào cái này nồng đậm kim viêm phía trên, lại là trong khoảnh khắc bị liệt diễm thôn phệ, một chút vang động đều không phát ra. Thậm chí, cái kia long tức đan cái đầu, đều không có vì vậy giảm bớt một điểm. Kết quả là, cứ như vậy, mọi người tuy nhiên cực lực chống cự, lại là không có nửa xu tác dụng. Sốt cục, tại tất cả mọi người cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia to lớn kim sắc hỏa cầu, đi vào trước mặt bọn hắn. Oanh! Một tiếng có thể đem thiên địa đều nổ ra lỗ thủng to lớn bạo hưởng, chợt bộc phát ra. Vô tận phần thiên kim viêm, dường như đầy trời như nước biển, trong khoảnh khắc đem chọn cái đệ lục thánh sơn thôn phệ đi vào. Những cái kia không ai bì nổi thánh giả quân đoàn, tại dạng này hoàn toàn có thể địch nổi thiên địa chi uy lực lượng trước, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền triệt để chôn vùi đi vào. Bọn họ cái kia cứng rắn thánh giả cự thân, cũng là mảy may phát huy không nửa điểm tác dụng, liền hoàn toàn bốc hơi, tiêu tán vô tung. Đúng là so vừa mới Trác Phàm diệt thiên kiếm đạo tiêu diệt Mạnh Hạo Đông lúc, nhanh hơn nhiều. Bất quá mấy hơi công phu mà thôi, toàn bộ đệ lục thánh sơn, đã là hoàn toàn biến thành một mảnh kim sắc biển lửa. Đình đài lâu các, lộng lẫy, bao quát vô số cao thủ hàng đầu nhất, đều bị cái này vô tình kim viêm hoàn toàn thôn phệ, không có một tia sinh sống lộ ra. Đường đường uy chấn thánh vực đệ lục thánh sơn, ngay trong nháy mắt này công phu, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như, nửa phần di tích đều không lưu lại. Chỉ có cái này kim viêm tựa như biển, mới có thể nói cho người đến sau, nơi này đến tột cùng phát sinh kinh khủng bực nào sự tình, mới có thể làm một núi cường thịnh thị tộc, chôn vùi địa liền một chút không còn sót lại một chút cạn. Da mặt ngăn không được địa hung hăng run run, Lạc Vân Hải sớm đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này long tức đan uy lực, không nghĩ tới lại có thể sợ như vậy. Trác đại ca, khó trách ngươi không sợ trời không sợ đất, đến chỗ nào đều không đem người đưa vào mắt, nguyên lai ngài trong tay có khủng bố như vậy đồ chơi a. Đúng vậy a, đáng tiếc, cái cuối cùng, chép miệng một cái, Trác Phàm lắc đầu cười khẽ, về sau gặp lại mạnh hơn, liền muốn thành thành thật thật cụp đuôi làm người. Bất quá đến hiện tại cái này trình độ, so với ta mạnh hơn hẳn là không nhiều ít a, ha ha ha. Gật gật đầu, Lạc Vân Hải biểu thị tán đồng, liền cái kia đệ lục thánh sơn sơn chủ đều chết trong tay ngươi, Trác đại ca, đơn đả độc đấu, ngài tại thánh vực đi ngang cũng không có vấn đề gì, liền sợ quần ẩu a. Ngài cũng biết, trừ ngài bên ngoài, chúng ta còn không có tránh thức có thể cùng thánh sơn đọ sức người đâu. Bây giờ đệ lục thánh sơn bị ngươi diệt, dư thánh sơn muốn là tìm tới cửa nên làm cái gì? Chính là sợ bọn họ gần đây bên trong tìm tới cửa, ta mới chịu đau mất một khỏa long tức đan, nói cái gì đều muốn đem đệ lục thánh sơn diệt không thể. Thở ra một hơi thật dài, Trác Phàm chăm chú nhìn dưới đáy nóng rực hỏa diễm, sâu xa nói, thế nhân lớn nhất tiện cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Bao quát thánh sơn cũng giống vậy. Ngươi càng mạnh, hắn càng không dám khinh ngươi. Nếu là hôm nay ta chỉ là cứu ngươi cùng Khuynh Thành hai người ra ngoài, đến lúc đó không ngừng đệ lục thánh sơn, còn lại mấy cái sơn nhân lập tức cũng hội tìm tới cửa. Dù sao, từ thiên xuyên mấy cái kia bao cỏ ta cũng giết, bọn họ những thứ này thánh sơn nặng nhất mặt mũi và uy nghiêm, không lấy lại danh dự là không sẽ bỏ qua. Khẽ gật đầu, Lạc Vân Hải sắc mặt nghiêm túc, rất tán thành, không tệ. Cái này thánh vực thực cùng phàm giai không có gì khác biệt, cao tầng nhân sĩ lại đường hoàng, cũng bất quá ngụy quân tử mà thôi. Vì chính mình thể diện cùng thống trị uy nghiêm, căn bản không giảng đạo lý, càng không chính nghĩa có thể nói. Cho nên, ta hôm nay diệt đệ lục thánh sơn, xem như một cái chấn nhiếp. Bọn họ không biết chúng ta nội tình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi bọn họ muốn dẫm vào đệ lục thánh sơn vết xe đổ. Kể từ đó lời nói. Chúng ta ngược lại có thể kéo cái một năm nửa năm, các loại long tộc bên kia viện quân đến đông đủ, chúng ta liền chân chính có thể cùng Thánh Sơn hòa giải tư bản còn ở trước đó, vẫn là biện pháp cũ, phô trương thanh thế đi. Bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải không khỏi mỉm cười, thì như năm đó Lạc gia vừa cất bước một dạng, Tiềm Long Các còn cho là chúng ta có cái gì nội tình, thực căn bản không có. Đúng vậy a, hiện tại Thánh Sơn còn cho là chúng ta vẫn có long tức đan dạng này đại sát khí. Thực sớm đã dùng quang. Nhếch miệng lên, Trác Phàm cùng Lạc Vân Hải hai người liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau cười to lên.
Đợi tiếng cười dừng lại, Lạc Vân Hải vừa nhìn về phía Trác Phàm, cau mày nói, vừa mới Mạnh Sơn chủ nói Khuynh Thành tỷ bị người cướp đi, không biết bây giờ lại ở phương nào đâu. Đúng vậy a, bất quá có thể khẳng định là, cướp đi người khác cũng vô hại nàng chi tâm, chí ít trong ngắn hạn không biết. Mi mắt nhẹ rung, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia lo âu, cần phải. Không thể nào, nếu không mà nói, lấy người kia tại Thánh Sơn đến vô ảnh, đi vô tung bản sự, muốn giết một cô nương, rất dễ dàng. Chỉ là hiện tại, ta lại không biết muốn đi đâu tìm nàng. Đối phương bay hạng người bình thường, cho dù tại Thánh Vực, cũng là số một số hai cao thủ, dạng này khu vực, trừ thất Thánh Sơn, cũng là Long Vực. Chỉ là những địa phương này người, tựa hồ cũng không có gì động thủ khả năng. Có lẽ còn có hắn bí ẩn thế lực đâu, giống như chúng ta. Có lẽ a, thế nhưng là kia liền càng phiền phức. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến, Trác Phàm sau cùng thật sâu nhìn dưới đáy liệt diễm liếc một chút, quay người lại, thẳng rời đi nơi này, chúng ta đi thôi, Khuynh Thành sự tình sau đó chậm rãi tìm. Trước mắt khẩn yếu nhất, là đem hôm nay thành quả, truyền khắp toàn bộ Hoàng Vực, kể từ đó, chúng ta mới có thể ngưng tụ nhân tâm, trở thành Hoàng Vực lãnh tụ, xây dựng kiên cố hậu phương lớn, các loại long tộc đến đây, cùng một chỗ tiêu diệt Thánh Sơn, lại sáng tạo Thánh Vực lịch sử. Nói, Trác Phàm đã là nháy mắt không thấy bóng dáng, bay khỏi nơi đây, chỉ có cái kia vô tận liệt diễm vẫn tại không ngừng đốt cháy cái này đã không có vật gì ngọn núi. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện là, liền tại bọn hắn rời đi trong tích tắc, một đạo hắc ảnh lại là đột ngột địa xuất hiện tại bọn hắn vừa mới nơi ở. Nhìn một chút bọn họ biến mất phương hướng, lại nhìn xem phía dưới liệt diễm, tự lẩm bẩm, phần thiên long tổ hỏa diễm, hắn quả nhiên cùng những cái kia thánh thú lăn lộn cùng một chỗ. Lúc này, một đạo ngâm khẽ vang lên, cái kia người thân thể trì trệ, quay đầu nhìn sang sau lưng bóng người, Sở Khuynh Thành mi mắt nhẹ trao lại, phát ra như nói mê hừ hừ. Bật cười lắc đầu, người kia đột nhiên nói tiểu tử này khẩu vị biến, thế mà lại đem đế cảnh đại đạo cho nữ nhân này, ha ha ha. Theo cười khẽ, người kia xoay người một cái, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, đệ lục Thánh Sơn trong khoảnh khắc bị nhất cử tiêu diệt tin tức, truyền khắp toàn bộ Thánh Vực, nhất thời lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là một mặt kinh dị, khó có thể tin bộ dáng. Thánh Sơn, Thánh Vực tối cường giả căn cứ, không người nào dám chọc tồn tại, làm sao có thể nói diệt thì diệt đâu. Cho dù là duy nhất có cái này khả năng long tộc, cũng vạn vạn không làm được đến mức này đi. Phải biết, long tộc có thể đánh bại một tòa Thánh Sơn, nhưng là tuyệt đối làm không được diệt đi toàn bộ Thánh Sơn cường giả nhất tộc. Mà lại, đây cũng chỉ là cái giả thiết. Bởi vì cho dù là long tộc, cũng chỉ có thể thời gian dài vây khốn Thánh Sơn mà thôi, làm không được trong nháy mắt đánh bại. Mà một khi có thời gian, hắn Thánh Sơn một chi viện binh, long tộc lập tức liền sẽ hai mặt thụ địch, tan tác mà quay về. Cho nên long tộc đánh bại Thánh Sơn khả năng, cũng là cơ hồ hơi, người nào để người ta thất Thánh Sơn một thể đâu. Nhưng là bây giờ, lại có tin tức nói đệ lục Thánh Sơn bị diệt, cái này liền để mọi người làm sao cũng không thể nào tin nổi. Bởi vì cái này khả năng, chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện. Đây chính là vừa đến, thực lực đối phương rất mạnh, trong thời gian ngắn liền có thể đem đệ lục Thánh Sơn đánh cho đánh tơi bời, không còn sức đánh trả. Thứ hai, đối phe thế lực rất đại, nhân đếm đông đảo, có thể đem đệ lục Thánh Sơn vây cái nước chảy không lọt, để bọn hắn cầu viện không cửa, không đường có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị diệt. Có thể là đáng sợ như vậy thế lực, Thánh Vực có sao? Tất cả mọi người, giống như chế diễu dao động cái đầu. Lời đồn, cái này mẹ hắn tuyệt đối là lời đồn. Trên đời tại sao có thể có dạng này sự tình đâu? Cái nào đần độn sẽ tin dạng này lời đồn? Ha ha ha, cái kia thật đúng là ngu quá mức. Thế nhưng là rất nhanh, Lạc Gia mới bảng cáo thị, thông báo toàn bộ Hoàng Vực, lại là làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Bởi vì cái này bị tất cả mọi người cho rằng là lời đồn tin tức, Lạc Gia gửi công văn đi chống đỡ. Cái này chứng minh, cái này 89 phần 10 là thật. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người quá sợ hãi, đệ lục Thánh Sơn thật sẽ bị người diệt tộc. Thế nhưng là, càng để bọn hắn kinh dị là, cái này đem đệ lục Thánh Sơn diệt tộc, không là người khác, cũng là bọn họ Hoàng Vực tân nhiệm người thống trị, vừa mới phát biểu tuyên chiến Lạc Gia. Bất quá, Lạc Gia có mạnh như vậy sao? Nói tuyên chiến thì tuyên chiến, nói diệt Thánh Sơn, thì diệt Thánh Sơn.
Đây chính là sừng sững thánh vực hàng trăm hàng ngàn vạn năm không ngã thánh sơn a, thế mà có thể bị như thế một cái vừa mới hưng khởi tiểu gia tộc xử lý. Trong lúc nhất thời, thánh vực trong đầu mọi người đều vô dụng, toàn bộ thế giới xem cùng quan niệm nhân sinh, ầm vang sụp đổ. Nguyên lai thánh sơn cũng không gì hơn cái này, cũng không phải là tuyệt đối vô địch tồn tại, cũng có ngã xuống một ngày a, tân bá chủ sắp quật khởi, thay vào đó. Thứ thất thánh sơn, rộng rãi trong đại điện, sáu tên lão giả vây quanh một vòng, theo thứ tự ngồi xuống tại rộng thùng thình trên ghế ngồi, hai con ngươi hơi khép, cao cao tại thượng, lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới ở giữa nhất ba người trẻ tuổi, không nói một lời. Ba người kia cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là cung kính quỳ sát ở nơi đó, giữ im lặng. Thật sâu chằm chằm bọn họ thật lâu, vị trí cao nhất vị râu dài lão giả, mới hơi hơi gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng, các ngươi là chúng ta mấy ngày nay đến ngàn chọn vạn tuyển thánh sơn trong các đệ tử người nổi bật, lần này phái ba người các ngươi xuống núi thế chỗ Từ Thiên Xuyên bọn họ, chấp trưởng hoàng vực, hy vọng các ngươi có thể tận tâm tận lực, chớ có dẫm vào ba người kia vết xe đổ. Mời sơn chủ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng. Hung hăng liền ôm quyền, ba người khí vũ hiên ngang, giống to lên tiếng. Hài lòng gật đầu, sáu tên lão giả liếc nhìn nhau, đều là lộ ra vui vẻ nụ cười. Tuy nhiên Từ Thiên Xuyên ba người tại hoàng vực biểu hiện làm bọn hắn thất vọng cực độ, nhưng bọn hắn thánh sơn khác không nhiều, cũng là đệ tử nhiều. Lần này nghiêm ngặt buổi thử giọng, tìm ra ba cái tài năng xuất chúng tinh anh đệ tử tới thay thế bọn họ, cần phải không có vấn đề gì lớn, ha ha ha. Phất phất tay, râu dài lão giả nhạt cười một tiếng, liền đem ba người để lại, trở về a, sau ba ngày khởi hành. Đúng, sơn chủ, lại cúi đầu thân thể, ba người khom lưng, lui lại lấy rời đi nơi này. Đón lấy, râu dài lão giả lại nhìn về phía còn lại người nói, ba tên đệ tử, lão phu nhìn lấy không tệ, không kiêu không gấp, có thể làm được việc lớn. Chấp trưởng hoàng vực, cần phải dư xài. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bọn người người không ngừng gật đầu, nhưng rất nhanh liền có một vị lão giả lông mày trắng khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nói, đúng, cái kia Mạnh lão đầu đi xuống răn dậy đám kia thằng nhãi con, đã rời đi rất lâu, làm sao bây giờ còn chưa cái hồi âm. Mà lại gần đây, ba người kia cũng không có tin tức gì hồi báo sơn môn, đây chính là có chút kỳ quặc a. Ánh mắt nhẹ híp mắt, mọi người nhìn lẫn nhau, cũng là có chút do dự lên. Râu dài lão giả suy nghĩ một chút. Lại là lơ đếnh khoát khoát tay, mỉm cười nói, ha ha ha. Không ngại, đại khái là ba cái kia tiểu đông tây bị Mạnh lão đầu huấn thảm, không mặt mũi nào hồi báo sơn môn đi. Hiện tại đoán chừng ngay tại lập công chuộc tội, cực lực chỉnh đốn hoàng vực loạn tượng đây. Dù sao, bọn họ diệt trừ lạc ra cái này dụng ý khó dò kẻ nịnh thần, một lần nữa dựng nên thánh sơn uy nghiêm, không cũng cần thời gian sao. Đại khái Mạnh lão đầu một mực giám sát thúc giục bọn họ đây. Có lão gia hỏa kia tại, còn có thể ra cái gì kỳ quặc. Ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người cũng là không sai gật đầu, lơ đễnh cười rộ lên. Báo, sơn chủ, việc lớn không tốt. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo gấp rút kinh hô lại là đột ngột đến từ ngoài cửa truyền vào tới. Râu dài lão giả nhướng mày, trên mặt có chút không nhanh, quát to, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chách chách vù vù, còn thể thống gì. Nhanh chóng tiến đến bẩm báo. Sơn chủ, không tốt, ra đại sự a. Cơ hồ là lão đảo địa ngã vào đến, một cái khuôn mặt thanh tú, đại khái linh vương đỉnh phong người trẻ tuổi lộn nhào địa chạy vào, nhìn thấy sáu vị sơn chủ, tại chỗ liền bịch một tiếng quỳ xuống đến, nói năng lộn xộn nói phản, đều phản. Ngươi nói cái gì phản, cho lão phu nói rõ ràng. Hoàng vực người phản. Ra mặt co lại, người kia trên mặt tràn đầy kinh khủng, quát ầm lên. Từ Thiên Xuyên ba vị sư huynh đều bị người Lạc gia làm thịt, đầu người thì treo ở Lạc gia thành cửa. Mà lại bọn họ còn tại toàn bộ hoàng vực gián tiếp bố cáo, muốn thế thiên hành đạo, tru trừ chúng ta thất thánh sơn. Không chờ hắn tiếng nói kết thúc, sáu vị lão giả đã là lúc này quá sợ hãi, cái kia râu dài lão nhân càng là mi mắt hung hăng lắc một cái, đụng một tiếng, một trưởng vỗ tại trên ghế dựa, giận dữ đứng lên, quả thực buồn cười, cái này Lạc gia làm thật không biết trời cao đất rộng. Thế mà liền thánh sơn người đều dám giết, còn như thế không biết cái gọi là địa quang minh chính đại kêu gào. Hừ hừ, thật là một đám tìm đường chết đồ vật. Người tới, phái mấy vị trưởng lão xuống núi một chuyến, cho ta đem Lạc gia triệt để xóa đi. Để những cái kia hoàng vực người nhìn xem, dám như thế to gan lớn mật, là hậu quả gì, hừ.
ra mặt lắc một cái, đệ tử kia nghe đến mệnh lệnh này, lại là nhanh muốn khóc lên, không có động tác. Chưa phát giác sững sờ, râu dài lão giả hét lớn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi truyền lệnh. Sơn chủ, ta cảm thấy mấy cái tên trưởng lão khả năng không đủ, việc này còn phải lục thánh núi liên thủ, thật tốt tham tường một phen mới là. Cái gì, chỉ là một cái hoàng vực gia tộc, mấy tên thánh sơn trưởng lão còn chưa đủ thu thập bọn họ. Lão phu còn cảm thấy phái nhiều đây. Kéo dài địa tròm râu ngăn không được lay động, râu dài lão giả hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới người kia nói, người đến tột cùng môn hạ vị trưởng lão nào đệ tử. Liên núi chủ mệnh lệnh, cũng dám hầu ngôn loạn ngữ, khoa tay múa chân. Khóe miệng một xẹp, đệ tử kia cung kính bái ăn vào, sơn chủ, đệ tử không dám, chỉ là còn có một việc, đệ tử còn không tới kịp bẩm báo. Đợi sơn chủ nghe việc này về sau, làm tiếp định đoạt không muộn. Nói. Đệ lục thánh sơn, toàn diệt. Ách, thân thể lắc một cái, tại chỗ sáu vị lão giả tất cả đều trệ ở, trong mắt chừng một cái, tràn đầy khó có thể tin khuôn mặt, lão giả râu dài kia càng là ngốc một phút sau, mới run rẩy thanh âm nói, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cảm thấy cười khổ, người kia lặp lại lần nữa một lần, lão giả râu dài kia mới cuối cùng gãi gãi thưa thất tóc, hoàn toàn mộng ở. Tựa hồ căn bản không tin tưởng đây là thật. Vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, hoa chân múa tay. Cái này sao có thể? Rốt cục, lão giả râu dài kia rít lên một tiếng, giận dữ hét, mạnh lão đầu đệ lục thánh sơn, cao thủ như mây, toàn bộ thánh vực dám đánh một trận cũng không có nhiều, chớ nói chi là đem toàn diệt người, căn bản không có. Tin tức này ngươi từ chỗ nào nghe tới, chớ có ăn nói bừa bãi. Khóe miệng không khỏi tiêu nghỉu xuống, người kia bờ môi nhẹ nhàng run run. Khởi bẩm sơn chủ, ta cũng hy vọng tin tức này là giả. Thế nhưng là ta đã phái người đi đệ lục thánh sơn điều tra, thật bị toàn diệt a. Toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn bị san thành bình địa, khắp nơi đều có quỷ dị ngọn lửa màu vàng, tắt đều tắt không diệt. Kéo dài mấy vạn dặm xa, hiện tại còn đang thiêu đốt hừng hực đây, đoán chừng đã thiêu mấy tháng. Sơn chủ nhóm nếu không tin, có thể đi tự mình nhìn xem. Bịch, đặt mông ngồi trên ghế. Lão giả râu dài kia hai mắt giật mình lo lắng, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Đã tên đệ tử này đều đã đem nói được cái này phần phía trên, có lý có cứ, tại hiện trường điều tra, cái kia sự kiện này đoán chừng 8-9 phần 10, không có giả. Có thể là sao lại thế? Đường đường một cái thánh sơn. Ra mặt hung hăng co rút lấy, tất cả lão giả đều rơi vào một mảnh mù mịt bên trong, đồng thời đáy lòng càng nhiều, thì là vô hạn hoảng sợ. Đã đệ lục thánh sơn có thể bị dễ dàng như thế tiêu diệt lời nói, vậy bọn hắn dư thánh sơn, chẳng phải. Vừa nghĩ đến đây, mấy chục triệu năm, những thứ này cao cao tại thượng, giống như thần linh sơn chủ nhóm, lại là bình sinh lần đầu, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, đó là phát từ đáy lòng tránh thức e ngại. Người nào, đến tột cùng là ai làm? Cha đi ra chưa? Lấy đối phương uy năng như thế, nếu không muốn người biết rõ, há lại tùy tiện có thể điều tra ra sự tình. Nghe đến râu dài lão giả tiếng kinh hãi âm, một bên lão giả lông mày trắng, mặt như kinh hãi ve, run rẩy một cái tay nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liếc hắn một cái, mọi người cũng là khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại là một cái so một cái ngưng trọng. Lúc này, tên đệ tử kia khom người bái hạ, thăm thẳm lên tiếng, khởi bẩm chư vị sơn chủ, sự kiện này không cần phải đi tra, đã có người phát ra tiếng rõ ràng, thừa nhận. Người nào, mọi người cùng nhau giống to lên tiếng, trong mắt tràn đầy vội vàng. Trầm ngâm một chút, người kia lẩm bẩm nói, hoàng vực. Lạc gia. Khởi bẩm sơn chủ, tin tức này cái thứ nhất nơi phát ra, cũng là Lạc gia tuyên bố bảng cáo thị. Nghe nói mạnh sơn chủ từng đi qua Lạc gia, còn đem bọn họ gia chủ mang đi, nhốt lại. Cho nên Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, dưới cơn nóng giận thì hôn lên đệ lục thánh sơn, chẳng những cứu hồi gia chủ. Còn đem toàn bộ thánh sơn san thành bình địa. Nói đến đây sự kiện, người kia dường như tận mắt nhìn thấy giống như, trong mắt lóe ra kiêng kỵ ánh sáng, nuốt ngụm nước nói, vốn là Lạc gia lần thứ nhất phát ra thảo phạt bảng cáo thị lúc, không có người coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ đệ lục thánh sơn bị diệt, hoàng vực người lập tức sôi trào, ào ào tìm nơi nương tựa Lạc gia đi, nói muốn kiến công lập nghiệp, cùng thảo phạt chúng ta thánh sơn. Giờ này khắc này, toàn bộ hoàng vực đều đối với chúng ta thánh sơn mang trong lòng địch ý, trở thành chúng ta địch nhân. Sơn chủ,
đây chính là vì Hà đệ tử Cương vừa không có truyền đạt ngài mệnh lệnh nguyên nhân a. Trước bất luận hiện tại Hoàng vực cũng là nghiêm chỉnh mảnh địch vực, chúng ta Thánh Sơn người một khi xuất hiện, liền sẽ người người kêu đánh, gặp khó lấy tính toán ánh mắt nhìn chằm chằm. Riêng là Lạc gia có thể nhất cử hủy diệt đệ lục Thánh Sơn lực lượng, chúng ta liền không nên hành động thiếu suy nghĩ a. Nếu không mà nói, đi dài bao nhiêu lão đều chẳng qua là một đống xác chết, mời Sơn chủ minh giám. Da mặt ngăn không được co rúm một chút, râu dài lão giả song đồng chừng đến độ nhanh bay ra hốc mắt, song quyền càng là chăm chú nắm lại đến, phát ra rát băng tiếng vang, chỉ là một cái hoàng vực gia tộc, tại sao có thể có năng lực trong nháy mắt tiêu diệt Thánh Sơn đâu? Trong này nhất định có kỳ quặc. Đúng vậy a, dạng này lực lượng hiếm thấy trên đời, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nhìn thấy lão giả lông mày trắng có lời muốn nói, râu dài lão nhân vội vàng hỏi nói. Hơi hơi trầm ngâm một chút, lão giả lông mày trắng vừa nhìn về phía còn lại chúng nhân nói, xưa nay thế hệ trước có một cái truyền thuyết, không biết các vị có từng nghe chưa? Ngươi nói là, không tệ, thập đế vẫn lạc, ngũ thú quy ẩn, thủy kính không ra, Thánh Sơn trường tồn. Ánh mắt nhất định, lão giả lông mày trắng một mặt nặng nề nói, nghe đồn thượng cổ về sau, tuyệt thế cao thủ ào ào mất tích, Thánh Sơn dần dần trưởng khống mảnh này thánh vực. Nhưng là còn có một chỗ, khiến Thánh Sơn cao thủ đều nghe tin đã sợ mất mật, cái kia chính là. Tính Nguyệt Tiểu Trúc, không chờ hắn nói xong, mọi người cùng nhau lên tiếng. Không sai gật đầu, Bạch Mi tiếp tục, không tệ, nghe đồn Kính Nguyệt Tiểu Trúc chủ nhân, Thủy Kính Tiên Sinh chính là một vị thông thiên triệt địa, bất thế gia cao thủ. Đã từng Thánh Sơn môn nhân tại bên ngoài không biết trời cao đất rộng. Đắc tội hắn, kết quả làm đến thất Thánh Sơn chỉnh một chút mấy ngàn thánh giả không lý do đến chết thảm trong môn. Người nào cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cái này họa là thuộc hạ gây, phía trên người lưng. Từ đó về sau, thất Thánh Sơn quy củ, chính là không thể trêu chọc Thủy Kính Tiên Sinh chính thức bái sư người. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, Thánh Sơn nhiều đời phát triển, lại không còn có đụng phải Thủy Kính Tiên Sinh có quan hệ người, mọi người đối với cái này cũng dần dần quên. Nhưng bây giờ đệ lục Thánh Sơn bỗng nhiên bị diệt, cái này không khỏi để lão phu nhớ tới năm đó các trưởng bối căn dặn a, chẳng lẽ Lạc gia là Thủy Kính môn nhân? T. Ngăn không được cùng nhau hít sâu một hơi, tại chỗ tất cả mọi người đều sợ đến đầy mặt trắng bệch, một khỏa không ngừng nhảy lên tâm, sắp nổ tung giống như. Như việc này thật là như thế sao, bọn họ lần này thật là chọc tới cận kề cái chết đều không thể gây tử thần. Một phương diện khác. Một cái hoa lan trong cốc vắng vách núi ở giữa, đứng lặng lấy một cái trúc mộc lầu các. Bên cạnh một đạo thác nước ầm ầm phát triển mạnh mẽ, thẳng vào đáy cốc tiểu đầm. Chim hót hoa nở, tươi mát thoải mái. Một tên thân mang áo trắng công tử trẻ tuổi, đại khái 20 trên dưới, phong thần tuấn lãng, ưu nhã ngồi ngay ngắn ở lầu các trên đình đài, giữa gối là một phương cổ cầm. 10 ngón xanh thẳm, ở phía trên khoan thai lột động, từng đạo êm tai cầm âm. Liền bỗng dưng truyền vang tại toàn bộ sơn cốc ở giữa, thấm vào ruột gan. Vô số chim chóc bươm bướm, tại cái này lầu các bên cạnh quay chung quanh, thật lâu không rời, vui sướng kêu to, uyển chuyển nhảy múa. Dường như tiếng đàn này cũng có thể đi vào bọn họ nội tâm, khiến vui sướng vui vẻ giống như. Ân. Bỗng nhiên, một đạo rên rỉ từ lầu các chỗ sâu cái kia che một chương màn che điêu trên giường hoa truyền đến, lại là một đạo giọng nữ. Nhếch miệng lên, cái kia công tử trong tay vẫn tại khẽ vuốt không ngừng, cũng không dừng lại chi ý, chỉ là theo tiếng nhạc rung động, rằng giặc mở miệng, ngươi tỉnh. Cái này, là địa phương nào? Màn che sau phát ra một đạo mông lung thanh âm, ngay sau đó, cái kia mông lung màn sân khấu bị một cánh tay ngọc chậm rãi kéo ra, lại là lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, suýt híp mắt nhìn về phía trước. Tuy nhiên nơi này phong cảnh tươi đẹp, nhưng vẫn là để cho nàng có một tia cảnh giác ngươi. Lại là người nào? Cầm âm không loạn, cái kia công tử tiếng cười khẽ nói, cô nương chớ sợ, ta đối với ngươi không có địch ý. Ngươi tại đệ lục Thánh Sơn nguyên lực hao tổn quá lớn, kéo theo thần hồn lực lượng sói mòn nghiêm trọng, hiện tại còn cực kỳ suy yếu, cần phải cực kỳ tu dưỡng mới là. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, chăm chú nhìn hắn, Sở Khuynh Thành tia không hề buông lỏng cảnh giác. Thản nhiên cười, cái kia công tử từ chối cho ý kiến, cô nương thật đúng là cảnh giác người a, chỉ là không biết cô nương lòng nghi ngờ nặng như vậy, như thế nào lại bị cái kia Mạnh Hạo Đông dăm ba câu, lừa nguyên lực hao hết đâu.
Ha ha ha, may mắn người đối lão gia hỏa kia tình nghĩa không sâu, nếu không mất đi cũng không phải là nguyên lực, mà chính là người nào đó thực tình ban cho ngươi đồ vật. Bất quá, cái này cũng chứng minh cô nương đơn thuần thiện lương, khó trách hắn hội đem vật kia cho ngươi. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta không hiểu. Không có gì, ta chỉ là đang nhớ lại một trận đi qua chuyện cũ mà thôi, cô nương không cần chú ý. Mỉm cười, cái kia công tử trong tay dây đàn, không ngừng chút nào, tự giới thiệu mình một chút, phàm nhân đều xưng ta là Thủy Kính tiên sinh, cô nương cũng có thể xưng hô như vậy. Nơi này là ta an cư chỗ, tục xưng Kính Nguyệt tiểu trúc. Gần đoạn thời gian, cô nương chỉ bằng ở chỗ này yên ổn ở lại, sẽ không có người tới quấy rầy cô nương thanh tĩnh. Hai con người nhẹ nhàng run run, Sở Khuynh Thành thật sâu liếc hắn một cái, lại là dè chừng sợ hãi càng sâu, người đây coi như là giam giữ ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là mời cô nương tới làm khách mà thôi. Nói như vậy, ta cho dù muốn đi, người cũng sẽ không cản ta. Đương nhiên, ta không bao giờ làm vi phạm khách nhân ý nguyện sự tình. Khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, Thủy Kính thẳng đắm chìm trong chính mình tiếng đàn bên trong, lộ ra tiêu sái tự nhiên. Bình tĩnh gật đầu, Sở Khuynh Thành nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói chuyện không tính là tiểu cẩu. Đừng nói tiểu cẩu, chó cái đều có thể. Vậy thì tốt, ta hiện tại muốn đi tìm Trác Phàm, ngươi không thể cản ta. Vừa mới nói xong, Sở Khuynh Thành đạp chân xuống, nhất thời bay ra lầu các, thẳng trên 9 tầng trời, hướng nơi xa bay đi. Thủy Kính cũng không ngăn trở, vẫn như cũ đánh đàn, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Quay đầu liếc nhìn hắn, Sở Khuynh Thành đắc ý nhíu nhíu mày, hừ, không cần biết ngươi là cái gì người, muốn cầm tù bản cô nương, không cửa. Ta hiện tại đi trước tìm Trác Phàm, nhìn hắn đối ngươi làm sao đánh giá. Muốn là ngươi tính toán người tốt, ta trở lại cảm ơn ngươi không muộn. Bất quá ngươi tác phong làm việc quỷ dị như vậy, muốn đến không phải người lương thiện đi. Trong miệng lầm bầm, Sở Khuynh Thành nhất phi trùng thiên, đã là nháy mắt không thấy bóng dáng. Nửa canh giờ về sau, Sở Khuynh Thành đã bay qua mười mấy đỉnh núi, lại là không có nhìn thấy một bóng người, thậm chí là thành trấn cũng không có gặp phải nửa phần dấu vết để lại. Cái này không khỏi khiến nàng vạn phần kỳ quái. Nàng cuối cùng bị mang đi nơi nào, cũng quá ít ai lui tới a. Nàng vẫn còn muốn tìm cá nhân hỏi một chút, tìm hiểu một chút phương hướng, hồi lạc ra thành đây. Cái này ngược lại tốt, đừng nói người, liền cái quỷ ảnh đều không có. Lại sau ba canh giờ, dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi người, Sở Khuynh Thành vốn là có chút suy yếu, liên tục bay thời gian dài như vậy, tại đỉnh đầu mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, trên trán đã là chảy ra lấm tấm mồ hôi nước. Vừa vặn, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ ở phía dưới sơn cốc róc rách chảy qua, Sở Khuynh Thành hai mắt tỏa sáng, nhất thời rơi xuống thân thể đến, uống mấy ngụm ngọt ngọt khe suối, lúc này tâm tình thư sướng rất nhiều. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo du dương uyển chuyển cầm âm bỗng dưng truyền vào trong tai nàng. Điều này không khỏi làm nàng thân thể nhất thời chấn động, cảm thấy nhất thời vui mừng quá đỗi. Có đàn âm, thì chứng minh có dấu vết người, nàng có thể đi tìm hiểu trở về đường. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành lập tức một bước cước bộ, giống như một cái vui sướng chim nhỏ giống như, theo tiếng đàn một đường lao vụt. Rất nhanh liền tới đến một chùm to lớn thác nước trước, bên cạnh còn có một cái tinh xảo lầu các, tiếng đàn cũng là từ bên trong truyền đến. Xin hỏi, nơi này đi. Lòng tràn đầy vui vẻ đi vào tiểu lâu kia trước, Sở Khuynh Thành vừa mới mở miệng, lại là ngột đến thân thể chấn động, hoàn toàn ngây người. Tiếng đàn không diệt, đánh đàn người vẫn là tấm kia quen thuộc gương mặt, chính là Thủy Kính không thể nghi ngờ. Dương mắt nhẹ liếc nàng một chút, Thủy Kính khóe miệng hơi vểnh, khoan thai lên tiếng, Sở cô nương, ngươi trở về. Bệnh nặng mới khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Sao, làm sao còn là ngươi? Đã hoàn toàn mắt trợn tròn, Sở Khuynh Thành hướng bốn phía nhìn xem, cái kia hơi có vẻ quen thuộc hoàn cảnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, ta tại sao lại trở lại nơi này, ta rõ ràng một mực hướng về một phương hướng đi a, sao lại thế? Từ chối cho ý kiến, Thủy Kính nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia cười quỷ quyệt, lại cũng không nói gì. Hung hăng chằm chằm hắn liếc một chút, Sở Khuynh Thành tức giận ôm một cái quyền đầu, cắn răng nói cáo từ. Vừa dứt lời, Sở Khuynh Thành lần nữa hướng về một phương hướng khác, thẳng tắp bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Cùng lúc trước Thủy Kính vẫn không có quan tâm nàng, vẫn từ đánh đàn. Sau 6 canh giờ,
Sở Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy kiên định, nhưng sắc mặt đã ửng hồng, hơi hơi thở hổn hển, nhìn quanh tứ phương người ở. Thế nhưng là chợt, nàng thân thể lần nữa trệ tại giữa trời, trong mắt tất cả đều là kinh dị. Bởi vì cái kia quen thuộc tiếng đàn, lại một lần nữa vang lên, ngay tại nàng phải bay đi phía trước. Chẳng lẽ nói, không có khả năng, hắn không có khả năng chính ở chỗ này. Trong lòng do dự không ngừng, Sở Khuynh Thành hung hăng lắc đầu, nhưng vẫn là cắn răng một cái đi tìm hiểu ngọn ngành, nhưng khi nàng lại một lần xuất hiện tại cái kia quen thuộc trong sơn cốc lúc, Thủy Kính vẫn như cũ cùng lúc trước đánh đàn tự nhạc, tốt không vui. Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Thủy Kính vẫn là như vậy tùy tiện, cười nói, Sở cô nương, hoạt động nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt a, nếu không đối thân thể thật không tốt. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Quyền đầu hung hăng nắm nắm, Sở Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, người đã nói không biết giam giữ ta, người nói chuyện không tính toán gì hết. Tiếng đàn im bặt mà dừng, Thủy Kính dương mắt liếc liếc nàng, thản nhiên cười, Sở cô nương, ta có đối ngươi làm qua cái gì sao? Ngươi khẳng định ở chỗ này làm cái quỷ gì, bố trí xuống mê trận, không phải vậy ta làm sao vô luận ở đâu, đều sẽ trở lại nơi này đâu. Ngươi cái này cũng chưa tính giam giữ ta. Chậm rãi lắc đầu, Thủy Kính từ chối cho ý kiến, Sở cô nương hiểu lầm, ta lấy đạo tâm thể, vẫn chưa ở đây bố bất luận cái gì trận pháp, càng không nói đến mê trận. Vậy ta vì sao một mực đi ra không được? Nơi này là kính nguyệt tiểu trúc, hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo. Phàm nhân bị thế tục danh lợi vây khốn, ái hận tình cừu chỗ nhiễu, hai mắt sớm đã mông lung, thấy không rõ con đường phía trước. Vây khốn ngươi, không phải ta, cũng không phải trận pháp gì, mà chính là chính ngươi tâm a. Mỉm cười, Thủy Kính đứng dậy, lần nữa thật sâu liếc nhìn nàng một cái, quay người lại, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là cái kia tràn ngập thâm thúy tiếng nói, một đến truyền khắp toàn bộ sơn cốc bên trong, Sở cô nương, ngươi ở chỗ này thật tốt tu dưỡng a, ta sẽ thường thường đến nhìn ngươi, bảo trọng. Chờ một chút, ngươi đừng đi a, thả ta ra ngoài. Chưa phát giác quính lên, Sở Khuynh Thành giống to lên tiếng, thế nhưng là đã không có người nào hồi âm. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy không phục, sau đó liền lại hướng về một phương hướng khác, hết sức lao ra. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, sau 9 canh giờ, nàng lại trở lại điểm bắt đầu. Từng ngụm thở hổn hển, Sở Khuynh Thành lần nữa nếm thử, thế nhưng là mỗi một lần, nàng đều là đồng dạng vận mệnh, tựa hồ trừ tiêu phí thời gian càng nhiều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Rốt cục, tại nếm thử 7-8 lần phá vây về sau, Sở Khuynh Thành cũng rốt cục tình trạng kiệt sức, đang phi hành trên đường, mắt tối sầm lại, bá niệm một chút rơi xuống. Mắt thấy là phải ném tới một đống đá vụn sườn núi phía trên, lại là ông một tiếng, không gian một trận vặn vẹo, nàng thân thể đúng là không lý do địa rơi xuống một trường ấm áp trên giường. Chỉ bất quá giờ này khắc này, nàng dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết cái này hiện tượng quỷ dị. Chờ sáng sớm ngày thứ hai, Sở Khuynh Thành tỉnh lại lần nữa lúc, lại là phát hiện nàng thế mà lại xuất hiện tại cái kia lầu nhỏ bên trong. Đi xuống giường đến, đi vào bệ cửa sổ trước. Bên cạnh thác nước, vẫn là phát ra ầm ầm tiếng vang, chim chóc kêu khẽ, vẫn như cũ vui sướng. Chỉ có Sở Khuynh Thành, nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng sợ hãi một hồi, nàng dường như chìm đắm vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong, vô luận như thế nào trốn, đều không trốn thoát được. Thật cao trên đỉnh núi, Thủy Kính lạnh lùng nhìn xuống phía dưới người ấy, không khỏi suy cười một tiếng, hoa trong gương, trăng trong nước, hư vô mờ mịt, công danh lợi lộc, quay đầu thành không. Thế nhân ngu muội, vĩnh viễn trốn không thoát trong lòng mình mệt nhoài. Sở Khuynh Thành đã là khó được người lương thiện, y nguyên như thế, kia liền càng không nói đến người khác. Thế nhân coi là thật không thể cứu, người nói đúng không, kiếm tâm. Mặc kệ bọn hắn phải chăng cái kia cứu, kết cục cũng sẽ không biến. Dù sao, vận mệnh theo không nắm giữ tại con kiến hôi trong tay, đây chính là thiên đạo. Bên cạnh một cái trung niên đại hán, mặt như kiếm gọt, ánh mắt sắc bén, nhưng lời nói lại dị thường lạnh lùng, đồng thời, hắn một cánh tay trái cũng trống rỗng, nhẹ nhàng tay áo, trôi nổi tại trong gió nhẹ, lộ ra có chút thê lương, mà túc sát. Dương mắt xem hắn, Thủy Kính lộ ra phảng phất trưởng khống hết thảy nụ cười tự tin, quay người rời đi, kiếm tâm thì là nhìn lấy hắn bóng lưng, ánh mắt kiên định đi sát đằng sau. Sau cùng thiên đạo đại nghiệp, rốt cục muốn kéo ra màn che. Cộc cộc cộc. Mũi khoan thép giống như tỉ mỉ chỉ,
tại vuông vức bàn lên không ở sao động. Trác Phàm khẽ cau mày, trong mắt lóe thâm thúy ánh sáng, tỉ mỉ suy nghĩ lấy cái gì. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, Lệ Kinh Thiên vội vàng địa đi tới, Trác Phàm nhìn thấy, đuổi vội vàng kêu lên, thế nào, có tin tức gì sao? Khởi bẩm Trác quản gia, đến bây giờ không có Sở cô nương bất luận cái gì hạ lạc, thuộc hạ vô năng. Sắc mặt trầm xuống, Lệ Kinh Thiên chưa phát giác ai thán một tiếng, mất mát cúi thấp đầu. Đôi mắt nhẹ rung, Trác Phàm cũng là có chút thất vọng, chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả hai bước, lại là mày nhíu lại đến càng sâu rất nhiều, theo lý thuyết, có thể theo Thánh Sơn cướp đi người vốn là không nhiều, hơn nữa còn là như thế thần không biết quỷ không hay hành động, thì càng là phượng mao lân giác. Chỉ là ta thực sự nghĩ không ra, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thánh vực, có dạng này tồn tại sao? Liếc hắn một cái, Lệ Kinh Thiên cũng là mặt ủ mày trao, trăm bề không hiểu được. Tuy nhiên hắn tại thánh vực thời gian không dài, nhưng mưa dầm thấm đất, một số thế lực cường đại cũng là biết một số. Lấy hắn suy nghĩ trong lòng đến xem, Thánh Sơn cũng đã là thánh vực điên phong tồn tại, có thể theo Thánh Sơn bí mật cướp đi người cao thủ, cái kia không nghịch thiên sao? Người này đến cùng là ai? Dù sao không thể nào là tên trên mặt nhân vật. Đúng, Trác quản gia, thánh vực có thể có một ít ẩn thế cao thủ sao? Nghĩ tới đây, Lệ Kinh Thiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm cũng là một mặt mê mang, nếu là ẩn thế, liền không biết có rất nhiều người biết. Tuy nhiên ta biết mấy cái tán tu thánh giả tục danh, nhưng bọn hắn tuyệt không cùng Thánh Sơn chống đỡ năng lực, càng không nói đến là đến Thánh Sơn cướp người, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lệ lão, người nói đứng ở thánh giả phía trên là ai? Nặng lông mày một chút, Lệ Kinh Thiên bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, kêu lên, đế quân. Không nói gì, Trác Phàm khuôn mặt chỉ là trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Bây giờ hắn gặp qua đế quân cũng không ít, nhất làm cho hắn lo lắng cái kia lại là một mực không có lộ diện. Trước kia hắn còn có thể ôm lấy may mắn tâm lý, trấn an chính mình, đế quân có lẽ sớm đã tất cả đều vẫn lạc, cho dù vẫn còn, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy gặp phải đi. Nhưng liên tiếp quái sự, lại là để hắn ngột đến tỉnh táo lại. Ngươi không gặp được, là người ta căn bản không muốn gặp ngươi. Phàm là bọn họ muốn tìm ngươi lời nói, lấy những cái kia đại năng thần thông quảng đại, còn không phải vài phút sự tình sao. Chỉ là lần này Sở Khuynh Thành bỗng nhiên được người cứu đi, có phải là nhằm vào hắn đến đâu? Người kia, có phải là hắn lớn nhất lo lắng người đâu? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cho mình sinh tử, chỉ là sợ liên lụy vô tội mà thôi. Dù sao hiện tại hắn, đã không phải một thân một mình. Lạc gia quản gia Trác Phàm có đó không? Lão phu đệ thất Thánh Sơn Sơn chủ, Hạ Vân Sơn có việc tới chơi, nhưng mời thấy một lần. Đột nhiên, trên 9 tầng trời một đạo bôn lôi nổ vang, trực thấu màng nhĩ, chấn động đến toàn bộ Lạc gia thành tất cả cao thủ đều một trận oanh minh. Trác Phàm nghe đến, càng là khuôn mặt nghiêm một chút, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đệ thất Thánh Sơn Sơn chủ. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa nhỏ đến. Trác quản gia, Long tộc nhân còn chưa tới, chúng ta nên làm cái gì? Cảm thấy quính lên, Lệ Kinh Thiên vội vàng hỏi thăm. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm con ngươi loạn chuyển, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại là cố trầm tĩnh lại, lầm bầm, không cần phải gấp, lấy bọn họ thân phận, đã tìm tới cửa, lại không động võ, còn nói là kính ngữ. Cái này chứng minh, trong lòng bọn họ còn có kiêng kỵ, không dám tùy ý động thủ. Xem ra Long tức đan uy hiếp, vẫn là có tác dụng. Chỉ cần chúng ta trong lòng không e sợ, bọn họ cũng không dám làm loạn. Đi, đi với ta gặp bọn họ một chút. Đúng, Trác quản gia. Trác Phàm vẫy tay một cái, đã là dẫn đầu rời đi. Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, cũng là theo thật sát. Đạp chân xuống, hai bóng người thoáng chốc hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng tắp hướng cửa thành bay đi. Mà một phương diện khác, giờ này khắc này, Lạc Gia Thành trên cửa thành mới đã rất thưa thớt lăng không đứng vững mấy trăm đạo bóng người, khí thế cường đại phô thiên cái địa đè xuống, làm cho trong thành người vừa hãi vừa sợ, không thở nổi, lại chính toàn là một đám thánh cảnh tu vi cao thủ không thể nghi ngờ. Bọn họ phía trước vị trí đầu não, song song đứng vững sáu đạo nhân ảnh, chính là sáu đại thánh sơn sơn chủ. Bên trong một cái râu dài lão giả, đôi mắt nhẹ híp mắt, tinh tế đánh giá phía dưới tất cả mọi người, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía dư lão giả,
bọn họ cũng là một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng, dao động cái đầu, không biết vì sao. Kỳ quái, cái này Lạc Gia Thành tất cả mọi người, đều là một bầy kiến hôi giống như nhân vật, tuy nhiên bên trong có mấy cái hoàng giai cao thủ, tại hoàng vực cũng coi là khó được thế lực cường đại, nhưng đặt ở Thánh Sơn trong mắt, nhưng cũng không quan trọng gì, nhỏ yếu vô cùng. Liền một cái thánh cảnh cao thủ đều không có gia tộc, Thánh Sơn hội để vào mắt sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thế nhưng là, cũng là như thế một con kiến hôi gia tộc, thế mà đem một tòa Thánh Sơn trực tiếp san bằng, đây cũng là quá mức kỳ quặc. Hay không thời gian, sáu cái lão đầu trâu đầu ghé tai, tất tất dẫn dẫn lên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Rất bình thường a, không có gì chỗ quỷ dị, cũng không giống là Thủy Kính Tiên Sinh môn nhân. Thường nói danh sư xuất cao đồ, chúng ta Thánh Sơn đều có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, không có lý do Thủy Kính môn cái kế tiếp thánh giả đều không có a. Như vậy cái này kỳ quặc, thì nhất định xuất hiện tại đại quản gia Trác Phàm trên thân. Dù nói thế nào, truyền ngôn đều là hắn trên một người núi đem Mạnh lão đầu sơn phong san bằng. Có lẽ, chỉ có hắn một người là Thủy Kính môn nhân đâu. Một hồi chúng ta trước thăm dò một phen, nếu là hắn thật cùng Thủy Kính tiên sinh có quan hệ, sự kiện này chúng ta sau cùng qua loa cho xong chuyện, quên a, nếu không đem hoàng vực nhường cho hắn thống lĩnh là được. Dù sao đắc tội Lạc gia là Mạnh lão đầu, trói người ta gia chủ cũng là Mạnh lão đầu, cùng chúng ta không có quan hệ gì a. Nghe được lời này, một đám lão gia hỏa liên tục gật đầu xưng phải, một bộ ngươi nói quá đúng biểu lộ, bị ổi cực kỳ. Thế nhưng là, rất nhanh, cái kia lông mi dài lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt chợt nghiêm túc xuống tới, sự kiện này như cùng Trác Phàm cùng Lạc gia không quan hệ, bọn họ bất quá lòe người lời nói. Trước bất luận hướng đệ lục Thánh Sơn người hạ thủ là ai, cái này Lạc gia tuyệt đối không thể lại tồn tại đi xuống. Chúng ta thất Thánh Sơn uy nghiêm, cũng không thể tùy ý bị hoàng vực con kiến hôi chà đạp. Nếu không này lệ vừa mở, chúng ta ngày sau dựa vào cái gì uy trấn thánh vực. Ngăn không được gật đầu, mọi người nhất trí đồng ý. Không sai, mình chính là muốn chọn quả hồng mềm nắm, cứng rắn còn sợ thép chrome răng đây, hừ. Siêu siêu. Lúc này, hai đạo tiếng xé gió lên, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người cũng cuối cùng đi vào trước mặt bọn hắn. Quay đầu nhìn lại. Mọi người tỉ mỉ dò xét hai người, lại là càng xem càng kinh hãi. Dù sao hiện tại Trác Phàm mặt ngoài tu vi đã nhập trúc cơ, khí thế như có như không cực kỳ, căn bản cùng con kiến hôi không khác. Nhưng là tự thân lại có thể lăng không bay lên, trong mắt chỗ sâu, càng là dường như cất một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, ẩn mà không phát. Điều này không khỏi làm Thánh Sơn những lão gia hỏa này, một đến đáy lòng hơi hồi hộp một chút, đối người trẻ tuổi trước mặt này coi trọng. Người này người phi thường, phải cẩn thận đối đãi. Ho nhẹ một tiếng, cái kia lông mi dài lão giả chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, dương dương tay nói, lão phu đệ thất Thánh Sơn Sơn chủ, Hạ Vân Sơn, các hạ chẳng lẽ cũng là Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm Trác quản gia đi. Không sai, chính là tại hạ. Khẽ gật đầu, Trác Phàm không sợ hãi không nóng nảy, cười khẽ một tiếng, không biết các vị đến đây tìm tại hạ, có chuyện gì trò chuyện với nhau. Chuyện gì? Chẳng lẽ Trác quản gia tâm lý không biết sao? Lông mày nhíu lại, Hạ Vân Sơn ngược lại là không có gì nộ khí, chỉ là sắc mặt có chút băng lãnh xuống tới. 3 tháng trước, đệ lục Thánh Sơn bị toàn diệt sự tình, Trác quản gia nhưng có nghe nói. Khẽ gật đầu, Trác Phàm thản nhiên cười, còn dùng nghe à, kia chính là ta làm. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cảm thấy siết chặt, Hạ Vân Sơn nghe đến Trác Phàm sảng khoái như vậy địa thừa nhận. Đáy lòng vẫn còn có chút ngạc nhiên. Nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ tự nhiên, thậm chí còn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen lớn một tiếng. Bọn người người liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng là ngăn không được trầm xuống. Trác Phàm như thế không quan tâm, nói rõ tâm lý có lực lượng a, cho dù bọn họ nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ đứng ở trước mặt hắn, đều không hề sợ hãi. Chỉ có thể nói rõ, người ta thật không đem bọn hắn để vào mắt. Sau lưng là có so với bọn hắn Thánh Sơn càng mạnh chỗ dựa. Nếu như nói như vậy, mình có phải cái kia rút lui? Mạnh lão đầu đệ lục Thánh Sơn bị diệt, mắc mớ gì đến chúng ta? Mình cùng hắn cũng không phải là rất quen, không cần thiết vì hắn một người, gây lên một cái cường giả bí ẩn a. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đánh lấy ánh mắt, đã là có thoái ý. Nhưng Hạ Vân Sơn trầm ngâm một chút, vẫn như cũ hiên ngang đầu.
giống to lên tiếng, đã chắc quản gia đều thừa nhận, vậy lão phu cũng liền không dịch, chúng ta nói trắng ra. Không biết đệ Lục Thánh Sơn đến tột cùng làm gì sai sự tình, muốn chắc quản gia phía dưới này ngoan thủ đâu. Với tư cách Thất Thánh Sơn, như thể chân tay, lão phu không thể không làm hắn đòi một lời giải thích. Ta đi, chúng ta không liền đến tìm hiểu một chút đối phương nội tình, có thích hợp hay không nắm một chút a, người lấy cọng lông thuyết pháp a. Muốn là người ta thật sự là thủy kính môn nhân, chọc giận người ta, thủy kính tiên sinh rời núi, Thánh Sơn nhưng là lại không lưu giữ lập ngày. Người một núi muốn chết chúng ta không ngăn, nhưng người đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ a. Mọi người cùng nhau ai thán một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cùng đắng chát, sâu dài lão giả càng là lôi kéo cái kia Hạ Vân Sơn tay áo, ra hiệu hắn qua loa cho xong chuyện không sai biệt lắm. Người ta đã người phi thường, cũng không cần phải nhiều sinh chi tiết. Thế nhưng là Hạ Vân Sơn nhưng như cũ thẳng đứng ở đó, khí vũ hiên ngang, một bộ ta là chính nghĩa tiên phong bộ dáng, nhất định phải vì người chết kêu oan giống như. Hừ, muốn thuyết pháp. Cười lạnh, Trác Phàm cũng không hề sợ hãi, quát to, ta Lạc ra trợ giúp Thánh Sơn đệ tử chữa trị hoàng vực, mưa thuận gió hòa, an vui dân an, kết quả Mạnh Sơn chủ không lý do đem ta Lạc ra con cháu cầm tù bó đánh, ngay cả ta gia chủ đều bắt lên núi đi, đủ kiểu làm nhục. Với tư cách Lạc gia quản gia, ta có thể nhịn được sao? Dường như lần đầu tiên nghe được sự kiện này giống như, Hạ Vân Sơn nheo mắt, kinh ngạc nói, cái gì, Mạnh Hạo Đông hắn đúng là loại người này. Ách, không khỏi trì trệ, không chỉ là Trác Phàm, liền những cái kia các núi thánh giả tất cả đều ngây người. Ta nói, ngài đây là ý gì? Người ngày đầu tiên nhận biết lão gia hỏa kia a, còn không biết hắn tính nết. Mà lại, chúng ta không là đồng dạng người sao? Ngươi kinh ngạc cọng lông a. Trác quản gia, nếu là hắn đã làm sai trước, lão phu cái này toa quấy dày, rộng lòng tha thứ. Hơi khom người một cái, Hạ Vân Sơn than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, lúc trước chúng ta không biết rõ tình hình từ, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu là sớm biết cái kia Mạnh Hạo Đông là vô lễ như thế người, lấy oán báo ân, xem nhân mạng như cỏ rác lời nói, lão phu đã sớm cùng hắn đoạn giao. Trác quản gia, cáo từ. Nói, Hạ Vân Sơn đã là quay người lại, vênh váo tự đắc rời đi, trên mặt còn lóe ra thánh khiết ánh sáng. Ánh mắt suýt híp mắt, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, thân thể cứng đờ ôm một cái quyền, cảm thấy thầm than. Lão gia hỏa này, thật mẹ hắn vô sỉ a. Còn lại mọi người thấy lão nhân này đùa nghịch nửa ngày hát biến điệu, bán một trận môi, mới chuẩn bị trở về trở lại lui ra. Đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, nếu là bọn họ vừa mới nhìn thấy Trác Phàm thì hoảng sợ chạy, há không phải tương đương nói cho tất cả mọi người, bọn họ Thánh Sơn sợ. Vậy bọn hắn thể diện ở đâu? Ngày sau còn như thế nào thống lĩnh Thánh Vực? Nhưng bây giờ, cái kia chết Mạnh Hạo Đông làm đệm lưng, cản ở phía trước, đau phê hắn một trận lại rời đi. Chẳng những Thánh Sơn thể diện bảo trụ, còn lưu lại một quang huy hình tượng cho thế nhân. Chúng ta Thánh Sơn thế nhưng là chính nghĩa tiên phong. Những cái kia cố tình gây sự, ức hiếp nhỏ yếu bại loại, chỉ là cá biệt hiện tượng, chúng ta cũng bị mơ mơ màng màng, không biết, nếu không đã sớm vì dân trừ hại. Kể từ đó, cũng liền có thể lung lạc nhân tâm. Nhưng trọng yếu nhất là, Trác Phàm nếu là thủy kính tiên sinh môn nhân lời nói, như vậy hắn cùng Thánh Sơn tất cả tích tụ, liền tất cả đều tại Mạnh Hạo Đông trên người một người mà thôi. Chúng ta nhờ vào đó cùng Mạnh Hạo Đông phủi sạch quan hệ. Cũng chẳng khác nào cùng thủy kính môn nhân không có có ân oán, vẫn là cùng chung mối thù, một đầu chiến tuyến người, một công ba việc. Kể từ đó, vừa mới Hạ Vân Sơn nhìn như dư thừa một câu tra hỏi, lại là lúc này thay đổi địch ta quan hệ, tiêu trừ đối phương oán hận, thật sự là tuyệt không thể tả a. Lão gia hỏa, không nghĩ tới người còn có cái này cơ chí, coi là thật làm cho bọn ta lau mắt mà nhìn a. Nhìn lấy Hạ Vân Sơn cái kiệu uy phong lẫm liệt, dương dương đắc ý bóng lưng. Tất cả lão gia hỏa một trận thầm than, tán thưởng không thôi. Bọn họ đã là toàn bộ thánh vực bên trong đỉnh phong, hưởng hết tất cả đỉnh cao nhất vật tư, ngày bình thường làm ra chỉ là lĩnh hội đại đạo, đột phá đế cảnh mà thôi, không cần đến lại lục đục với nhau. Trong ngày thường mấy trăm vạn năm trước cái kia liên tiếp đàm phán tâm đắc, tựa hồ cũng hoang phế không ít. Dù nói thế nào, càng là cường giả, càng thích trực lai trực vãng, không muốn lại phí cái kia tâm tư. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Trúc Sơn chủ bảo đao chưa gì a, khẩn trương như vậy thời khắc,
còn có thể có ý định này, thực sự thật đáng kính, có thể khâm phục, ha ha ha. Thế mà, thì tại chúng thánh núi cao tay bị Trác Phàm cái kia bình tĩnh khuôn mặt dọa đến muốn tránh về trong núi lúc, một tiếng cao vút hét lớn lại là đột ngột được từ trên 9 tầng trời vang lên, các ngươi bọn này tặc lão đầu đến Lạc Gia làm gì? Nơi này là bản đế bao phủ, không phải do các ngươi làm càn, giống. Một tiếng long ngâm, kinh hãi hoàn toàn thương khung. Tại giống như muốn xé rách bầu trời cuồng mãnh uy áp dưới, một đầu kim sắc 100 trượng cái đuôi lớn, dường như khai thiên cự phủ, một nhân tiện hướng chúng thánh người nhóm bổ tới. Cái kia khí thế đáng sợ nhào tới trước mặt, một số tu vi còn thấp thánh giả, lại có loại khí tức trì trệ cảm giác, cảm thấy hoảng hốt. Cuối cùng là cái gì, như thế cuồng bạo khủng bố. Long tộc Long đế. Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, sáu vị sơn chủ cảm thấy hoảng hốt. Ngay sau đó, sáu người thân thể lắc một cái, lục đạo 100 trượng kim thân cùng nhau xuất hiện trên 9 tầng trời. Sau đó vận khởi lực lượng toàn thân, sáu người cự thân trong nháy mắt phát lực, hướng Na Long đuôi đánh tới. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều đang rung động không ngừng, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, tinh la kỳ bố địa hướng bốn phía lan tràn vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt, lúc trước còn xanh thẳm bầu trời. Trong nháy mắt liền phủ đầy màu đen kịt, lại là trời đều sập mới giống như. Đăng đăng đăng. Không chỗ ở lui lại, sáu vị sơn chủ thẳng tắp lui về phía sau 5 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, nhìn về phía trước ánh mắt, tràn đầy nặng nề. Oanh! Cự long thân thể thu, một cái vóc người khôi ngô đại hán, dường như nện dưới đất bỗng nhiên đứng thẳng lăng không, lại là lại đem không trung dẫm ra hai đạo đen nhánh hang lớn tới. Đợi ngẩng đầu lên. Trong mắt chớp động lên hừng hực chiến hỏa, khóe miệng lại là bỗng dưng liệt lên một đạo tà dị đường cong, cười to lên, ha ha ha. Sáu cái lão đầu, hiện tại các ngươi nhân số không được đầy đủ, lúc trước dùng tới đối phó bản đế thất tinh thánh kiếm trận không sử ra được đi. Long đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt khẽ híp một cái, Hạ Vân Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ không phải quên lúc trước hiệp ước, ngươi Long đế phàm là lại bước vào ta nhân loại khu vực một bước. Chính là Thất Thánh Sơn cùng Long tộc tái chiến ngày. Hừ, thì tính sao? Như thế nào? Hừ hừ hừ. Cười lạnh, Hạ Vân Sơn châm chọc nói, ngươi là tốt phết sẹo quên đau không? Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước ngươi Na Long tử Long tôn chết bao nhiêu? Bây giờ chúng ta tuy nhiên thiếu một Thánh Sơn chiến lực, nhưng Lục Thánh núi đối với các ngươi Long tộc, như cũ toàn thắng. Ngươi nếu là không muốn ngươi Long tử Long tôn diệt tuyệt, thì tốt nhất chạy trở về ngươi Long vực đi. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nhịn không được cười lớn một tiếng, Long đế sâu xa nói, năm đó Thánh Sơn cùng Long tộc đại chiến, ta Long tộc chỗ lấy thương vong thảm trọng, là bên trong các ngươi gian kế, bị dẫn tới Hoàng vực cái này rộng lớn chi địa quyết chiến. Tại mảnh này chưa quen cuộc sống nơi đây thổ địa bên trên, ta Long tộc chiến sĩ phần lớn bị phân mà diệt chi. Một số thực lực nông cạn nhân loại, tuy nhiên so ra kém ta Long tộc thực lực, nhưng cũng thu về băng đến bố trí trận pháp, tiêu hao chúng ta khí lực. Có thể nói, chúng ta là bị tiêu hao chết. Vậy bây giờ tái chiến, còn không phải như vậy. Nơi này là nhân loại chỗ ở, các ngươi đến một dạng bị tiêu hao chết. Sai, lần này không như vậy, bởi vì cái này Hoàng vực lại không phải là các ngươi Thất Thánh Sơn tiền tuyến, mà là chúng ta hậu phương lớn. Nhếch miệng cười một tiếng. Long đế kiên định lắc lắc đầu, chúng ta không dùng tại Hoàng vực làm hao mòn, cùng các ngươi chơi trốn tìm, chỉ cần công kích trực tiếp các ngươi Thánh Sơn là được rồi. Đối kháng chính diện, chúng ta Long tộc còn chưa sợ qua ai đây. Ngược lại là các ngươi, chỉ sợ phải chết thảm trọng a, hừ hừ. Hai con ngươi nhíu lại, Hạ Vân Sơn khinh thường bĩu môi, hậu phương lớn. Nói chuyện viển vông, Hoàng vực đều là nhân loại tu giả, các ngươi tại nơi này chính là xâm nhập đầm lầy. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Tuy nhiên bọn họ rất yếu, cùng con kiến hôi không khác. Nhưng là con kiến nhiều còn có thể cắn chết giống như đây, các ngươi muốn tại Hoàng vực xây dựng hậu phương lớn, quả thực tìm đường chết. Không phải xây dựng, mà chính là đã hình thành. Nhếch miệng cười một tiếng, Long đế khinh miệt nhìn những lão đầu kia liếc một chút, sau đó liền tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, đi vào Trác Phàm trước mặt, cung kính ôm một cái quyền, cười nói. Vị này cũng là Trác quản gia a, nghe tới Trác quản gia đã đem Hoàng vực chộp trong tay tin tức lúc, bản đế thế nhưng là vạn phần kích động. Mở cái này đường đi, bản đế rốt cục có thể tiến quân thần tốc Thánh Sơn chỗ. Chỉ là còn có thật nhiều việc vặt xử lý, tới chậm,
còn mong rộng lòng tha thứ. Long đế đại nhân khách khí, Trác Mỗ trông mong đại nhân đến đây tương trợ rất lâu, bây giờ nhìn thấy, coi là thật mừng rỡ như điên. Mỉm cười, Trác Phàm cũng là khom người hoàn lễ. Thế nhưng là Hạ Vân Sơn bọn người nghe đến, lại là cảm thấy kinh hãi, Trác Phàm, ngươi. Trác quản gia. Không chờ bọn hắn nói xong, Long đế liếc xéo bọn họ liếc một chút, phảng phất khiêu khích giống như, lớn tiếng nói, ấn ngươi nói, lần này chúng ta Long tộc dốc sức xuất động, giúp ngươi đối phó Thánh Sơn. Long tộc gần 100 vạn đại quân, Long Thánh 3000, Long Hoàng mấy trăm ngàn, Long Vương trở xuống Long tộc tướng sĩ mấy trăm ngàn không giống nhau, ngay tại như dẫm trên đất bằng địa xuyên qua hoàng vực, không bị đến bất kỳ quấy nhiễu cùng ngăn cản, nghĩ đến lập tức liền có thể đi tới nơi này tụ hợp. Bản đế còn không có như thế thư thái địa tại nhân loại khu vực chạy qua đường đây, đa tạ Trác quản gia, ha ha ha. Da mặt ngăn không được co rúm, Hạ Vân Sơn hung hăng nhất chỉ Trác Phàm, hét lớn, Trác Phàm, người tên nhân loại này phản đồ, lại dám dẫn Long tộc xâm lấn. Ngươi vẫn phối làm người sao? Ta đương nhiên phối, dù sao ta không có thương tổn qua ta đồng loại. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy bọn hắn, châm chọc nói, ngược lại là Thánh Sơn chư vị, đem thánh vực công pháp lũng đoạt, tư nguyên lũng đoạt, lại đem hoàng vực tu giả coi như con kiến hôi trà đạp, các ngươi còn xứng làm người sao? Đừng quên, lúc trước các ngươi có thể chắc thắng Long tộc, là bởi vì hoàng vực tất cả mọi người chống đỡ, nhưng sau khi chiến đấu các ngươi nhưng như cũ xem hoàng vực tu giả là kiến hôi, lấy oán báo ân, không có chút nào lòng cảm kích. Các ngươi, lại sao phối trưởng khống thánh vực?